Liệp Diễm Giang Hồ Mộng là câu chuyện sắc hiệp khá nổi tiếng của tác giả Trần Khổ. Chuyện kể về anh chàng Hoàng Hy Bình, sống ở Hoàng Sơn Thôn, vốn rất hay đánh nhau, một hôm lên núi hái thuốc vô tình gặp kỳ ngộ là hấp thu được linh khí của mãng xà ngàn năm cùng với máu của hổ thần. Hy Bình từ đó trong máu có sự thay đổi, sức mạnh tăng lên, vạn độc bất xâm, châu bò vô cùng. Hy Bình bắt đầu phiêu lưu trong giang hồ và dần dần, đội ngũ lão bà của hắn ngày càng tăng lên đông chóng mặt. Làm bạn với Hy Bình trong các chuyến phiêu lưu còn có người bạn thân Tứ Cẩu, em vợ Hoa Tiểu Ba. Đều là những đại thần côn, đại dâm tặc, đi đến đâu gieo rắc tinh trùng đến đó. Nói chung, Liệp Diễm Giang Hồ Mộng là một bộ truyện sắc hiệp 18 cộng, các bạn trẻ có đầu óc trong sáng cân nhắc trước khi nghe. Liệp Diễm Giang Hồ Mộng, Hoàng Hy Bình. Tập 1. Anh ta cũng đã hại người phụ nữ của chính anh ta. Vì anh ta quá nổi tiếng, hàng giờ hàng khắc đều có rất nhiều người đến xếp hàng mời anh ta đi săn. Cùng với việc anh ta bắn chết vô số sinh mệnh, Thượng Thiên cuối cùng đã mang đến cho anh ta một sự trừng phạt, đó chính là người vợ của anh ta chịu không nổi sự lạnh lùng đơn điệu của chuộc sống bên cạnh anh ta, đã chạy đến Nguyệt Cung lạnh lẽo. Trên Nguyệt Cung, chí ít cũng còn có một con thỏ trắng xinh xinh ở cùng cô ấy, chứ không phải một tảng đá vô cảm. Cần phải biết rằng, người chồng của Hằng Nga quả thật là một anh hùng. Ở nơi nàng sống cùng Hậu Nghệ, trong vòng 100 dặm vuông, không có đến một con vật nào dám vào ra bén mảng. Chỉ cần có một tiếng động, mũi tên của chồng cô ấy sẽ lập tức phút theo, kết liễu sinh linh vô tâm xấu số. Anh ta hận người phụ nữ đã rời bỏ anh ta. Đêm đêm anh ta dương cung muốn bắn cả mặt trăng rơi xuống, nhưng mũi tên anh ta đã cố nặng bởi nhuốm đầy máu tươi. Anh ta cũng hận vầng mặt trời cuối cùng bởi đã chiếu sáng cho mặt trăng ấy, anh ta phải bắn nốt vầng mặt trời ấy xuống, nhưng rốt cuộc anh ta đã không thành công. Con ngoan của ta, cho dù sau này con có trở thành một con người thế nào cũng tốt, chỉ có đừng làm anh hùng. Ta thà mong con làm một con quỷ người người ghét bỏ cũng không muốn con trở thành một anh hùng được người người tôn kính. Con phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình, con chính là con chứ không phải là người khác. Nếu muốn yêu con hãy yêu, muốn hận thì hãy hận, có yêu tất sẽ có hận, nhưng tất cả đều phải là ý muốn của con. Con không thể giống như người thợ săn kia, vì mối hận của thế nhân mà đi hủy hoại tình yêu của mặt trời. Con hãy thay ta tìm lại chín mặt trời kia, ta biết chín mặt trời ấy vẫn đang sinh tồn ở một góc tối tăm nào đó. Nếu như tìm không thấy thì con hãy tạo ra một truyền thuyết khác. Hãy nhớ kỹ lời ta dặn, con ngoan. Bàn tay chàng thanh niên khẽ vuốt qua đôi mắt mở trừng của lão nhân. Cặp mắt ông từ từ khép lại, vĩnh viễn ngủ sâu trong sơn động không ánh mặt trời. Chàng thanh niên dập đầu ba cái, lẳng lặng đứng dậy, thân hình cao to sừng sững, uy vũ lẫm lẫm khiếp người. Cha, con biết người chính là vầng mặt trời cuối cùng đó. Con sẽ khiến cho những thợ săn đã bắn chết cha biết được thế nào là đau khổ bi ai. Con phải để cho họ thấy được sắc máu hồng mà cha truyền cho con, chỉ có huyết sắc chói lòa ấy mới là cảnh tượng hùng tráng nhất trên thế gian này. Chàng trai khẽ quay người bước ra, khuôn mặt lạnh lùng trong bóng tối mờ mờ của sơn động lấp láy xạ quang hai luồng sáng màu đỏ máu. Hoàn Sơn Thôn, đúng như ý nghĩa của cái tên, xung quanh thôn trang đều là núi. Từ khi khai thôn mở đất, người dân ở đây chủ yếu đều dựa vào săn bắn để mưu sinh, phong tục thuần hậu, không tranh chấp với đời. Ban ngày, Hoàn Sơn Thôn trang lúc nào cũng tĩnh lặng. Đàn ông vào rừng săn bắn, phụ nữ lên nương trồng trọt. Vì thế những đứa trẻ trong thôn đều được tự do chơi đùa. Săn bắn là nghề của cả thôn, cũng trở thành nếp sống tự bao đời. Bọn trẻ dù chơi trò gì cuối cùng cũng quay về đấu võ đánh vật. Lũ con trai từ nhỏ đã hình thành tinh thần thượng võ, hầu như cậu bé nào cũng thích đánh nhau, luôn mong muốn đánh cho kẻ khác phải phủ phục dưới đất xin tha, trở thành đầu lĩnh của lũ trẻ trong thôn, mới không uổng vì đã sống. Trong thôn lại có một quy định bất thành văn, hai bên tham gia đánh đấm. Nếu có một bên nhận thua thì trận đấu sẽ lập tức kết thúc. Vì thế bọn trẻ có đánh nhau bao nhiêu, ngoài việc phải chịu những trận đau nhức cơ thể, thực ra cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần về nhà nghỉ ngơi vài hôm là lại có thể đánh nhau tiếp được. Người lớn bây giờ hay trước đây đều trưởng thành từ đánh lộn, vì thế không hề phản đối trẻ con làm chuyện đó, hơn nữa còn có thái độ truyền thống tốt đẹp nên được phát huy. Do đó, đánh nhau của trẻ con cũng giống như săn bắn của người lớn. Từ bao đời đã trở thành phương thức sống nhất quán của Hoàn Sơn Thôn, trưa nay, bọn trẻ lại gây ồn ào. Hoàn Sơn Thôn đang tĩnh lặng, bỗng vang lên tiếng khóc, cầu xin các người, đừng có đánh nhị ca tôi.
Một cô bé chừng 7-8 tuổi đang bị một thằng bé chừng 10 tuổi giữ chặt. Cô bé vừa giãy giụa vừa khóc gào, Thủy Nhiêu ca, huynh hãy thả tôi ra, tôi phải đi cứu nhị ca. Thằng bé không thả, chỉ hất hàm, Tiểu Nguyệt xem, nhị ca muội sẽ không sao đâu, chỉ cần nó nhận thua, Tứ Cẩu và Đại Phong sẽ tha cho nó ngay. Tiểu Nguyệt vẫn tìm cách vùng ra, nhưng, nhị ca sẽ không nhận thua đâu. Trước mắt hai đứa bé, một đám con trai 2-3 đứa đánh nhau tùm lum, chỉ thấy hai đứa chừng 10 tuổi đang ghì một cậu bé khoảng 8-9 tuổi xuống đất, một đứa trong lên tiếng, Đại Hải, người phục hay không? Đứa bé bị ghì xuống đất giãy giụa tức tối, bọn mày bắt nạt muội muội ta, cướp diều của nó làm nó khóc. Không xin lỗi nó, tao không để yên đâu. Thằng bé cố giãy lên mấy lần nhưng bị hai đứa to hơn hẳn đè lên, thật khó mà thoát ra. Vùng vẫy một lúc, Đại Hải vẻ như đã mệt, dần dần nằm im. Đại Phong nói, phục chưa? Đừng hòng, Đại Hải trừng mắt nhìn, quay đầu sang một bên. Thằng bé thứ hai tên gọi Tứ Cẩu nói, được lắm. Đương nhiên là được. Một giọng khác vang lên làm cho bọn trẻ giật thót mình. Tiểu Nguyệt mừng rỡ hét lên, đại ca. Một thằng bé đi lại chỗ dám đánh nhau. Thằng bé này dường như dinh dưỡng không được tốt lắm nên người khẳng khiu, nhưng đôi mắt lại rất sáng. Nó nhìn ba đứa đang đánh nhau, rồi nhìn Thủy Nghiêu nói, bỏ tiểu muội ta ra. Thủy Nghiêu buông tay, Tiểu Nguyệt lao vào lòng Hy Bình như một con thỏ, mếu máo, đại ca, chúng nó bắt nạt Nguyệt Nhi, còn đánh nhị ca nữa. Huynh mau bảo chúng đừng đánh nhị ca nữa đi. Hy Bình dùng bàn tay gầy guộc lau nước mắt cho Tiểu Nguyệt, nói, Đại Hải sẽ không sao đâu, nam tử hán đánh nhau là chuyện bình thường. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Đợi lát nữa đại ca sẽ bắt bọn chúng phải xin muội tha lỗi, được không nào? Tiểu Nguyệt không khóc nữa, liền nhoẻn cười ngay. Tiểu muội ngoan, đứng sang một bên, đại ca sẽ trút giận cho muội. Thằng bé nói rồi đi đến phía ba đứa kia, gằn giọng, Tứ Cẩu, Đại Phong. Thả đệ đệ tao ra, có gan thì hãy đánh với tao đây. Đánh với mày thì đánh, dám một mình thách đấu à? Hôm nay bọn tao sẽ cho mày phải bò lê bò càng. Đừng có nói khoác, đợi đến lúc nước mắt nước mũi chảy xuống đất, bọn mày mới biết thế nào là lợi hại. Lại đây, thả đệ đệ tao ra. Chưa nói xong, thằng bé đột nhiên chạy đến, đá vào bụng dưới của Đại Phong một phát thật mạnh, làm cho nó ngã lăn ra một bên kêu ầm ĩ. Sau đó lại lao ngay đến Tứ Cẩu đang buông Đại Hải chuẩn bị nhổm dậy, cưỡi lên người nó, hai tay liên tục đấm, đánh cho Tứ Cẩu mặt mũi tím bầm. Vừa đấm vừa nói to, phục chưa? Tứ Cẩu quay cuồng cố vùng ra, không phục, mày đánh lén, bọn tao vẫn chưa chuẩn bị xong, mày. Bụp, bụp, lại hai đấm nữa, Tứ Cẩu gào lên, Hy Bình, tao phục rồi, tao thua, lần này tao nhận thua rồi. Thằng bé tên Hy Bình cười, lần này còn tạm được, thua thì bảo là thua đi. Việc gì phải kiếm cớ? Hy Bình đứng dậy, nói, Đại Phong, mày la đủ chưa? Nếu không chết được thì hãy xin lỗi muội muội tao đi. Còn nữa, sau này đừng có bắt nạt con gái, làm mất mặt cả bọn đàn ông chúng ta. Đại Phong đã được Thủy Nghiêu đỡ dậy, nhìn Hy Bình hằn học, Hy Bình, mày nhớ đấy, lần sau tao thề sẽ bắt mày phải quỳ xuống lạy van cho xem. Hy Bình quay sang Đại Phong làm mặt xấu, chế giễu, nhớ lắm, tao nhớ rồi. Đây là lần thứ 36 mày thề rồi đấy. Đại Phong mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp, mày, mày. Hy Bình cười vang, tao rất tốt, không phải nói nhiều, hì hì. Nói rồi quay người dắt Tiểu Nguyệt, nói, muội muội, đệ đệ, chúng ta về nhà thôi. Ba huynh đệ nhảy nhót đi về nhà, Hy Bình cất tiếng hát nghêu ngao, ta tả quyền xuất, hữu quyền xuất, rồi lại liên hoàn xuất cước, đánh cho ngươi thành một con lợn béo. Đột nhiên nó dừng lại quay sang Đại Hải. Đệ chẳng bao giờ đánh nhau cả, sao hôm nay lại gây sự với bọn nó thế? Đại Hải nghiến răng, đại ca, bọn nó làm mất diều của Tiểu Nguyệt, đệ mới đánh với chúng nó. Hy Bình lên giọng đàn anh, ngốc tử, bọn nó 2-3 đứa, đứa nào cũng lớn hơn đệ, đệ làm sao đánh lại bọn nó được? Đệ là một đứa trẻ ngoan, không biết đánh nhau, sau này có đánh nhau hãy tìm đại ca, đảm bảo đệ không bị thua thiệt đâu. Nói rồi vênh mặt lên trời dương dương tự đắc, Đại Hải ấp úng. Nhưng, đệ thấy khi nãy đại ca không được quanh minh chính đại lắm. Hy Bình nghe thế, nhảy phốc lên gõ ngay vào trán Đại Hải, hét vào mặt nó cái gì? Cái gì là quang minh chính đại? Đồ ngốc, bọn nó đứa nào cũng to hơn tao, mày bảo tao quanh minh chính đại đánh nhau với bọn nó à? Hây, quang minh chính đại là cái gì chứ? Có làm mày hả giận không? Có giúp mày chiến thắng không? Đối với Hoàng Hy Bình tao, đánh ngã đối phương mới là quan trọng nhất.
mà muốn đánh ngã đối phương, phải có mưu. Đây gọi là chí dũng song toàn, hiểu chưa? Đại Hải trợn mắt, lại còn không? Thấy Hy Bình lại chuẩn bị gõ đầu nó, vội sửa lời ngay, hiểu rồi, hiểu rồi. Hy Bình lườm nhị đệ một cái, vòng qua nắm tay Tiểu Nguyệt, được rồi, Nguyệt Nhi, muội không phải buồn như thế, về nhà đại ca sẽ làm một cái diều khác cho muội, giống hệt cái kim ngưu của muội, được không? Tiểu Nguyệt hớn hở, muội muốn kiểu bươm bướm. Được rồi, bươm bướm, gió thổi, bươm bướm bay, bay ra từ những khóm hoa, bay lên trời cao, bay vào trong giấc mơ của muội muội ta. Mặt trời đã dần dần ngả bóng, dưới ánh hoàng hôn, Hoàn Sơn thôn càng vắng vẻ yên tĩnh. Sơn thôn có hơn 200 hộ dân, ngoài gia đình trưởng thôn, hộ tương đối sung túc nhất có lẽ là Hoàng Dương gia. Hoàng Dương dáng người cao gầy, lúc nào cũng tươi cười hòa ái, khiến người ta vừa thấy là đã muốn thân thiết. Ông là người có học vấn nhất, cũng là đại phu duy nhất ở Hoàn Sơn thôn này. Hoàng Dương mới 15 tuổi đã rời thôn trang ra ngoài, va chạm rất nhiều. Lưu lạc suốt một thời gian dài, 10 năm trước, Hoàng Dương đột nhiên quay về, còn dẫn theo một người vợ và một cậu con trai nhỏ. Người trong thôn trang ai cũng cảm thấy Hoàng Dương quả là rất có tiền đồ. Vợ của Hoàng Dương tên gọi Xuân Yến. Lúc họ mới trở về, già trẻ gái trai trong thôn đến thăm, thấy ngoại hình Xuân Yến, ai nấy đều giật mình kinh ngạc. Tiên nữ hạ phàm, ở đâu ra lại có người đẹp thế không biết. Năm tháng trôi nhanh, Xuân Yến năm nay cũng đã hơn 30, đã có ba đứa con, chính là ba huynh muội Hoàng Hy Bình. Có điều, nhan sắc của cô vẫn lộng lẫy như ngày nào, thậm chí giờ còn thêm cả vẻ thành thục. Thật không tưởng tượng nổi trong sơn thôn quạnh quẽ này lại có một thôn nữ xinh đẹp nhường ấy. Trung phụ xinh đẹp hạnh phúc ấy lúc này đang đứng ở cổng nhà nhìn vào trong thôn. Trong nhà bỗng có một giọng trầm ấm truyền ra, Yến muội, các con vẫn chưa về sao? Ai, rồi giọng của cô đột nhiên lại cất lên, thấy rồi, chúng đang đi về. Ba đứa trẻ chạy một mạch đến trước mặt Xuân Yến. Tiểu Nguyệt ngả mạnh vào lòng mẹ, giọng nũng nịu, mẹ, Hy Bình và Đại Hải cũng hớn hở lên tiếng, mẹ. Xuân Yến trợn mắt, Hy Bình, con lại đánh nhau rồi phải không? Hy Bình nói, mẹ, bọn chúng bắt nạt Đại Hải và Tiểu Nguyệt, con mới đánh chúng nó. Xuân Yến nhìn Đại Hải đang len lén đứng im, nói, Đại Hải, con cũng đi đánh nhau sao? Đại Hải cúi đầu xuống không nói gì. Hy Bình nói, mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, Đại Hải không đi đánh nhau cùng con, mà là bị người ta đánh. Mẹ thử nghĩ mà xem, thường ngày nó ngoan thế, sao lại đi đánh nhau cơ chứ? Không bị người khác đánh đã là đại phúc rồi, hay? Nói rồi, nó lắc lắc cái đầu nhỏ của mình. Xuân Yến nhìn bộ dạng của đứa con cả, bất giác bật cười, thôi được rồi, đánh thì cũng đánh rồi, không sao là được, vào nhà chuẩn bị ăn cơm. Ở bàn ăn, Hoàng Dương dặn dò, ngày mai cha phải lên núi hái thuốc, ba con phải nghe lời mẹ đấy. Hy Bình hăng hái, chúng con vẫn luôn nghe lời mẹ mà. Rồi nó trợn to mắt lên, nói cha, con cũng đi hái thuốc với cha nhé. Hoàng Dương nhìn đứa con nhiều chuyện, cười nhẹ, ngày mai con không phải đánh nhau nữa sao? Hy Bình gãi đầu, con quyết định cho mình nghỉ ngơi mấy ngày. Hoàng Dương chau mày, nghỉ à? Con coi đánh nhau là cái gì? Hy Bình thẳng thắn, rèn luyện thân thể. Hoàng Dương quả thật bị nó đánh bại, nói thôi được. Ngày mai đi cùng cha. Hy Bình reo lên, vạn tuế. Rồi gắp một miếng thịt cho Hoàng Dương, giọng cảm kích, cảm ơn cha, đây là con hiếu kính với cha. Cha đừng khách khí, Hoàng Dương nhìn miếng thức ăn, quát lên, thằng danh, gắp cho ta cái gì thế? Tiểu Nguyệt giọng giòn tan, mồng gà. Hoàng Dương gầm gừ, tức chết đi được. Ban đêm, gió thổi nhẹ, tiếng côn trùng như hòa quyện vào làm một. Trong phòng ngủ, vợ chồng Hoàng Dương đang thì thào nói chuyện. Xuân Yến nói, Dương ca, chàng muốn đưa Bình Nhi lên núi sao? Hoàng Dương thở dài, ta biết nàng không yên tâm. Bình Nhi có hơi nghịch ngợm một chút. Nhưng nó cũng dần trưởng thành rồi, đã đến lúc phải học một chút gì đó. Ta vốn định để qua 1-2 năm nữa mới để nó cùng ta lên núi, nhưng nó đã tự muốn theo ta thì hãy cứ để nó đi. Nàng yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu, đừng nghĩ quá nhiều. Thôi ngủ đi, muộn rồi. Xuân Yến nói, thiếp sợ Bình Nhi vào trong núi sâu, tính ham chơi lại nổi lên. Chàng cũng không phải không biết, dù thế nào nó cũng vẫn còn là một đứa trẻ. Hoàng Dương, ta hiểu. Ta sẽ cố gắng để ý đến nó. Xuân Yến vẫn không yên tâm, nói, chàng cũng phải cẩn thận một chút. Hoàng Dương ôm chầm lấy Xuân Yến, giọng âu yếm, ta biết rồi, mỹ nhân à, muộn rồi, ngủ đi.
ngày mai còn phải dậy sớm mà. Ngày hôm sau, cha con Hoàng Dương lên núi hái thuốc. Ngày thứ ba sau khi cha con Hoàng Dương đi, buổi chiều hoàng hôn, lúc Xuân Yến và hai đứa con đang ăn cơm tối, có người gõ cửa. Ba người cùng nhìn ra phía cổng, chỉ thấy một cặp nam nữ trung niên, nhiều lắm cũng chỉ hơn 40, người đàn ông dáng cao lớn uy vũ, người phụ nữ trông xinh xắn nhã nhặn. Huynh muội Tiểu Nguyệt nhìn hai người ấy mà quên cả chớp mắt. Xuân Yến đi ra, hỏi, xin hỏi, hai vị có chuyện gì? Người phụ nữ chắp tay, làm phiền phu nhân, vợ chồng chúng tôi từ nơi khác tới. Đến đây thì trời đã tối, phu nhân có thể cho chúng tôi trọ nhờ một đêm được không? Xuân Yến nhìn hai người một hồi lâu mới nói, nếu hai vị không chê thì xin mời vào. Hai người cùng cúi đầu cảm ơn, đi theo Xuân Yến vào nhà, cùng ngồi xuống bên bàn ăn. Xuân Yến nói, có lẽ hai vị vẫn chưa ăn cơm, để tôi vào trong nấu thêm chút thức ăn nữa. Người phụ nữ nói, làm phiền phu nhân rồi. Đại Hải và Tiểu Nguyệt khi ấy mới nhớ ra là phải nói chuyện, Tiểu Nguyệt nhanh nhảu, thúc thúc, Thẩm Thẩm đây trông thật là đẹp. Hai người từ đâu đến vậy? Sẽ ở lại nhà cháu à? Tiểu nha đầu này không nói thì thôi, đã nói thì chẳng khác nào dây pháo Tết. Người đàn ông nhìn hai đứa trẻ, trên mặt chợt nở một nụ cười, tự nói với mình, khá lắm, là nhân tài có thể đào tạo. Người phụ nữ nhìn ông ta không hiểu, Thanh Phong, chàng bảo cái gì khá lắm. Người đàn ông giọng càng thêm phấn khích, Ngọc Phần, nàng nhìn kỹ xem tiểu hài dễ thương này, ta thấy cô bé khá lắm. Nói rồi, ông ta nói với Đại Hải, cháu tên gì, mấy tuổi rồi? Đại Hải nói, cháu là Đại Hải, năm nay 10 tuổi. Người đàn ông nói, hãy đến chỗ thúc thúc, để thúc thúc ôm cháu xem nào. Đại Hải chần chừ một lúc rồi đi đến trước mặt người đàn ông, để cho ông ta ôm vào lòng. Bàn tay người đàn ông xoa đi xoa lại trên người Đại Hải, rồi cười sảng khoái, tốt, tốt, tốt lắm, thật không uổng đi chuyến này rồi. Ngọc Phần, nàng thấy sao? Người phụ nữ nói, chúc mừng chàng, thiếp không có bụng dạ ấy, có điều gặp rồi thì là có duyên. Tiểu muội muội, cháu lại đây để ta ôm một cái được không? Tiểu Nguyệt chưa đợi bà ta nói xong đã lao vụt đến, nói cô ôm cháu đi, cháu cũng muốn ôm cô. Người phụ nữ ôm Tiểu Nguyệt lòng, nói Tiểu Nguyệt có thích cô không? Tiểu Nguyệt nói, thích lắm, cô cũng thích Tiểu Nguyệt phải không? Người phụ nữ cười, Tiểu Nguyệt thật thông minh, biết cô cũng thích Tiểu Nguyệt. Nào, để cô thơm một cái nào, Nguyệt Nhi thơm lắm. Khi ấy, Xuân Yến bưng thức ăn từ nhà bếp đi ra, nói, để hai vị phải chờ lâu rồi. Người phụ nữ áy náy, làm phiền phu nhân, thật ngại quá. Mọi người cùng dùng bữa tối. Sau bữa ăn, người phụ nữ nói với Xuân Yến, đại muội tử, chúng ta ra ngoài nói chuyện, tôi có chuyện này muốn thương lượng với cô. Nói rồi, người phụ nữ dẫn Xuân Yến ra ngoài. Khi Xuân Yến và nữ nhân kia trở vào, mắt nàng đã ướt đẫm lệ. Xuân Yến ôm hai đứa trẻ trong lòng, nhìn chúng một lúc lâu mới nói, tối nay các con ngủ với mẹ. Đợi Xuân Yến thu dọn bát đũa xong đi vào bếp, người đàn ông mới hỏi nữ nhân đồng hành, Ngọc Phần, thế nào rồi? Người phụ nữ nói, cô ta hình như không muốn để cho con mình học võ, thiếp phải tốn bao công sức mới thuyết phục được, chàng phải cảm ơn thiếp thế nào đây? Người đàn ông cười, ta đương nhiên là dĩ thân tương hứa rồi. Người phụ nữ cũng cười, dĩ cái đầu quỷ của chàng ấy. Tiểu Nguyệt hiếu kỳ hỏi, cô ơi, thế nào là, dĩ thân tương hứa, ạ? À? Hai người khách nhìn nhau, đột nhiên cười vang. Hoàng hôn ngày thứ năm, cha con Hoàng Dương trở về. Hy Bình vừa đến cổng đã lớn tiếng gọi, Đại Hải, Tiểu Nguyệt, đại ca về rồi. Trên núi chơi thật vui, có bao nhiêu là thứ chưa từng thấy bao giờ, còn có những động vật kỳ quái, những sơn động tối om. Mau ra đây. Xem thuốc ta hái còn nhiều hơn cả thuốc của cha hái được đây này. Thế nhưng chỉ thấy một mình Xuân Yến đi ra, không thấy Đại Hải, Tiểu Nguyệt. Hy Bình nóng ruột hỏi, mẫu thân, hai đứa đã đi chơi rồi sao? Xuân Yến ôm lấy con, hai mắt rưng rưng nước mắt. Hy Bình cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không biết vì sao nên không dám hỏi. Mất một lúc, Xuân Yến mới thở dài, phải, hai đứa đã đi rồi, phải mấy năm nữa mới về. Hy Bình trợn mắt, Đại Hải, Tiểu Nguyệt đi rất xa sao? Xuân Yến, phải, rất xa. Hy Bình lại càng nóng nảy, vậy sau này con không thể gặp chúng rồi, phải không? Xuân Yến gượng cười, ngốc ạ, sao lại không gặp chứ? Đợi con lớn lên rồi hai đứa sẽ trở về, khi ấy chúng sẽ rất có bản lĩnh. Hy Bình thắc mắc, vậy con có thể đi tìm chúng không? Không được, Xuân Yến ôm chầm Hy Bình vào lòng,
nói thế con không muốn ở cùng cha mẹ sao? Hi Bình, muốn chứ, con sẽ không rời xa cha mẹ đâu. Con sẽ ở nhà với mẹ chờ hai đứa trở về. Cha, trên núi có bao nhiêu chuyện hay mà chúng lại không ở nhà. Xuân Yến thả Hi Bình ra, nói, Bình Nhi, con vào nhà ăn cơm đi, mẹ có chuyện muốn nói với cha con. Hi Bình vào nhà, vắng bóng hai đứa em, căn nhà trở nên trống tênh, trong lòng bồn chồn như đánh mất cái gì, bản thân nó không nói ra được thành lời, chỉ thấy cứ nghĩ đến là sống mũi cay cay. Hi Bình bèn lắc mạnh đầu, nghĩ thầm, không nhớ nữa, đi ăn cơm thôi. Đêm xuống, vợ chồng Hoàng Dương đi nằm, Xuân Yến thủ thỉ, Dương ca, chàng không trách thiếp đã để họ đưa Đại Hải và Tiểu Nguyệt đi chứ. Thiếp vốn cũng không muốn cho chúng đi học võ để lại dấn thân vào vòng giang hồ thị phi, nhưng thiếp thấy họ rất quý tư chất thiên phú của Đại Hải và Tiểu Nguyệt, nếu như thiếp không để cho hai đứa đi, họ nhất định sẽ ở lì lại truyền thụ võ công cho hai đứa nó. Hai người đó đều danh chấn võ lâm, hơn nữa lại cùng nguồn gốc với chàng, giao Đại Hải và Tiểu Nguyệt cho họ, thiếp cũng không lo lắng, chỉ sợ để họ ở lại nhìn thấy Hi Bình, lại càng muốn nhận Hi Bình làm đồ đệ, nên thiếp đành dằn lòng để họ đưa Đại Hải và Tiểu Nguyệt đi. Ai, giang hồ thật nhiều thị phi, mong rằng các con không gặp trắc trở. Hoàng Dương an ủi, nàng đừng lo nữa, kẻo hại đến sức khỏe, có lẽ đây là vận mệnh của các con ta. Ta ngày nào cũng xem chừng chúng nó, lúc nào cũng cảm thấy chúng sẽ không ở Hoàn Sơn thôn này lâu dài, cuối cùng chúng đã ra đi, may mà nơi chúng đến cũng là nơi tốt. Ta nghĩ tương lai chúng sẽ rất có tiền đồ, chỉ khổ cho Bình Nhi, nó mới thực sự là kỳ tài để luyện võ, nàng lại không cho nó học võ, chà. Xuân Yến nói nhỏ, đó cũng bởi thiếp không còn cách nào khác, tiểu thư không để cho nó học võ là sợ huyết ma trên người nó không chịu được khống chế. Chàng cũng biết rồi đấy, nó tuổi còn nhỏ như vậy mà lúc nào cũng thích đánh đấm. Hoàng Dương trầm ngâm, không hẳn thế đâu, Bình Nhi tuy có chút thích đánh đấm, song bản tính của nó rất lương thiện, hoặc cũng có thể do trong cơ thể nó có một nửa dòng máu của tiểu thư. Theo ta được biết, Bình Nhi sinh ra đã mang cửu dương trọng thể. Tính vốn dương cương chính nghĩa tuyệt đối không thể thành ma, nhưng người có cửu dương trọng thể cũng phiền phức lắm. Xuân Yến thắc mắc, vì sao chứ? Hoàng Dương cười nhẹ, người mang cửu dương trọng thể rất mạnh mẽ trên giường, mạnh đến đâu thì ta quả thật cũng không rõ. Vì nguyên nhân này, Bình Nhi lớn lên tính dục sẽ rất khốc liệt. Xuân Yến hứ một tiếng, cái gì cửu dương trọng thể đều là do chàng bày ra cả. Thiếp chỉ biết sau này Bình Nhi nhất định sẽ là một chàng trai vô cùng tuấn tú. Là thiên địch của mọi nữ nhân. Hoàng Dương chợt xích lại gần hôn lên bên tai nương tử, còn ta lại là thiên địch của nàng. Xuân Yến thốt lên, khiếp quá, chàng lại. Tiếng của Xuân Yến đột nhiên ngắt quãng, như bị cái gì đó chẹn vào miệng, không nói được nữa. Ngày tháng thấm thoát thoi đưa, thoáng cái đã 3 năm trôi qua. Hi Bình đã hơn 15 tuổi, cao hơn trước nhiều nhưng vẫn gầy trơ xương, những đường nét trên mặt bắt đầu thay đổi rõ rệt, có điều vẻ trẻ con vẫn còn chưa hết. Để cho con được thuần tính, Hoàng Dương liên tục mang sách về cho cậu đọc, đồng thời bắt Hi Bình mỗi ngày phải đọc thuộc một bài mới cho ra ngoài chơi. Vốn cho rằng làm như vậy, Hi Bình sẽ không còn thời gian rong chơi nữa, nào ngờ, những cuốn sách người khác cả ngày mới đọc xong, 4-5 ngày mới thuộc, Hi Bình chỉ cần đọc qua 2-3 lượt là đã có thể nhắc lại như cháo chảy, đọc xong vứt sách là chạy ra ngoài chơi, có gào bao nhiêu cũng không giữ lại được. Chập tối hôm ấy, Hi Bình mình đầy thương tích về nhà. Quần áo dính đầy đất cát, có chỗ còn rách ra tơi tả. Xuân Yến chau mày thốt lên, con thật là, ngày nào cũng đánh nhau, không thấy chán ư. Hi Bình giọng đắc ý, không còn cách nào cả, bọn nó đứa nào cũng muốn thắng con có thể không chấp nhận lời thách đấu của chúng sao? Ây, chiến thư đã nói, con đành phải xả thân phò quân tử vậy. Cầu mà không được đấy. Xuân Yến nhìn đứa con quý tử của mình, không biết nên khóc hay nên cười, chỉ nhăn mặt, được rồi. Tắm rửa sạch sẽ, đi ăn cơm. Trong khi ăn cơm, Hoàng Dương nói, Bình Nhi, mấy ngày nay thuốc sắp hết rồi, ngày mai con lại lên núi hái thuốc nhé. Hi Bình sáng mắt lên, vâng, thưa cha. Hơn 1 năm nay, Hi Bình đã nhiều lần một mình lên núi hái thuốc, lần nào cũng xuất sắc trở về, khiến vợ chồng Hoàng Dương rất yên tâm, cũng làm cho cậu bé cảm thấy rất đỗi tự hào về bản thân mình. Hi Bình lên núi hái thuốc đã 3 ngày rồi, thực ra cậu đã hái đủ thuốc từ lâu. Nhưng lại không thích trở về sớm như vậy, muốn ở trên núi dạo chơi vài hôm, tìm xem trên này có cái gì mới lạ hay không. Khi ấy Hi Bình mò mẫm đến một mỏm núi đá, phía trước mặt là một sơn cốc hẹp. Lúc trước Hi Bình luôn dừng bước tại đây, chỉ dạo quanh mấy vòng rồi quay lại,
hôm nay cậu bỗng nảy ra ý nghĩ bạo gan, muốn xuống dưới đáy cốc xem thử. Hy Bình nắm vào một dây rừng sát vào vách đá, từ từ leo xuống. Mới đến giữa chừng vách đá, cậu phát hiện một cửa động cây cỏ chằng chịt phủ kín, chỉ lộ ra một lỗ vừa một người chui qua. Hy Bình cố gắng lắm, cuối cùng cũng chui vào được trong động, song lại bị một cảnh tượng kỳ dị làm kinh hãi ngây người. Hai con vật khổng lồ đang nằm cuộn tròn ở hai bên vách động, bên phải là một con vật vừa giống sư tử lại vừa giống hổ, toàn thân lóng lánh một màu vàng kim, vẻ uy mãnh không sao tả xiết. Bên trái là một con rắn to dài màu hồng huyết, phải lung linh những ánh sáng huyết sắc. Nhìn vào sâu bên trong thì thấy một hồ nước nhỏ, nước ở đó có một màu trắng sữa thật kỳ lạ. Phía trên khoảng giữa hai con vật ấy, hai quả cầu ánh sáng màu vàng kim và hồng huyết cứ thế lượn tròn đuổi theo nhau rồi va đập vào nhau, trông rất thích mắt. Hy Bình nhìn mà ngây cả người ra, miệng há hốc đến độ không khép lại được. Nhân duyên quả là trùng khớp, hai quả cầu ấy lượn đến gần Hy Bình, đột nhiên chiếu thẳng vào cái miệng đang há hốc của Hy Bình, chui tuột vào bụng cậu bé, trong nháy mắt đã hòa tan mất. Khoảnh khắc ấy, Hy Bình chỉ cảm thấy máu trong cơ thể đột nhiên bùng cháy, sắc mặt dần trở nên đỏ lửng như máu, hai mắt như phóng ra lửa, những tia lửa lập lòe ma quái. Hy Bình hét lên ầm ĩ, xé rách hết cả quần áo trên người, bổ nhào xuống hồ nước màu trắng sữa ấy, miệng không ngừng la hét nước, nước, ta cần nước. Thì ra hai con vật này cũng có lai lịch khá là ghê gớm. Con vật nửa giống sư tử nửa giống hổ ấy gọi là Hỏa Vân Sư Hổ, là kết quả tạp giao ngẫu nhiên giữa sư tử và mãnh hổ, nội đan của nó thuộc vào loại cực dương, sau khi người nào ăn được, thể lực sẽ trở nên mạnh mẽ lạ thường. Còn con rắn màu hồng huyết ấy là huyết xà nghìn năm, là vật trí âm trong thiên hạ, người nào ăn được nội đan của nó sẽ có sức chịu đựng vô cùng tận. Hai viên nội đan đều là vật trí dương, trí âm, trong nháy mắt đã khơi dậy cửu dương trọng thể trong người Hy Bình, khiến cho cơ thể cậu bé gần như muốn nổ tung ra. Tục ngữ nói, vô xảo hợp bất thành kỳ thư, hồ nước Hy Bình nhảy vào vừa khéo có thể cứu được mạng cho cậu. Nước trong hồ được gọi là địa tuyền nhũ, hình thành như thế nào thì không rõ lắm, trên đời chỉ có rất ít người biết được nước ấy là vật trí âm, rất có tác dụng đối với người luyện âm hàn khí, cũng có thể điều hòa cửu dương khí đang muốn bùng cháy trong cơ thể Hy Bình và nội đan khí của hai con vật kia. Vì thế cậu bé không những không chết mà trái lại còn nhân họa đắc phúc. Hy Bình mê man ngâm mình trong hồ nước 3 ngày 3 đêm rồi tự tỉnh lại, phát hiện thấy mình vẫn đang ở trong nước, cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nước trong hồ không sâu, nhưng cũng đủ để dìm chết cậu. Hy Bình nghĩ mãi vẫn không hiểu làm sao mình vẫn sống được, rốt cuộc cũng không muốn nghĩ nữa. Hy Bình dùng lực đẩy mạnh hai chân, trườn ra khỏi hồ nước. Đột nhiên kinh ngạc, nước đang trắng đục sao lại trở nên trong suốt như vậy? Còn hai con quái vật ấy nữa, sao không thấy chúng đâu? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm ra câu trả lời, vì thế lại lặn vào trong nước, định làm cho mình tỉnh táo hơn, đột nhiên phát hiện thấy dưới đáy hồ có một chiếc hộp màu đỏ. Hy Bình càng thấy kỳ lạ, bèn xách chiếc hộp từ dưới nước lên rồi trèo lên bờ. Quan sát kỹ thấy trên mặt chính của chiếc hộp có khắc dòng chữ, người có thể ngâm mình vào trong hồ nước này mà không chết, tức là có duyên. Cũng không biết chiếc hộp được làm bằng chất liệu gì mà lại rất nặng, cũng không có khóa gì cả. Hy Bình khẽ mở cái hộp ra, thấy bên trong gấp một mảnh vải trắng, lấy ra xem thì thấy trên miếng vải viết dày đặc những chữ là chữ, Hy Bình tuần tự đọc từ đầu đến cuối. Thần công này là Thiên Địa Tâm Kinh, người tu luyện thần công này nhất định phải là người có cửu dương trọng thể. Sau khi luyện thành, chinh chiến với nữ nhân, thiên hạ vô địch thủ phía dưới chú danh, nhất đại tình thánh cái ông nhất đại tình thánh này thật quá xem thường người khác rồi, cái gì mà không có địch thủ. Nghĩ đến đây, Hy Bình vội nhìn mấy chữ ấy, mừng rỡ reo lên, hay lắm, cứ dựa theo mấy chữ, không có địch thủ, của ông, ta cũng thử luyện một phen, tránh cho tiểu tử nhà ông xuống gặp Diêm Vương lại nói ta không nể mặt. Hy Bình quả nhiên nằm xuống, bắt đầu luyện theo những chỉ dẫn trên tấm vải. Vừa nằm xuống đã 2 ngày 2 đêm, tỉnh dậy nhớ ra đã đến lúc phải về nhà. Nghĩ đến đây, Hy Bình mới thấy khổ não. Thì ra lúc này toàn thân cậu trần như nhộng, làm sao có thể về được đây? Quần áo đã bị xé rách hết cả, không còn cách nào, cậu đành nhặt một mảnh vải còn tương đối lành lặn nhất lên quấn quanh thắt lưng, đeo giỏ thuốc lên rồi lần ra khỏi động. Phải đến sáng sớm hôm sau, vợ chồng Hoàng Dương mới phát hiện ra con trai của họ đã trở về. Khi ấy Hy Bình vẫn còn đang ngủ ngon trên giường, thì ra Hy Bình sợ bị người khác trông thấy trong bộ dạng tơi tả nên mới chọn đêm khuya,
lúc mọi người trong thôn đã ngủ cả mới lẳng lặng mò về phòng của mình, ngay cả vợ chồng Hoàng Dương cũng không phát giác ra. Thân thủ rõ là quỷ không hay thần không biết, Hy Bình suốt mấy ngày liền tự xưng mình là thiên tài, càng thêm tự hào về bản thân mình hơn. Quang âm thấm thoát, 5 năm yên bình lặng lẽ trôi qua. Hoàn Sơn thôn vốn tĩnh lặng hôm nay bỗng trở nên tưng bừng lạ thường, dân làng tưng bừng chào đón nhị thập niên thú liệp tiết lễ hội săn bắn 20 năm. Phàm thanh niên đủ 18 tuổi đều có quyền tham dự cuộc thi săn. Phương thức dự thi rất đơn giản, khi mặt trời mọc, tất cả mỗi cá nhân phải lên núi để bắt đầu săn thú, khi mặt trời lặn thì phải quay về làng, rồi án theo đẳng cấp của thú săn và số lượng của mỗi cá nhân để quyết định người thắng cuộc. Người đứng đầu và người về nhì sẽ tranh tài giành chức trưởng thôn vào ngày kế tiếp, nếu như ai thắng cuộc, thì có thể lãnh đạo Hoàn Sơn thôn đến kỳ thú liệp tiết sau. Khả dĩ có thể hình dung, hôm nay Hoàn Sơn thôn nhiệt náo tới độ nào, như thể một ấm nước vốn bình hòa bị lửa đun sôi lên, toàn bộ thôn trang trở nên sôi sùng sục, trời. Tìm kiếm cả ngày, khắp cả bốn dặm mà cả một con dê cũng không thấy, một con thỏ thì có thấy vài lần, tiếc là nó trốn nhanh quá, mà nó thì cũng chỉ được ít điểm. Một thanh niên từ trong rừng bước ra, bất lực tự nhủ thầm. Nhìn từ xa chàng trai rất cao lớn, gương mặt sáng đẹp như thể được khắc ra từ ngọc, toàn thân chàng phát ra một sức sống đầy mỹ cảm. Tuy vậy, nếu nhìn kỹ vào con ngươi sáng long lanh như sao của cậu, ta có thể thấy luồng khí tức tà mị mỏng manh. Dù vậy, gương mặt cậu lúc này thực sự đầy vẻ bất lực, đôi chân thon khỏe bước đi trong buồn chán, chàng dạo bước không mục đích, miệng thì lẩm bẩm, lão thiên, ta khẩn cầu ông. Hãy ban cho ta một con, dù là sơn kê, thố tử hay gì như thế cũng được. À, không, ta vạm vỡ như thế này, những sinh vật yếu đuối nhỏ bé thế không phù hợp, hãy để ta gặp sơn lang, lão hổ, thậm chí đại hùng cũng được. Rư, rư, rư. Chàng thanh niên vừa nghe tiếng liền quay lại, một con hổ hùng vĩ đang ngay hướng này phóng tới, chàng trai kinh hoàng, quay đầu bỏ chạy, qua. Mẹ ơi, nói tới là tới. Đừng làm mất hòa khí có gì thì hãy từ từ thương lượng. Mắt thấy chàng trai phải bỏ mình vì hổ dữ, bỗng chàng chợt thấy một đại thụ ngất trời hữu diệt, tâm trung nhất động, chân vội tăng bước, đôi chân thu lại, rồi bất ngờ phóng vọt lên không, trong không trung vội ôm chặt lấy cành cây. Hai chân chàng vội túm lấy cành cây, tứ chi đều nhất tề ra sức, đảo người vụt lên cành, hổn hển nhìn xuống mãnh hổ, thở ra một tiếng, nguy hiểm. Sau khi chàng dừng lại để lấy hơi, lão hổ chỉ nhìn nhưng không bỏ đi, vẫn chờ dưới gốc cây, nhìn chàng một cách thèm thuồng. Không còn cách nào khác, chàng trai bò dọc theo cành cây tiến về phía gốc cành, thoải mái dựa vào thân cây mà ngồi, nhìn xuống con hổ đói ở dưới, buông lời trêu chọc, đồ ngu dốt, ngươi cứ ở dưới mãi nhìn ta làm chi, như thể ta thiếu ngươi ngân lượng vậy, ngươi có giỏi thì lên đây. Muốn ăn thịt ta sao? Hãy quay về mà đợi mọc thêm đôi cánh đi. Chàng trai dựa vào chỗ chạc cây tụ hội. Thầm nghĩ, xem chừng con hổ này không chịu bỏ qua ta miếng mồi ngon trước mắt, chỉ còn cách thi kiên nhẫn cùng nó vậy. Nghĩ thế, chàng nhắm hai mắt lại, bắt đầu hát, nhìn về đông, nhìn về tây, ta gặp ngươi, thiếu gia ta mọi sự đều tốt, phi lên cây ngủ trên đây. Trời ngã dần về tây. Đêm tối lại lần nữa bắt đầu. Hoàn Sơn thôn các liệp nhân trẻ đều đã quay về, mỗi người đều có thú săn của mình, nào thỏ hoang, sơn lộc, lợn rừng. Mọi loài đều có đủ cả. Trong ấy, trưởng tử thôn trưởng, Đại Phong Hiên ngang vai vác một đại sơn lang, ngay lập tức cả thôn làng đều hò vang, nhìn thiếu nữ ném những tia nhìn nóng bỏng về chàng ta. Hoàng Dương phu phụ quan sát từng thanh niên liệp nhân đi qua trước cửa nhà, nhãn thần càng lúc càng cấp thiết. Xuân Yến bật hỏi, Dương ca, bình nhân sao giờ này còn chưa thấy về? Liệu nó có gặp tai nạn gì không? Hoàng Dương đáp lại, đừng căng thẳng. Tiểu tử này rất ương bướng háo thắng, mãnh hổ cũng không đấu lại nó đâu, muội đừng phỏng đoán lung tung. Xuân Yến lo lắng thốt, nói thì nói vậy, muội vẫn có chỗ không an tâm. Hoàng Dương, huynh cũng có chút lo lắng, nhưng ta nghĩ đây cũng không phải lần đầu nó lên núi, nhiều năm qua mọi chuyện vẫn bình yên, thì lẽ nào hôm nay lại có chuyện. Và lại nó cũng khác người thường, hiện giờ nó có lẽ là người mạnh nhất trong làng, không một ai có thể sánh cùng bọn ta. Huynh tin rằng nó sẽ bình an quay về thôi. Xuân Yến thốt lên hoang mang, bình nhân, người khỏe mạnh nhất. Có một lần, muội tình cờ thấy nó đánh nhau với người khác, khi nó phải đối đầu cùng 13 thợ săn trẻ, nó đột nhiên hiển lộ một nụ cười khá âm tà, nó đã cường tráng lại thêm trên mặt có dáng vẽ của kẻ bề trên,
như thể một chiến tướng không bị kiềm chế vậy. Em, chiến tướng, bình nhân. Hoàng Dương đáp, trước mắt ta không thể nói gì, nhưng xét theo sự trưởng thành của nó, ta dám chắc chắn khẳng định, nó sẽ không làm cho chúng ta thất vọng, chúng ta cứ bình tâm mà đợi nó quay về. Đi, chúng ta phải tới nơi hội họp, thú liệp đại hội đã bắt đầu, chúng ta cũng phải nếm thử các vật săn của các liệp nhân, hân hoan đón mừng sự trưởng thành của chúng. Chàng trai tỉnh dậy từ giấc ngủ nồng, giờ này, mặt trời vừa lặn về sau núi Tây, hắn dụi đôi tròng mắt, ngay lập tức nhìn xuống dưới cây, trông thấy lão hổ cũng như hắn, nằm sấp mình ngủ dưới gốc cây. Chàng trai ngẫm nghĩ, xem chừng nó quyết tâm phải ăn ta mới thôi, không còn cách nào khác, có thể không ít phải đấu càng sớm có thể càng tốt, xem chừng ta phải xé xác nó, hoặc nó sơ ta. Đột nhiên nghĩ ra, làm sao mà xuống đây, cao thế này. Mình làm thế nào mà nhảy lên đây được thế? Hay bản năng cầu sinh đã kích phát tiềm năng, hay cái thập tử vô địch thần công đó có tác dụng? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cuối cùng hắn nghiến răng, nói, bất quản nhiều như thế nào, cũng đọc vậy. Đằng nào lão tình thánh đó cũng bảo là vô địch, lẽ nào không thể giết nổi con xúc sinh nhà ngươi? Hắn tập trung tinh thần, nhắm hai mắt lại. Dựa vào trực giác để nhận biết vị trí con hổ phóng mình xuống, trong tâm hô một tiếng lớn, ta đè. Quả nhiên, hổ ta bị hắn đè thực sự, chuyển mình dậy một cách dữ dội, toàn thân cứng lại, hất hắn ra xa. Chàng trai bị hổ hất ra sau, liền lập thế mã chạm ngựa đứng không màng bỏ trốn, đôi mắt trói chặt vào vị trí phía trước không xa từng bước tiếp cận lão hổ, trong mắt sáng rực mang một ánh lửa ma quái, hắn bỗng thẳng mình to lớn trong gió đêm như một bức tượng chạm từ ngọc. Đột nhiên, lão hổ trùng mình phóng về phía hắn, động tác của hắn cũng bất thần thay đổi một cách mau chóng, né mình qua một cách mau chóng để tránh cái tát xé người từ con vật. Trong nháy mắt, hai tay hắn chộp lấy hai chân sau, nhấc bổng cả thân người to lớn của nó lên, nhanh chóng quay mình lại. Khi tới gốc đại thụ, hắn dùng toàn bộ sức lực đập con hổ vào thân cây, sau khoảng vài cái toàn lực như thế, ước chừng lão hổ tất tử vô nghi, hắn bèn dừng lại, quan sát một cái, thủ cốt của nó đã vỡ vụn. Chàng trai nhẹ nhàng thả xác con vật xuống, gào to hết sức, tên khốn kiếp nhà ngươi, đáng chết trăm lần, khiến bổn thiếu gia chịu khổ. Hoàn Sơn Thôn, Thú Liệp Đại Hội. Trên cánh đồng cỏ rộng, dân làng đốt lên những đống lửa, chiếu đỏ hồng cả ngôi làng, mỗi cái đều đang nướng các vật săn được của các thợ săn trẻ. Toàn thôn nam nữ lão thiếu cùng ăn bến đống lửa, la hét, say sưa, hát ca, nhảy múa. Cả đại địa đang chìm trong hân hoan dâng trào. Trong đêm tối thế này, thanh niên trong làng không thể quên tìm kiếm lứa đôi, các thiếu nữ trẻ tham gia với tư tưởng liệp thần sẽ tìm tới họ để bắt. Đại Phong, anh hùng đêm nay tiến bước về phía trước Hoàng Dương phu phụ, cất tiếng, bá phụ bá mẫu, hãy nếm thử thịt sói tiểu điệt săn được hôm nay. Hy Bình thế nào rồi? Sao không thấy đến, hắn cũng không thấy có lên núi gì cả. Không phải đã gặp sói bị ăn thịt rồi chứ? Xuân Yến im lặng, lệ trào khóe mi. Nghẹn ngào, sao tiểu điệt lại nỡ nguyền rủa nó thế? Hoàng Dương đáp, đa tạ tiểu điệt, miếng thịt sói ta nuốt khi nãy vẫn chưa tiêu. Còn Bình Nhi nhà ta, không phiền tiểu điệt phải lao tâm, tiểu điệt còn chưa bị sói ăn, làm sao nó có thể bị giết bởi bất kỳ con sói nào ở đây? Đại Phong cảm thấy ngượng nghịu, rồi thấy Xuân Yến rơi lệ, cũng cảm thấy lo âu, vội vàng cất tiếng, bá mẫu, lẽ nào Hy Bình tiểu tử cũng thượng sơn sao? Hắn chỉ có đánh nhau đã đi săn bao giờ? A hát, bá mẫu, xin đừng khóc, vừa rồi là tiểu điệt lỡ lời thôi, xin thứ lỗi. Hy Bình rất khỏe, không thể gặp chuyện gì đâu, có thể hắn vẫn đang tìm vật săn thôi. Trời sinh tiểu tử ấy như thế, đã định chuyện gì là phải làm cho được, tiểu điệt đoán hắn chừng nào còn chưa săn được, quyết sẽ không quay về. Xuân Yến đáp, cũng mong như lời tiểu điệt nói. Đột nhiên, đại hội bỗng trở nên im lặng. Chỉ thấy một thanh niên săn được hổ tiến về Hoàng Dương phu phụ, trên vai vác một con hổ lớn. Hắn thân thể to lớn cùng với gương mặt anh tuấn, dưới ánh lửa, mọi cặp mắt trên cánh đồng so sánh. Xuân Yến ngây dại nhìn vào người thanh niên, vui mừng thốt lên, Bình Nhi. Chàng trai bước tới trước Xuân Yến, ném con hổ trên vai về một phía, khuỵu một gối quỳ xuống, hữu thủ nhẹ nhàng gạt đôi dòng lệ trên mặt Xuân Yến, nói, nương, đừng khóc. Xuân Yến đáp, hai tử đã về, nương không khóc nữa. Hy Bình nũng nịu, nương, hai tử giờ rất mệt mỏi, tưởng tại muốn nằm nghỉ bên cạnh người.
Hắn một thân người vạm vỡ chợt nằm xuống cạnh chân Xuân Yến, như thể xung quanh không có ai, khép đôi mắt lại. Hoàng Dương nhìn vào hài tử, nhẹ nhàng, như huynh đã nói, mãnh hổ cũng không thể đấu lại nó mà, nương tử chỉ quá lo lắng cho nó thôi. Ai, tiểu tử này, không biết nó đã làm ra chuyện gì nữa. Xuân Yếu dịu dàng vuốt khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của Hy Bình, mơ màng nghĩ, hài tử con dũng mãnh thế này, bất kỳ nữ nhân nào cũng cam tâm tình nguyện bị nhi tử chinh phục, con đúng là hài tử của ta là Bình Nhân, thiên sinh chiến tướng. Hoàng Dương bèn nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai nàng, Yến, đang nghĩ gì thế? Xuân Yên buông một tiếng thở dài, nhìn vào chồng mình cười, nghĩ về hài tử của chúng ta. Thôn trưởng đang phân chia ba môn tranh tài, tri thức cạnh tái, so tài tri thức, xạ tiễn bỉ tái, thi tài bắn cung, vũ lực cạnh kỹ tranh tài sức mạnh. Cuộc tranh tài hôm nay chỉ có hai người Hy Bình Hòa Đại Phong. Môn thứ nhất, tri thức cạnh tái, thi về mùa săn bắn, đặc tính của mỗi loài vật, thiết kế bầy thú và hiểu biết về mỗi loại. Hy Bình nói trước, miệng không thốt được lời nào, Đại Phong thì thao thao bất tuyệt, rành rẽ mạch lạc. Môn thứ hai, xạ tiễn bỉ tái. Đại Phong phát liễn hai mũi, đều ngay giữa hồng tâm, thôn dân nhất tề hô vang không ngừng, Hy Bình tự nhủ thế có gì mà hay, xem ta đây. Tả thủ cầm cung, hữu thủ giữ ba mũi tên, dương lên, kéo dây, bỏ tay. Bụp một tiếng, hai mũi tên rơi ngay dưới chân, mũi còn lại không biết đã bay về đâu, Hy Bình không kiềm chế hét lên tai nạn. Do thế, cũng vì tai nạn ấy, hắn đã thua liền hai cuộc, sau cuộc này, không cần phải đấu nữa, Đại Phong đã giành chiến thắng. Chức thôn trưởng là do Đại Phong đảm nhiệm. Nhưng, Hy Bình bất quản, cương quyết đòi tranh tài cuộc thứ ba cùng Đại Phong, phấn suất thắng thua mới xong. Đại Phong, tự biết mình không có phần so sánh sức mạnh với Hy Bình, thế nào cũng không đồng ý với cuộc tranh tài thứ ba, thậm chí dương cờ trắng tự đầu hàng. Hy Bình nào không đồng ý như thế, ngươi không cùng ta đấu thì làm sao biết thắng bại thuộc về ai? Tới đây, so tài rồi rõ. Tiếng phản đối vang khắp nơi, một giọng nói vọng lên, Hy Bình, đệ đấu với huynh. Hai người cùng dõi theo tiếng nói, nhất tề đồng thanh, tứ cẩu. Đại Phong hướng về người ấy ôm trầm, hỏi quay về khi nào thế? Tứ cẩu đáp, mới về đây thôi. Hy Bình kêu lên, tứ cẩu, người chỉ kêu Minh Hiếu, lẽ nào đã quên ta địch nhân cường đại này rồi sao? Tứ cẩu buông Đại Phong ra, cũng mừng Hy Bình với một cái ôm như cũ ngay tại đấy. Thốt, ngươi có hóa thành cho, ta cũng có thể tìm ra hướng gió đã thổi ngươi đi. Hy Bình đáp, ba năm rồi đệ đã đi đâu thế? Ba năm trước, ngươi đột nhiên thất tung, hại ta mấy ngày liền không có tâm tình quyết đấu gì cả. Tiểu tử nhà ngươi bỏ đi, không chịu nói cho ta một tiếng gì cả. Tứ cẩu đáp, cũng phải nói lại, ta ban đầu cũng tính nói, nhưng ngươi đã lên núi hái thuốc rồi. Hy Bình hỏi, ngươi mấy năm rồi ở ngoài như thế nào? Tứ cẩu ra giọng vẻ thần bí đáp, chuyện này, sau khi chúng ta đấu, ngươi tự khắc biết. Hy Bình đột nhiên buông tứ cẩu ra, cười một cách gian tà nói, ta nhớ trước đây ngươi không chủ động quyết đấu cùng ta, thế nào, trở về từ xa rồi cốt khí thay đổi rồi sao? Tứ cẩu, lại đây. Tứ cẩu mỉm cười nhìn Hy Bình đáp, lần này, ngươi hãy công kích ta. Hy Bình trong miệng kêu lên, hảo ý trường nào, cùng lúc, hữu quyền đã nhắm thẳng mặt tứ cẩu mà phát. Ngay sau cú đánh ngay giữa, tả thủ liền xuất, không biết tứ cẩu đã dùng yêu phép gì, hắn dễ dàng tránh né mọi đòn quyền cước công kích. Hy Bình từ hồi bắt đầu đánh nhau tới giờ, chưa bao giờ bực tức như thế này. Nhất khí đã hạ, hắn phóng cả người về phía tứ cẩu, vào lúc đó, ngay trước mắt hắn đột nhiên không thấy bóng dáng tứ cẩu đâu, hắn nhận hoàn toàn tiềm lực, thân thể đập mạnh xuống đất. Hắn tự đứng dậy, ra vẻ như không có chuyện gì phủi phủi y phục, nói, được lắm, tứ cẩu. Để tránh cho ngươi phải thua, ta nhường cho ngươi tấn công. Hắn tiếp đó chuẩn bị tư thế tiếp chiến. Tứ cẩu cười đáp, Hy Bình, chuẩn bị kỹ vào, để xuất quyền đây. Chỉ thấy tứ cẩu hạ cước kỳ lạ, thân người nhanh chóng bước tới Hy Bình. Hy Bình không kịp nhìn kỹ, mặt đã nhận liền mấy quyền, kế đó là trên thân, trên tay, trên chân, quyền cước không ngừng từ tứ cẩu công kích tới. Mỗi chiêu chúng người khiến hắn đau đớn khó chịu được. Nhưng hắn chịu đau từ những quyền đầu đang đánh tới để chờ chúng dừng, đòn tấn công tới đây càng khiến hắn khó chịu hơn. Hắn bật ra một tiếng khóc lớn, chịu đựng khổ đau dưới tay tứ cẩu, ngã người thoát ra, mặt tiếp đất, lưng hướng lên trời người đập đất, rồi không cử động gì. Tứ cẩu nhanh chóng dõi theo,
bị ngăn cản bởi lời Đại Phong, Tứ Cẩu, đề phòng gian trá. Tứ Cẩu nói, khả năng ta hạ thủ nặng tay, hắn ấy chưa luyện võ bao giờ, không đủ sức chịu đựng. Giả sử hắn ấy giở trò, với võ công hiện giờ của ta, không có gì phải sợ hắn ta cả. Tứ Cẩu vừa ngồi xuống xem xét Hy Bình, hai tay Hy Bình đột nhiên chộp lấy vùng mắt cá chân cậu ta, dụng lực kéo một cái, Tứ Cẩu bất phòng, ngã thẳng người ra sau. Cùng lúc đó, Hy Bình đứng lên một cách hung mãnh, hai tay thần tốc kéo Tứ Cẩu lên, cảnh tượng cũng giống như lúc đối phó với hổ dữ, quay Tứ Cẩu nặng hơn 100 cân như trong chóng, miệng phát ra tiếng cười lớn, Tứ Cẩu, biết ta lợi hại thế nào rồi chứ? Ngươi từ chối đầu hàng sao? Tứ Cẩu nói ra từng tiếng một, phục 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 rồi Hy Hy Bình nhanh dừng lại đi bỏ ta xuống bỏ xuống. Hy Bình đình chỉ huy động song thủ, ngồi bệt mông xuống, nhìn sang Tứ Cẩu đang nằm thở hổn hển trên đất, nói Tứ Cẩu, ngươi làm thế nào mà đánh ta thế? Tứ Cẩu nói hổn hển, ta hiện tại bị ngươi quay đến nỗi đầu hôn não trướng, ngũ tạng lục phủ đều bị dịch chuyển cả rồi, ngươi trước tiên để ta nghỉ ngơi cái đã, rồi ta sẽ nói chuyện với ngươi sau. Tiểu tử nhà ngươi, ngoại trừ bề ngoài trở nên sáng sủa hơn, các chỗ còn lại không thay đổi gì cả, nhớ lại hồi nãy, ta đã dùng thập thành công lực đấu với ngươi. Đại Phong kêu lên, ta nói, tiểu tử ấy đánh dữ dội vậy, thế nào mà dễ dàng đánh AB5Y bởi ngươi như thế? Nhất định có gian trá. Hy Bình cười khanh khách đáp lại, Đại Phong thôn trưởng, quay lại chuyện ngươi tranh tài ngươi hãy kể lại chuyện với tử dân đi. Hy Bình ba người rời khỏi đấu trường. Tứ Cẩu hướng về hai người kể về chuyện sau khi chia tay. Viễn Dương Tiêu Cục, Hy Bình và Đại Phong cùng kêu lên. Tứ Cẩu đáp, ta tại Viễn Dương Tiêu Cục đang làm tử thủ, công phu của ta là do phía đầu môn giáo chỉ dạy. Hy Bình phấn khích hỏi, vậy công phu ông ta lợi hại hơn ngươi nhiều phải không? Tứ Cẩu đáp, chuyện đó là tất nhiên. Hy Bình đột nhiên hướng về phía Đại Phong hỏi, Đại Phong, ngươi có muốn xuất ngoại không? Đại Phong giật mình, cái gì? Hy Bình lớn tiếng nói, ta quyết định cùng Tứ Cẩu tới Viễn Dương Tiêu Cục, ngươi có muốn đi không? Đại Phong đáp, ngươi thiên sinh là kẻ để luyện võ, nhưng ta trời sinh là liệp nhân, ta không thể vứt bỏ vùng đất này, tuy có nghèo túng thế nào, dù trông có gì đẹp đẽ, nhưng ta có tình cảm sâu đậm với nó, và nó cũng có người mà ta yêu, ta nghĩ sinh ra là bảo vệ cho sự tĩnh lặng, mà ở đây sự bình yên đang tồn tại, phụ mẫu, hai tử phải cùng đi với Tứ Cẩu tới Viễn Dương Tiêu Cục. Hy Bình tuyên bố tại bữa cơm tối. Hoàng Dương để bát đũa xuống, nhắc lại, Viễn Dương Tiêu Cục. Xuân Yến kích động nói, nương không đồng ý cho con đi. Hy Bình nhìn Xuân Yên không nao núng, hỏi, vì sao vậy? Nương, sao lại không đồng ý cho hài tử đi? Xuân Yên đáp, bởi vì con, hốt nhiên không nói tiếp nữa. Hy Bình hỏi dồn, nương, bởi vì như thế nào? Hoàng Dương thở dài nói, Bình Nhi, đừng hỏi nữa. Nương không muốn mất con. Đại Hải và Tiểu Nguyệt đã bất tại ra rồi, nếu con cũng bỏ đi, lẽ nào con muốn phụ mẫu nhìn thấy đa nương càng thêm thương tâm? Hy Bình, nhưng... Xuân Yến cắt lời hài tử, hỏi, Bình Nhi, không phải con đã từng nói sẽ không bao giờ xa rời đa nương đấy sao? Hy Bình nhất thời không nói nên lời, hắn thất Xuân Yến lệ rơi không ngừng, hắn thật sự không muốn lìa xa phụ mẫu. Chỉ là trong tâm khảm nội tâm có một sự thôi thúc nó ao ước được biết thế giới bên ngoài, khiến hắn chống lại sự ngăn cấm của mẫu thân. Mặt hắn trở nên kiên định, đa nương, hài tử đúng là không thể lìa bỏ hai người, vâng, hài tử không thể bỏ đi. Bất luận lúc nào, bất kể ở đâu, tâm con luôn ở cạnh hai người. Tuy nhiên, phụ mẫu không thể trở thành lao ngục, giam cầm ưng bay lượn, sư chạy nhảy, hai người không thể. Hài tử có mộng tưởng. Hài tử đang mơ ước cháy bỏng thế giới bao la, hài tử muốn nhìn thấy thế giới, nhất định phải đi. Nương, người không thể ngăn cản được điều này. Giả như con làm điều này, mà khiến người phải rơi lệ thương tâm, thì cũng xin mong người tha thứ. Con sẽ trở về, khi con quay về, người sẽ thấy một nhi tử cường mãnh hơn. Ngày mai con sẽ đi. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn cũng vương lệ, nhưng mặc cho vương lệ đôi mắt hắn vẫn kiên định hữu lực. Khi đêm đã chìm vào giấc ngủ. Xuân Yến nhân vì hài tử không nghe lời, nức nở nhẹ nhàng trong ngực Hoàng Dương. Hoàng Dương nhẹ nhàng an ủi vuốt tóc thê tử, Yến, đừng khóc nữa. Xuân Yến vẫn tiếp tục nức nở, Bình Nhi chắc chắn sẽ rời xa chúng ta, giang hồ đầy dãy chuyện thị phi, chàng làn sao bảo thiếp không lo lắng chứ. Một lòng khổ tâm của thư sẽ trở thành hoài phí, chàng bảo thiếp phải nói làm sao với người đây.
Hoàng Dương đưa tay vuốt mặt nương tử, cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm, thở dài nói, chuyện này cũng không thể trách muội được. Huynh biết trước thế nào ngày này cũng tới, Bình Nhi mệnh chung đã được định rồi. Nó không thuộc về ngôi làng này, nó như một con hùng sư, bất kể muội có giam hãm nó bao lâu, nó luôn luôn muốn phát huy. Muội cũng đã từng nói, nó là một chiến tướng không hề bị ràng buộc, nó phải tự tìm kiếm chiến trường của chính mình, chúng ta cũng phải để nó đi thôi. Xuân Yến nói, nhưng, nó không thể có chiến trường của nó sẽ khiến nhiều người thương hại. Hoàng Dương trấn an, có thể là chúng ta đều lầm lẫn, không nên nghĩ nó về hướng xấu. Cũng nên biết điều này, trong 20 năm qua, nó quả là một hào tử khả ái, nó trước mặt chúng ta, lúc nào cũng đầy thiện lương. Huyết thống không đại biểu cho cái gì cả. Hãy tin vào huynh, nó kính viễn là hảo hài tử chân chính của chúng ta, có thần ma thần phù hộ, có trời cao chứng giám tâm linh, ma thần bản đấu chiến đấu lực, thiên sử bản đích tâm linh. Hãy để nó đi tìm chiến trường thuộc về mình. Xuân Yến ngừng khóc nói, ma thần bản đấu chiến đấu lực. Dương ca, huynh có vẻ quá lời rồi. Hài tử thiên xanh đã có thần lực, nhưng môn điểm võ công cũng không có, mà khắp trốn giang hồ, đầu đầu cũng đùn đẩy quyết đấu. Ai, sớm biết có ngày này, đương sơ cũng nên nói thư truyền thụ nó võ công. Hoàng Dương cười, huynh đối với nó có lòng tin, nếu nó có thể xưng hùng ở Hoàn Sơn Thôn, thì nhất định có xưng hùng khắp võ lâm, chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Xuân Yến hỏi, huynh đối với nó thật sự có lòng tin. Hoàng Dương tự hào nói, đương nhiên, bởi rằng nó chính là hài tử của huynh. Xuân Yến bị kích động bởi tràng cười của phu tướng, huynh đúng là biết tốt xấu. Đã thế này rồi, thôi cũng đành phải thuận theo ý nó vậy, nguyện cho không gặp phải sự cố gì, cũng không tự mình xông vào nguy hiểm gì. Hoàng Dương, hiểm nguy, với cá tính phong lưu của nó. Xuân Yến cắt lời, phi, Bình Nhi đã bao giờ phong lưu đâu. Hoàng Dương cười, người cửu dương trọng thể thì không thể không phong lưu. Một khi nó đã gia nhập giang hồ, định nhiên khiến bao võ lâm kiều oa, người đẹp thần hồn điên đảo, cũng giống như huynh khiến muội thần hồn điên đảo vậy, đấy chính là truyền thống của gia tộc chúng ta vậy. Xuân Yên xấu hổ, già mà không nên nết, huynh khiến muội thần hồn điên đảo bao giờ. Hoàng Dương quay người đè lên thân nương tử, hiện tại. Hoàn Sơn thôn khẩu. Hoàng Dương phu phụ tống biệt thân tử. Hy Bình thấy lệ lưu đập mặt thân mẫu, nhẹ nhàng, nương, hài tử lúc nào cũng nhớ về người. Xuân Yến, Bình Nhi, hài tử khi ra ngoài, đừng đánh nhau bừa bãi, phải tự chăm sóc mình cho tốt, vậy là nương đã cảm thấy an lòng. Hy Bình, nương, hài tử hiểu, người không phạm ta, ta không phạm người. Họ không khiêu chiến con cũng không thể tự tìm kiếm phiền phức, người ở chốn đô thì có thể đều thụ huấn võ công từ người truyền dạy tứ cẩu. Con hiện tại không thể đấu quá tứ cẩu, làm sao dám cùng họ quyết đấu. Đợi con học được công phu lợt hại chân chính rồi. Hắn tự phát giác mình nói sai, liền lập tức đổi, hài tử sẽ quay về gặp lại nương mẫu. Xuân Yến giơ tay lên, khẽ vúa khuôn mặt anh tuấn như hồ mị của Hy Bình, nói, Bình Nhi, con là kẻ thù trời sinh của nữ nhân, thiện vạn đừng làm hại tới họ. Dừng lại một lát, rồi tiếp tục, mẫu thân hy vọng hài tử nhớ lời ta dạy. Hy Bình sâu hổ, nương, người nói gì thế, hài tử đích là người thương hương tiếc ngọc. Nữ nhân càng quyến rũ, hài tử chỉ càng thêm luyến ái họ thôi, làm sao con có thể làm hại tớ họ được. Nào, hãy cười đi. Lúc này, Hoàng Dương chen vào, nói, Bình Nhi, con lại đây, ta có nhiều điều muốn nói với hài tử. Cùng Hy Bình kế bước tới bên đường, Đại Phong giờ là thôn trưởng, hắn giờ có 5 bà vợ, hài tử về thì phải mang về nhiều thê tử hơn. Không được thua hắn. Hy Bình, tuân mệnh, phụ thân, hãy chờ nghe tin tốt từ hài tử. Hắn kế quay người lại, hướng về tứ cẩu nói, chúng ta đi thôi. Xuân Yến, cẩu tử, hãy chiếu cố Hy Bình, đừng để nó làm loạn. Tứ cẩu ứng lên một tiếng, cùng Hy Bình đi về phía ngoài thôn. Xuân Yến nhìn theo bóng dáng của hai người bọn nó, đến khi hình bóng chúng khuất khỏi tầm mắt, nàng ta thu hồi ánh mắt lại, quay sang Hoàng Dương nói. Vừa khi nãy chàng nói gì với Bình Nhi thế, ra vẻ thần thập bí bí. Hoàng Dương, không có gì, chỉ là bảo nó mang về nhiều nương tử để làm tròn hiếu đạo với nàng. Xuân Yên dùng ngón tay chỉ vào trán phu tướng, cười, lão hiếu sắc, chỉ toàn dạy nó điều bậy bạ thôi. Hoàng Dương cười lớn ra chiều oan uổng, nó là người mang cửu dương trọng thể, lại thêm khỏe mạnh như thế, nhiều nữ nhân không có gì sai trái cả,
trái lại đối với nó còn có ích là khác. Huynh là vì nghĩ tới hài tử, cũng là vì sự hưng vượng của con cháu chúng ta sau này mà thôi. Xuân Yến đột nhiên suy tư, cả ba hài tử chúng ta đều đã rời xa, chúng lỡ gặp nhau thì biết làm sao. Đôi phu phụ cùng nhìn về hướng hài tử của mình giờ đã mất dạng, rất lâu rồi. Hy Bình cùng tứ cẩu ngày đêm kiêm trình, đi đường bộ liền trong nhiều tháng. Hôm ấy, chúng đi tới một tòa sơn lâm. Hy Bình, tứ cẩu, khi nào thì có thể tới nơi vậy? Tứ cẩu đáp, nhanh lắm, vượt qua ngọn núi này là tới rồi. Bất quá, trước khi tới Viễn Dương tiêu cục, phải tắm một cái đã. Hy Bình ngạc nhiên, tắm. Tứ cẩu giải thích, ngọn núi này có một thác nước, dưới chân thác có một thủy đàm, hồ nước nhỏ. Ta phát hiện ra nó hồi lúc quay về, ở đây không có nhiều người qua lại, vì thế chúng ta có thể tùy ý hưởng thụ tắm giữa hồ nước thiên nhiên, muốn ngâm mình bao lâu cũng được. Nước hồ ở đó rất mát lạnh trong suốt, thác nước đích thực mỹ lệ cho chúng ta thưởng thức, đơn giản là. Hy Bình không đợi hắn nói tiếp, cướp lời, dẫn đường. Hai người đi một lát, thì đã nghe tiếng thác nước vang lên. Dựa theo âm thanh vang vọng, ở đó không có vách đá nhô ra. Thác nước hai màu trắng bạc như nước từ trời cao đổ xuống, màn nước rơi xuống biến thành những giọt nước tan ra, cảnh sắc đúng là hấp dẫn. Cả hai cũng nhanh chóng bước tới, tứ cẩu đột nhiên nhăn mặt nói, không ổn, hình như có tiếng người. Hắn tập trung người lắng nghe, rồi tiếp tục, không tốt, là tiếng nữ nhân, nhưng như không chỉ có một người thôi. Hy Bình mặt lộ vẻ hoài nghi, hỏi lại, nữ nhân. Đang tắm. Tứ cẩu lộ nụ cười gian tà, hỏi thế nào. Muốn nhìn rõ à? Hy Bình cố nhiên do dự nói, chuyện này, ta sợ có kim trong mắt ngã phạ trường nhãn châm. Không đợi nói nhiều, tứ cẩu nói tiếp, không nên tính toán, ta thực sự muốn xem cảnh mỹ nữ mộc dục tắm rửa. Hy Bình, cần gì phải gấp, ta còn chưa nói hết, như lời người xưa nói, trời ban lộc mà không biết hưởng, tức là làm trái ý trời, tức thì bị thiên lôi đánh. Ta thà bị đau mắt, còn hơn là bị sét đánh. Đi. Hãy tìm một chỗ tốt đã. Bọn chúng phải làm hết sức lặng lẽ, chân tay nhẹ nhàng núp sau tảng đá, hai đầu cùng nhô lên nhìn lén. Qua, trong luồng ánh sáng bạc, những nữ nhân tuyệt sắc đang vui đùa giữa thủy đầm. Vài người đang quấy trong làn nước, cảnh tượng như những mỹ nhân ngư, lúc trên lúc dưới, lúc sấp lúc ngửa, cạnh bờ hồ nước có một người, hai tay liên tục tát nước, một người đang ngồi trên đầu tảng đá cạnh hồ nước, làn nước nhẹ nhàng xoa thân thể kiều mỹ. Hắc bạch giao thoa, cơ thể mỹ lệ lay động, đôi mắt hai người không thể rời đi, quyết không để bỏ lỡ qua cảnh này, nhìn vào tất cả những gì muốn nhìn, cảnh tượng quả tuyệt vời. Hai người nước dãi chảy ròng ròng, tưởng chừng như hai ngọn thác vậy. Tứ cẩu vội vàng nuốt nước dãi nói, nhìn được cảnh này, không phụ đã sinh ra làm người. Hy Bình, sao người chảy máu mũi thế? Hy Bình dùng tay chùi đi, nhìn một cái quả nhiên là có máu, xấu hổ nói, trời hôm nay lạnh thiệt. Không ngờ nước mũi đỏ cũng chảy ra. Sau khi đã chùi đi, tiếp tục nói, người có nhớ hồi nhỏ lúc ở sau núi, khi đa nương của Điền Kê ôm đùi ngang hông đấu nhau không? Tứ cẩu, làm sao mà không nhớ? Tiểu tử nhà ngươi bảo là không thể xem, nhìn vào thì có kim dài trong mắt, hại ta mấy ngày liền phải coi gương, cũng may là không có gì cả. Cái bệnh chảy máu mũi của ngươi đúng là không có lễ mạo gì cả, cứ thấy dáng đùi với mỹ nữ là tự chủ động chạy ra chào hỏi. Hy Bình gãi gãi đầu, nói quá, không biết thế nào, ta hiện tại muốn học từ phụ thân của Điền Kê làm sao đánh mẫu thân hắn để đánh những nữ nhân này thanh côn ở dưới của ta giờ nộ khí trùng trùng. Tứ cẩu cười nói, ta giờ là một ngạnh hán đầy sung mãn, chỉ là không biết những nữ nhân này cũng cảm thấy thế không thôi. Hai người cũng nhìn nhau cười. Những nữ nhân trong hoàn toàn không biết là có hai luồng song nhãn dâm dục đang du ngoạn trên thân thể tuyệt mỹ của mình. Đương nhiên cũng không biết là đã bị đôi song nhãn này cưỡng gian trăm lần rồi lại trăm lần. Họ vẫn thản nhiên tự tại vui đùa trong làn nước. Nữ nhân đang ngửa mặt đột nhiên nói, tam muội, muội càng ngày càng thêm phong mãn. Tọa tại thạch đầu, nữ nhân với đôi song nhũ to lớn đáp, đại thư, muội làm sao có thể so sánh được với tỷ. Tỷ nhìn lại mình đi, từ bề ngang rồi tới đầu đỉnh, tất cả đều phủ một màu đen mê người, nếu muội mà là nam nhân. Thì tỷ đã sớm bị xâm phạm rồi. Bốn nữ nhân đang chơi đùa trong nước cùng đồng thanh, tam thư, tỷ mà là nam nhân, thì tỷ đã sớm bị chúng tiểu muội làm thịt rồi. Một người đang tát lưới về hướng cô ta nói, thất muội,
muội suy tưởng về nam nhân đến điên rồi. Một thanh âm to lớn vang lên, nếu như hiện tại quả có nam nhân xuất hiện, ta là người đầu tiên thụ hưởng hắn. Thất muội hướng về nữ nhân vừa hất nước về mình khi nãy nói, nhị thư, ngũ thư vừa rồi quả là điên rồi. Tứ cẩu nghe tới đấy, cũng không thể chịu đựng được nữa, nói, Hy Bình, ta miễn cưỡng có thể đối phó với ba người, người có khả năng đối phó với bốn người còn lại không? Chưa bao giờ thử, Hy Bình đáp, bất quá nếu ngươi chỉ có thể tiếp ba người, ta tưởng ta không thể không dáng bằng với ngươi, ta nói phải không? Tứ cẩu vỗ vai hắn, nói, đi, nếu để Diễm Phúc trôi qua phí phạm, thật là có lỗi với thiên địa và lương tâm của ta. Hy Bình tiếp, hối tiếc cho những mỹ nữ đang đợi. Thất nữ nhân thấy hai nam nhân bước tới phía trước, kinh hãi vạn phần, nhưng không ai là tỏ ra vẻ không hài lòng, mà lại thản nhiên lộ ra nụ cười ngọt ngào. Không nghi ngờ gì cả, hai nam nhân này quả là rất ưu tú. Hy Bình thân thể cường tráng, khuôn mặt lại tuấn mỹ tuyệt luân, khiến họ tưởng như thấy thiên thần vậy. Tứ cẩu chỉ thấp hơn Hy Bình một tí, thân thể hữu lực hợp với khuôn mặt đầy vẻ nam tính, cũng là nam nhân đầy mị lực. Lưỡng vị tiểu ca, chẳng hay là từ đâu tới vậy? Tam thư hỏi với một giọng đầy ngọt ngào. Tứ cẩu cười đáp, thiên thượng. Nhiều giọng nữ nhân cùng vang lên, âu. Hy Bình tiếp, trời cao nói, nếu như thêm hai nam nhân nữa thì sẽ biến thành hoàn mỹ, vì thế phái hai chúng ta xuống để bổ giá cho khiếm khuyết này. Tứ cẩu lại tiếp lời, chẳng hay có phiền hai chúng ta cùng xuống dưới đầm này không? Vừa nói vừa cởi y phục, hãy tận hưởng thân thể cường tráng của hai chúng ta, hoàn toàn miễn phí. Trước những con mắt của các nữ nhân, hai nam nhân tiêu sái cởi y phục, bắt đầu bước những bước hữu lực về phía họ. Tứ cẩu ôm chầm lấy thân thể đầy phong mãn của Tam Thư, hữu thủ không ngừng xoa bóp ngực nàng ta, nói, nàng đúng là nữ nhân tuyệt mỹ nhất mà ta từng gặp. Tam Thư quay người áp sát thân hắn, thân liễu hạ xuống, giận dữ hỏi, nói nhanh, người đã qua bao nhiêu nữ nhân rồi? Tứ cẩu đáp, hai người, một là nàng, một là người khác. Tam Thư nhìn hắn trơ mắt, hỏi, kẻ nào? Một ả kỹ nữ, tứ cẩu mất hết khí thế, hốt nhiên giọng nói hào hứng. Đó là một đêm đầu của ta, từ giường xuống đất, từ dưới đất lên giường, ta đủ sức làm tới hai lần. Tam Thư mỉm cười, nụ cười đầy hấp dẫn, tứ cẩu như lạc sang thế giới khác. Một bàn tay nhẹ nhàng xoa giờ ngực hắn, một âm thanh đầy ôn nhu vang lên bên tai hắn, chàng đúng là một nam nhân rất cường tráng. Tứ cẩu tưởng như hắn đã nghe thấy lời tuyệt mỹ nhất vậy, vì thế hắn không nghe được những lời tiếp theo. Thiếp thân có rất ít cơ hội gặp những nam nhân cường tráng như chàng. Có thể tiếp mị công của thiếp trong một thời thần. Tứ cẩu cười nói, nguyên lai nàng luyện thải âm bổ dương mị công vậy, chẳng trách gì ta bại trận lẻ như vậy, mà gân cốt lại mệt nhoài như thế này. Đợi ta luyện thành nội công cao thâm vào đã, xem ta có tiếp nàng một ngày một đêm không. Đừng nói dóc, dẫu chàng có luyện thành nội công cao thâm thế nào, dưới mị công của thiếp, chàng chỉ có thể chịu đựng được tối đa hai ba thời thần. Tam Thư quay người sang một bên nhìn, nói, hắn thì có lẽ được. Tứ cẩu quay qua nhìn Hy Bình, trông thất hắn như sư tử đang phát cuồng, trên thân một nữ nhân động tác mãnh liệt không ngừng, bị hắn tấn công cương mãnh không ngừng, nhị thư và thất muội nằm trên đất không ngừng hổn hển. Nhìn vậy, tứ cẩu nói, hắn là nam nhân cường tráng nhất trong thôn chúng ta, nhưng ta thật sự không nghĩ rằng hắn có thể cường hẳn tới thế. Trước mặt hắn tự cảm thấy thẹn không bằng, ta đã to dài chừng này, nhưng hắn quả là kinh nhân, sức lực như thể vô cùng, trông như thể không bao giờ biết mệt vậy. Tam Thư quan sát nam nữ đang phong cuồng trên đất, tâm tưởng, hắn quả là nam nhân cường mãnh nhất ta đã từng thấy, cái của hắn quả khiến ta phải kinh sợ, ta quả thật không đáng là đối thủ. Tam Thư nghĩ tới đây, quay sang nhìn người đã biểu diễn rất tốt tứ cẩu hỏi, chàng đã dùng thân thể của thiếp thân, mà thiếp thân vẫn không biết gọi chàng thế nào. Tứ cẩu, tử cẩu, Tam Thư nghĩ rất đặc biệt, hỏi, thế danh tự của chàng ta là gì thế? Tứ cẩu vuốt ve tấm lưng mềm mại của nàng ta, đáp, Hoàng Hy Bình. Tam Thư hưởng thụ sự vuốt ve, hỏi tiếp, chàng ta có luyện qua võ công bao giờ chưa? Tứ cẩu di chuyển tay xuống đôi hông đàn hồi tuyệt mỹ của nàng ta, đáp, chưa bao giờ, hắn là do thiên sinh thần lực, trong thôn không có thanh niên liệt nhân nào là đối thủ của hắn cả, ngay người đã luyện qua mấy ngày võ công như ta, cũng phải cùng hắn cứng trọi cứng, tóm lại là ăn không tiêu. Tam Thư nghe thế thì kinh hãi vô cùng. Không dám hỏi nhiều, nhẹ cắn vào vành tai tứ cẩu, hỏi, chàng tại sao không hỏi nhân gia tên là gì?
Tứ cẩu như cảm thấy một ân huệ lớn lao vô cùng, có thể chăng? Tam thư đáp, chúng thiếp là người của Hồ Điệp phái. Tứ cẩu kinh hãi hỏi, Hồ Điệp phái? Tam thư giận dữ nói, đừng bỏ đi. Thiếp gọi là Ngọc Điệp, đại thư là Vân Điệp, nhị thư là Thủy Điệp, tứ muội là Vũ Điệp, ngũ muội là Lục Điệp, lục muội là Hồng Điệp, thất muội là Xuân Điệp, trên giang hồ được xưng là Hồ Điệp thất cơ. Tứ cẩu lắp bắp nói, không lấy làm lạ, không lấy làm lạ. Âu, không tốt, các người ai ai cũng luyện thải bổ chi thuật, Hy Bình lẽ nào bị các người làm thoát xương chết sao? Tam thư trấn an, chàng không cần lo lắng chuyện ấy, theo tình cảnh hiện giờ, có lẽ các muội 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 của thiếp bị chàng ta làm cho thoát âm thì đúng hơn. Thiếp cũng thấy kỳ quái, bình thời mấy nam nhân liền cũng vô pháp thỏa mãn bất kỳ ai trong bọn thiếp, vậy mà giờ. Không biết người huynh đệ của chàng làm từ gì nữa? Tứ cẩu cười nói, nàng không thử thì làm sao mà biết? Tam thư má hồng lên, giận dữ nói, thiếp vừa cùng với chàng, làm sao có thể cùng chàng ta trong chuyện ấy được? Tứ cẩu tiếp, trên giang hồ đồn rằng, các nàng là không phân biệt ai, hơn nữa, ta cũng không để ý chuyện đấy. Tam thư nhìn xuống hạ thân hắn ta lúc lâu, lầm rầm, thiếp là nữ nhân đã gần tam thập, dù có phương pháp thải bổ, bảo dưỡng được dung nhan của thiếu nữ 20, nhiều lúc thiếp cũng nghĩ tới tìm một gia đình nào để cưới vào, sau khi được gặp chàng. Thiếp quyết trở thành nữ nhân của mình chàng thôi, với chàng, về sau chàng là nam nhân duy nhất của thiếp. Tứ cẩu đột nhiên quay người ôm nàng ta, hôn nàng ta nói, Ngọc Điệp, nàng khiến ta trùng động, ta thực sự cảm tạ nàng, bằng cả sự nam tính trong ta. Chiến hỏa lại bùng cháy. Hy Bình trên thân Vân Điệp kịch liệt nhấn vào giúp ta liên tục, cuối cùng ngã lên người nàng ta thở. Nằm ra đấy là thân thể của nam nữ nhân, thần tình mê mê hồ hồ không xác định được. Đã mặc quần áo vào, quan sát đôi tình nhân đang quấn quýt ở bên, lần này bước tới. Tứ cẩu hỏi, Hy Bình, người có thể dậy được rồi à? Hy Bình nâng gương mặt như bạch ngọc của Vân Điệp lên như song phong sĩ khởi lai hỏi, nàng thích trường thối hay là trường thương? Oa, không ngờ tiểu tử ngươi cũng cường tráng nhỉ. Hy Bình đặt thân thể của Vân Điệp xuống, tứ cẩu nhìn xuống hạ thể hắn la to. Hy Bình cười nói, giết có trăm chân, chết cũng không yên. Súng đấu trăm trận, bắn rồi không mềm, Ngọc Điệp sửa lại. Hy Bình ngắm mỹ nữ can đảm này, nàng ta bị Hy Bình nhìn chăm chú không khỏi xấu hổ, giận dữ nói, nhìn gì thế, sáu người bọn họ ngươi nhìn chưa thỏa sao. Ta đã thề nguyền với tứ cẩu, ngươi đừng câu dẫn nhân gia, khiến nhân gia không thể giữ lời. Càng nói về sau, thanh âm ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ mình nàng ta nghe được. Hy Bình nói một cách không hảo ý, ta đang chuẩn bị mời nàng cùng ta tắm chung. Nhưng nàng đã không nguyện ý. Ngọc Điệp dậm chân quay về tứ cẩu nói, tứ cẩu, chàng để hắn trêu chọc thiếp thân nữa sao, thiếp không thể chịu đựng được phải lừa dối chàng. Tứ cẩu nhìn người nữ nhân khả ái kiều mỹ, ôm nàng ta nói, vậy ta có thể tìm những nữ nhân khác, dự phòng cho nàng một người để đề phòng nàng không có ai cứu hỏa. Ngọc Điệp tròn mắt nhìn trừng trừng, ngọc thủ toàn lực bấm vào đùi tứ cẩu như heo bị chọc tiết la lên, oa, đau. Hy Bình trầm mình vào đầm, cảm thấy một sự thư sướng không thể tả. Tuy thế, trong não hắn bỗng xuất hiện nghi vấn, sao hôm nay ta lại có thứ xung động như thế? Khi quan hệ với bọn họ, sao lại xuất hiện luồng dục hỏa không thể kìm chế được? Hơn nữa để lâu thì không tự hủ được phải tìm nơi phát tiết, tại sao lại như thế? Những nữ nhân này cũng là người đặc biệt, không phải là những nữ tử bình thường. Ai, thật là phiền phức. Hy Bình tuy nhiên không thể suy nghĩ được gì, bởi thế hắn muốn dục hỏa tắt đi, hoàn toàn vì hắn thấy nữ nhân lõa thể thì sản sinh ra luồng dục niệm khiêu động nhưng bị địa tuyền áp chế, hỗn hợp hỏa vân nội đơn với huyết xà nội đơn thêm cửu dương trọng thể, khiến cho luồng khí dương dâm không chịu bị luồng địa tuyền khống chế nữa, đột nhiên phát xuất ra. Nếu không có âm khí từ sáu nữ nhân để điều hòa, hắn ắt đã chết vì dương khí quá vượng. Hắn dung hợp chí dương chí dâm hai viên nội đơn với cửu dương trọng thể. Nếu không có đủ âm khí từ nữ nhạn thì không thể bình hòa được. Nhưng cũng bởi Hồ Điệp thất cơ là những người tu luyện âm nhu chân khí, đồng thời cũng tu luyện mị công cao thâm, mới có thể đủ sức mà chịu đựng được cửu dương trọng thể bạo phát chí dương chí cương. Khi mà cửu dương trọng thể bùng phát, nếu có thể đủ âm khí của nữ nhân để hòa hợp, thì kết hợp cùng luồng địa tuyền linh khí trong thân hắn, sẽ tạo thành luồng địa âm mạch khí liên miên bất tuyệt, khiến hắn đạt được cao trào liên tục dương cương một cách nhanh chóng. Cũng bởi vì hắn đã từng luyện qua thiên địa tâm kinh,
khiến địa mạch âm khí trong cơ thể hắn hòa cùng hỗn hợp lưỡng chủng nội đơn kết hợp với cửu dương chi thể, dương kiệt âm sinh, âm kiệt dương sinh, sinh sinh bất tức, cửu dương chi thể có thể đạt được thiên dương địa âm chi cảnh, chỉ là hiện tại vô phương thể tùy tâm sở dục, không thể sử dụng ra ngoài, chỉ là một thứ tiềm năng vô danh mà thôi, chỉ là bản thân hắn không biết rõ thôi. Hy Bình hưởng thụ trong ao nước thiên nhiên rộng lớn này, nhắm mắt thỏa mãn nghĩ, những nữ nhân này mỹ miều hơn những nữ nhân trong thôn không biết bao nhiêu lần. Nếu ta mà mang họ về, Đại Phong khẳng định là sẽ chết vì ghen tị. Bất quá, chỉ là không biết bọn họ có đồng ý làm nương tử ta không. Hắn bất giác nhớ lại những phong cuồng vừa khi nãy trên thân thể mỹ lệ của họ, tâm trung bất chợt xung động, phát giác dương vật đang mềm mại bốn cương cứng lên. Hắn không thể không thấy kinh hoàng, ý niệm vừa động, tiểu huynh đệ trở nên dịu lại. Đột nhiên cảm thấy hiếu kỳ, hắn chiếu theo thiên địa tâm kinh mà làm, dùng ý niệm tập trung vào hạ thể, bất ngờ có thể khiến muốn cứng thì cứng muốn mềm thì mềm, thật là thú vị. Nhưng sau đấy, đột nhiên nhớ tới tụ thành chi hậu, bao quản quân chinh chiến mỹ nữ, sở hướng vô địch sau khi luyện thành, không kể đấu cùng bao nhiêu mỹ nữ, cũng thành vô địch đúng lời này, ngay khi vừa hiểu được liền cười, lầm rầm tự nói, thì ra nguyên lai là đạt thành vô địch trong mặt này. Chẳng trách phải nằm trên giường đủ 3 năm để tu luyện, khi luyện thì trên chân kinh cũng có nói, không cần phải chuyên cần khổ luyện, tùy theo khả năng mà hô hấp trong từng hoàn cảnh, đồng thời khi đánh nhau cũng không thấy có tiến triển gì. Hại ta la nó là lừa người, giờ mới biết này là, đả pháo thần công, chứ không phải là thần công để đánh nhau. Về sau phải kiếm thần công nào dạy đánh nhau để luyện, a hát. Tứ cẩu cũng không thể đánh lại, thật là mất mặt. Hắn đột nhiên cảm thấy cái tai ngơ ngứa, vài đôi bàn tay mềm mại đang chu du trên thân hắn, bên tai chuyển tới âm thanh mê người, chúng thiếp cùng chàng tắm, có được không? Hồ Điệp thất cơ vẫy tiễn biệt người hai chàng trai, gương mặt không thể hiện gì. Thủy Điệp lên tiếng đầu tiên phá đi sự tĩnh lặng, thật sự muốn đi cùng với họ. Ngọc Điệp cười nói, nhị thư, tâm tỷ đã theo chàng mà đi rồi. Lục Điệp nói, tam thư, tỷ không như thế ư. Để nhớ xem, thiếp quyết định trở thành nữ nhân của chàng thôi, về sau chàng là nam nhân duy nhất của thiếp, thật kinh quá đi. Vân Điệp cười khổ nói, đừng nói tới tam muội, thư tưởng cũng muốn theo hắn, chỉ là không rõ hắn có tị hiềm chúng ta không. Xuân Điệp đáp, đại thư, sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này, hãy tìm kiếm chàng ta. Muội chưa gặp bất kỳ nam nhân nào khiến tâm tư mình xung động như thế này. Bề ngoài tuấn mỹ, thân thể cường tráng. Đúng là những mộng tưởng của muội hợp lại vậy. Vân Điệp nhìn Xuân Điệp tràn đầy xuân sắc nói, tao đệ tử, muội chỉ có mình muội còn mơ mộng mà thôi. Chúng thư hiện tại đều tỉnh táo cả rồi. Nói xong, hốt nhiên chính xác nói lớn, đi, tới hội họp cùng công chúa. Hy Bình cùng tứ cẩu tiếp tục tiến bước trên cuộc lữ trình. Hai người vẫn còn trong dư vị của cuộc diễm ngộ mới rồi, phát giác rằng dù chuyện rực rỡ đầy sắc thái hương diễm nhất cũng không thể sánh bằng kinh nghiệm thực tế. Trong não chứa đầy hình ảnh nhục thể cùng với sự nồng cháy của những nữ nhân kia. Tứ cẩu ý vẫn còn vương nói, thật sự muốn ôm lấy đôi chân xinh đẹp của Ngọc Điệp nàng ta đủ 10 ngày 10 đêm. Hy Bình nói, nàng ta đối người đích thực là đã động chân tình rồi, với người thật là đẹp đôi, người chuẩn bị đám cưới nàng ta không thế. Tứ cẩu đáp, đương nhiên, ta không có gì phản đối cả, càng nhiều càng tốt. Hy Bình trợn tròn đôi mắt nhìn hắn nói, không nên tham lam nhé. Ngươi chẳng phải nói một mình có thể đấu ba người sao? Nên giữ gìn đạn dược trong thương của ngươi cho về sau, nếu không mà lên mình nữ nhân thì chẳng khác chi con chó chết, hại ta phải xả thân bồi nữ tử, ngươi đền đáp ta thế nào? Ta biết tiểu tử ngươi đã 20 năm chưa từng va chạm với nữ nhân, sự thèm muốn tự nhiên rất lớn, nên đặc biệt để ngươi ăn cho no, tránh ngươi quay đầu kêu lão huynh ta không đủ trình độ. Tứ cẩu mặt tỏ vẻ bất lực. Và lại ta phải giữ gìn tinh lực để đối phó với Lan Hoa tiểu yêu tinh thôi. Hy Bình vừa nghe mặt liền tỏ vẻ hưng phấn, hỏi, Lan Hoa. Tứ cẩu la to, Hy Bình, biểu tình của ngươi thế là sao? Ta cảnh cáo ngươi, Lan Hoa đích là người tình trong mộng của ta, ta đã thầm yêu trộm nhớ nàng trong suốt 3 năm trời, ngươi không thể hoành đao đoạt ái. Hy Bình cười khổ nói, ta là loại người như vậy sao? Ngày hôm sau, Hy Bình cùng tứ cẩu tới Viễn Dương Tiêu Cục ở tại Phượng Tiên Thành, hai người đi thả bước trên con đường rộng, tỏ vẻ hết sức mãn ý. Đột nhiên từ phía sau bỗng nghe tiếng ngựa phi cùng tiếng người la, quay lại, sắc mặt đại biến. Lúc này, ba cỗ tuấn mã đang phi thẳng tới trước mặt, không
không còn thể nào mà lách mình được nữa. Tứ Cẩu ngay lúc đó trong tay bỗng xuất hiện một thanh kiếm, nhanh chóng chém vào chân trước của con ngựa đi đầu, thân người dựa thế nhanh chóng lùi về phía sau. Bị kiếm chém mất đi chân trước, con ngựa đầu té ngã, nữ tử trên thân ngựa không phòng bị, thuận thế hướng về phía Tứ Cẩu bay tới, Tứ Cẩu ngay lập tức ném kiếm đi, giương hai tay ra đón lấy nữ tử đang bay đến. Hy Bình né mình tránh khỏi phía trước vó ngựa trong tức thì, hữu quyền theo phản xạ đánh ra phía bên bành. Một tiếng trúng ngay cổ con ngựa đi giữa, một chiêu làm cho con ngựa té nằm trên đất. Nữ lang trên ngựa nhanh chóng nhảy khỏi lưng ngựa, phóng thẳng lên trời rồi nhẹ đáp xuống trước mặt Hy Bình, quát hỏi: tiểu tử dơ bẩn, sao ngươi dám cả gan giết chết tọa kỵ của ta? Hy Bình chú mắt nhìn chăm chăm vào ngọn quyền của mình, đơn giản không tin đây có thể là sự thật, hắn có thể một quyền giết một con ngựa, đối với hắn quả là điều kỳ diệu. Nghe tiếng la hét giận dữ của nữ lang, Hy Bình rời mắt khỏi ngọn quyền của mình, nhìn về nữ nhân trước mặt, thần tình ngây dại. Nữ nhân này cao gần bằng hắn, khuôn mặt mỹ lệ lại thêm một thân thể xinh đẹp khỏe mạnh, làn da đen tuyền bởi bộc lộ nhiều dưới ánh dương quang quả thật mê nhân, toàn thân trên dưới sung mãn vẻ đẹp đầy dã tính, nàng ta giống như một con báo cái đang phát nộ, song nhãn xinh đẹp đang trừng mắt nhìn vào hắn, đôi môi đầy cảm tính thật khiến cho người muốn nếm. Hy Bình nhìn thẳng, liếm đôi môi khô, đứng ngay ngốc tại đó không biết làm gì. Nữ nhân đang được đỡ giận dữ la to: Tử Cẩu, sao còn chưa buông ta ra, còn muốn ôm đến khi nào? Tứ Cẩu đáp: thiên hoàng địa lão. Hy Bình đối diện nữ nhân ghé mắt qua nhìn Tứ Cẩu, nói: Tứ Cẩu, mấy ngày rồi chưa gặp, cái miệng ngươi trở nên trơn tru nhỉ, nhưng đừng bỏ lan hoa ra nhé. Tứ Cẩu rụt rè nói: ấy, tiểu thư. Ngay lập tức bỏ lan hoa ra, hắn bất cẩn dùng hữu thủ sờ mặt nàng ta, bèn đưa mũi tới trước ra sức ngửi, hét lên một tiếng to, thơm. Bị hắn khinh bạc, thiếu nữ dậm chân la: Tử Cẩu, ngươi dám khi phụ ta, ta không thèm lý tới ngươi nữa. Tứ Cẩu không để ý tới sự mắng chửi giận dữ của nàng ta, đi về phía Hy Bình nói với nữ nhân bên cạnh: tiểu thư, hắn là hỏa bạn, bạn ăn cùng mâm từ nhỏ đến lớn của tiểu nhân. Nữ lang hỏi: hỏa bạn của ngươi thì có thể vô lễ đối với ta sao? Tứ Cẩu đáp: tiểu thư. Hy Bình ngắt lời: gì mà vô lễ chứ? Con ngựa của cô chút nữa là đã dẫm lên người ta rồi, ta không thể tự vệ sao? Nữ lang tự hồ không nghĩ Hy Bình dám cãi lại mình, thuận tay rút kiếm ra, chỉ về phía Hy Bình nói: ngươi, người ta phải giết ngươi. Tứ Cẩu kinh hãi, ngăn phía trước mặt Hy Bình, cười cầu tài nói: tiểu thư, người đại nhân đại lượng, đừng hạ mình xuống cùng cấp với hắn. Nữ lang không để ý tới Tứ Cẩu, hướng về Hy Bình: tiểu tử, xuất chiêu. Tứ Cẩu nói: tiểu thư, người sợ rằng phải thất vọng rồi, hắn không có võ công, làm thế nào mà xuất chiêu? Nữ lang mặt lộ vẻ không tin, đổi sắc mặt hỏi: người nói hắn không có võ công, vậy hắn làm thế nào mà có khả năng một quyền đấm ngã ngựa? Tứ Cẩu hai tay vẫy ra, đáp: e rằng chuyện đó hắn cũng không minh bạch, tiểu nhân chỉ biết hắn thiên sinh thần lực, đánh nhau thuộc loại nhất lưu. Nữ lang chú mục nhìn về Hy Bình ở phía sau Tứ Cẩu, thấy Hy Bình cũng đang chú mắt nhìn mình. Bất giác nghĩ rằng đấy là lời khiêu khích, tâm trung bỗng sinh ra một cảm giác cường mãnh muốn chinh phục nam nhân bất kham này. Nàng ta quay mắt nhìn về Tứ Cẩu nói: trừ phi hắn phải xin lỗi ta, về sau làm việc như ngựa cho ta, nghe theo lệnh của ta. Hy Bình vừa nghe, giận điên lên, thân thể cường tráng bước lên trước mặt nàng ta, hét to: ta cưỡi cô thì có. Hy Bình chán nản ngồi lên phía trước cái bàn, nhìn Tứ Cẩu trước mặt không ngừng ngửi ngón tay. Nói: người đã ngửi cả ngày rồi, thơm cũng bị ngửi thành hôi. Tứ Cẩu hít một hơi sâu, nói: 3 năm, trong số ố 3 năm, ta lần đầu được ôm nàng ta, lần đầu được sờ gương mặt nàng, người không biết ta hưng phấn thế nào đâu. Trước đây chỉ có thể ngắm nàng ấy từ xa, không có nhiều cơ hội nói chuyện cùng nàng, hôm nay đột nhiên lại có thể ôm nàng ta vào lòng. Hy Bình, người nói thử xem nàng ta đối với ta có động xuân tâm không? Hy Bình nói với giọng không khác biệt: ta chỉ thấy ngươi đang phát tình thôi. Nàng động xuân, ta phát tình, ta với nàng xuân tình đại tác, hòa hợp một phách, cân đối tuyệt vời. Tứ Cẩu hoàn toàn không để ý tới sự châm biếm của Hy Bình, hôn lấy ngón giữa còn mình, tư mình nói: thơm. Hy Bình không còn cách nào, gõ lẻn trên mặt bàn, nói đầy thương cảm: ta thật thảm thương, con hổ cái ấy tự nhiên lại muốn ta làm người hầu riêng. Lại còn thêm chuyện sai bảo nữa, ngươi giúp ta nghĩ ra cách đi. Tứ Cẩu nhìn vào người nam nhân đáng tội nghiệp này,
Tiếp đó tiếp tục chuyên chú vào ngón tay đã sờ vào mặt của Lan Hoa, nói, ngươi thế là may mắn rồi, hôm nay tiểu thư đột nhiên thay đổi tính nết, không dùng kiếm đâm 8-10 lỗ trên người ngươi, ngươi vậy phải tạ thiên tạ địa rồi, phục thị tiểu thư có gì phải ngại. Hơn nữa, tiểu thư còn hấp dẫn hơn Lan Hoa, hay. Nhưng không có sự ôn thuận khả ái như Lan Hoa của ta. Âu, Lan Hoa. Hy Bình không thể chịu đựng được nữa, chưởng một phát vào ngón tay của tứ cẩu, cười to, ta là nam nhân, nếu để nữ nhân kêu đi gọi lại, còn gì mặt mũi nữa chứ. Tứ cẩu vội vàng để ngón giữa vào cạnh bên miệng, dụng lực thổi, nói, đi, đi, đi. Gì không thuộc về Lan Hoa hãy theo gió bay đi, chỉ để lại hương của Lan Hoa mà thôi. Kế quay lại phẫn nộ nhìn Hy Bình, nói, nàng ta là tiểu thư, chúng ta tự nhiên là người hầu, sao ngươi kêu ta giúp ngươi. Mặt khác, ta đã cầu công tử, mang một con ngựa tới để giải quyết. Hy Bình như giữa hoang mạc tìm được nước, vui mừng hỏi, công tử. Tứ cẩu giải thích, chàng ta là đệ đệ duy nhất của con cọp cái, khi ta vừa tới thành này, đói mù mờ trên đường, chính công tử đã giải cứu ta, ta từ đó đi theo chàng ta, bên ngoài là chủ phó, bên trong thì là hảo huynh đệ. Giờ thì vấn đề này, có vẻ như chàng ta không dám xuất đầu. Hy Bình tưởng như dòng nước duy nhất trong sa mạc đã tiêu thất, hỏi, vì sao thế? Tứ cẩu đáp, nhân vì chàng ta so với chúng ta thì cũng sợ thư thư mình. Hy Bình thấy không còn cách nào, không giận dữ hỏi, vậy là thế nào? Cự tuyệt từ bỏ hy vọng, chúng ta hiện tại đi tìm chàng ta. Ta giờ chỉ muốn nằm trên giường hồi tưởng Lan Hoa thôi, cùng nàng làm một giấc hảo mộng, ngày mai ta sẽ đi với ngươi lần nữa. Tứ cẩu đứng lên, hướng về chiếc giường bước tới. Đột nhiên quay đầu lại nói với Hy Bình, ngươi không cần phải lo lắng, khả năng rằng con cọp cái đã quên con người ngươi rồi. Hoàng Hy Bình, tiểu thư gọi ngươi, giọng nói nhu hòa của Lan Hoa đột nhiên vang lên ở bên ngoài, trong tai Hy Bình, chẳng khác tiếng sét, khiến cho cả thế gian đột nhiên trở thành bụi phấn. Tuy nhiên, tứ cẩu đã tuyên bố ngủ vừa nghe thanh âm của Lan Hoa, chẳng khác chi chó đói ngửi thấy mùi xương, không kể gì hậu quá phóng qua ngoài cửa, ngay lập tức biết mất khỏi phòng. Lan Hoa, tứ cẩu nhanh chóng ngậm miệng lại, đứng trước nữ nhân khiến hắn thần hồn điên đảo, nhấy thời không biết nói gì. Lan Hoa mím miệng, quay sang một bên, như không nhìn thấy hắn, chỉ la lên, Hoàng Hy Bình, ra đi. Tứ cẩu băn khoăn, gãi đầu nói, nàng thật sự không để ý đến ta sao? Ta xin lỗi nàng. Lan Hoa gọi tiếp, Hoàng Hy Bình nàng ta thấy Hy Bình đầu cúi chán nản bước ra khỏi phòng, bèn dừng lại, sau lại tiếp tục, tiểu thư gọi ngươi. Đi theo ta. Nói xong, không thèm lý tới khuôn mặt u khuất của tứ cẩu, quay người nhẹ nhàng bỏ đi. Hy Bình nhìn thấy bản thân đau thương vì tình cảm, hốt nhiên nghĩ rằng mình cũng không quá thảm thương, tâm tình phấn chấn, nói với hắn, tứ cẩu, ta đi với Lan Hoa đây, người hãy mơ cho tốt vào nhé. Lan Hoa ôi, thơm. Hy Bình không thể nghĩ rằng khuê phòng nữ nhân lại hấp dẫn như thế, nhưng cũng thấy thích mùi hương này, hít sâu vào, vội bắt trước lời tứ cẩu, thơm. Trong phòng ba nữ nhân thấy bộ dạng hắn, bất giác cười vang lên, nhánh hoa khẽ rung nhẹ, khiến Hy Bình sững sờ, quên mình là ai. Sau khi ba nữ nhân cười xong, tiểu thư hỏi, người có biết ta gọi ngươi làm gì không? Song nhãn mỹ lệ tràn đầy chiến ý chú mục nhìn vào Hy Bình, như thể trước bất chi mặt chợt ngây ra, nàng ta trong tâm thực sự muốn cười lên, một cảm giác dị dạng dâng tràn từ trong tâm. Hy Bình không biết nữ nhân này sẽ đòi hỏi những gì từ mình. Nhưng chàng chắc chắn rằng không sợ sự vô lễ một cách đáng yêu của nàng ta. Khi chàng thấy nụ cười phóng túng của nàng ta, thêm cái nét đẹp khỏe khoắn hiếu biệt khác với nữ nhân bình thường, trong tâm hắn bỗng sinh ra một ham muốn chinh phục nữ nhân này, để nàng ta phải cần xin sự thương xót của hắn. Hy Bình nghĩ rằng đấy quả là một ý hay, khuôn mặt tuấn mỹ trở nên thư giãn, khóe miệng lộ ra một nụ cười khó nhận biết, song nhãn chăm chú quan sát kỹ càng nữ nhân kiêu ngạo này. Như thể một thợ săn đang quan sát con mồi trước khi ra tay. Ba nữ nhân quan sát nam nhân không kiềm chế này, cảm thấy hắn đột nhiên trở nên bình tĩnh, hơn nữa nguy hiểm. Tiểu thư mặt đột nhiên hồng lên nói, người vẫn chưa trả lời ta. Hy Bình đáp, thậm chí nếu cô kêu ta liếm những ngón chân hôi thối của cô. Tiểu thư giận dữ cắt lời hắn, người mới bốc mùi. Hy Bình cố ra vẻ trầm tư, tự nói một mình, làm sao cô ta biết nhỉ? Không lẽ cô ta đã bí mật liếm ngón chân mình? Tiểu thư giận dữ hét lên, Hoàng Hy Bình. Đây, Hy Bình làm như vừa giật mình tỉnh lại, nhìn vào mỹ nữ đang phát nộ phía trước,
phát giác rất hoan hỉ khi thấy nàng ta tự mình kích nộ. Tiểu thư đột nhiên đang giận chuyển sang cười, nói ta kêu ngươi tới đây sớm là để liếm ngón chân cho nhân gia, giúp ta mang giày, từ ngày hôm nay đến khi ta chết, ta kêu ngươi làm gì, ngươi phải làm đấy. Hy Bình điếng người. Một bàn tay mềm mại vạch trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, chủ nhân của bàn tay lên tiếng, ngươi hãy quay về trước, bình minh thì hãy tới đây. Đừng có trễ đấy. Hy Bình theo lời rời phòng tiểu thư, nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ về những gì tiểu thư đối với hắn như thể bị nàng ta phi lễ. Hắn vẫn đang tiếp tục tìm cách sắp xếp để phi lễ đối với nàng ta lại, để khôi phục lại tôn nghiêm của một nam nhân. Thế thường, chỉ có nam nhân phi lễ với nữ nhân, ở đâu mà nữ nhân lại phi lễ với nam nhân? Sau khi Hy Bình đi, thiếu nữ Mỹ Lệ Kiều Nhu ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn chưa lên tiếng nói, sư tỷ thực sự muốn hắn liếm ngón chân tỷ sao? Chỉ để hắn biết rằng Lôi Phượng ta không phải là dễ trêu. Tiểu thư nhìn theo hướng Hy Bình bỏ đi, nói một cách tàn nhẫn. Thiếu nữ đột nhiên minh bạch mọi chuyện, cô biết rằng trong tâm của người sư tỷ kiêu ngạo này không thể tĩnh lặng được nữa, trong tâm chung của nữ nhân Mục Hạ Vô Nhân này dần dần bị nam nhân vừa gặp xâm chiếm mà tự mình không biết. Thiếu nữ thở dài nói, sư tỷ, lỗi là ở chúng ta, cũng không nên trách hắn. Lôi Phượng cười nói một cách kỳ lạ, âu, Bích Nhu, không ngờ muội lại xin khoan dung cho hắn, thích hắn rồi phải không? Bích Nhu đỏ mặt nói, muội đâu nào? Lôi Phượng sờ khuôn mặt hai má đỏ hồng của Bích Nhu, nói, không nên xấu hổ, hắn đích xác là có tư cách là tình địch ghê gớm nhất với đệ đệ ta. Muội không có, Bích Nhu nhúi đầu vào ngực Lôi Phượng, bất hy địa tát kiều đạo, trong tâm thực tế lại nghĩ, nếu không có Lôi Long, ta liệu có thích hắn không? Lan Hoa cũng nói thêm vào, tiểu thư, tiểu tỳ cũng nghĩ rằng là chúng ta không đúng. Lôi Phượng, thế nào? Lan Hoa, ngươi không để ý tới ước muốn của tứ cẩu à, muốn làm mỹ nhân cứu anh hùng ư? Ngươi quả cũng đa tình, không biết rồi sẽ cưới ai đây, tứ cẩu hay Hoàng Hy Bình? Lan Hoa vội lấy hai tay che mặt, dậm chân nói, tiểu thư. Lôi Phượng giọng tỏ vẻ kinh hãi, ngươi muốn kết hôn với ta? Không thể được, không thể được. Người phải đi tìm nam nhân mới thích đáng. Tam nữ đột nhiên cùng cười lên. Hy Bình trở lại nơi cư ngụ thì thấy một chàng thanh niên đang ngồi trong phòng từ lúc nào. Thanh niên này ngũ quan sáng láng, dung mạo có nét giống với Lôi Phượng, tướng tá cân đối, dáng vẻ phong lưu tiêu sái. Hy Bình nhìn thấy đã đoán thầm là Lôi công tử mà chàng đã nghe tứ cẩu nhắc qua. Tứ cẩu thấy hắn trở lại liền nói, Hy Bình, đây là Lôi Long công tử. Lôi công tử trông thấy vẻ tuấn mỹ cường tráng của Hy Bình bèn nghĩ thầm, hèn gì tứ cẩu cứ lo sợ Lan Hoa bị hắn ta cướp mất, quả nhiên là nam nhân hấp dẫn. Hy Bình nghĩ tới hổ báo nữ lang kia, trong tâm nháy lên một tia hy vọng, nói, Lôi công tử có thể giúp ta chăng? Lôi công tử đã biết đầu đuôi câu chuyện từ miệng tứ cẩu, giờ nghe lời thỉnh cầu của Hy Bình, cười khổ nói, người không đắc tội với ai lại đi đắc tội với tỷ ấy, ta muốn cứu nhưng... e không nổi. Người tỷ tỷ này ngay cả ta còn tránh né, chưa bao giờ dám yêu cầu y điều gì. Hy Bình thất vọng ra mặt. Tứ cẩu phảng phất nhớ lại điều gì đó, bỗng dưng trừng mắt hướng về Hy Bình hét lớn, người đối với Lan Hoa của ta thế nào? Hy Bình nhìn dáng vẻ đằng đằng sát khí của tứ cẩu, trong bụng thầm cười tiểu tử này đang ghen đây, cố ý nói lớn tiếng, Lan Hoa, ôi chao, thơm, thơm quá. Tứ cẩu giận lắm nhưng chỉ biết đứng đó dậm châm tức tối chứ không biết nói gì nữa. Hy Bình cười lớn nói, không ngờ ngươi cũng có thể ghen được, thôi ngày khác mời ngươi đi ăn, giờ đi uống cái đã. Lôi công tử đồng tình nói, uống rượu không thiếu phần ta được, chúng ta ra ngoài uống cho thống khoái đi. Ba gã thanh niên vào Xuân Lai khách sạn uống say sưa. Hy Bình nói, tới đây, uống cho tai nạn ngày mai này. Tứ cẩu nói, uống vì sự khả ái của Lan Hoa. Lôi công tử nói, uống, cho Bích Nhu. Hy Bình mắt lờ đờ, nói, Bích Nhu ư, có phải thiếu nữ Mỹ Lệ cả ngày im thin thít bên cạnh hổ báo tỷ tỷ của công tử? Lôi công tử nói, đúng là nàng, chúng ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Vài ngày trước ta vào ký viện cho khuây khỏa một chút, ai ngờ nàng ta biết được, từ lúc đó không còn lý gì tới ta nữa. Nào, uống. Tứ cẩu cạn hết một ly rượu, chuyển qua tay khác nói, công tử đừng buồn bực, ký viện thôi mà, nam tử nào mà trả vào một hai lần. Cứ thống khoái uống một hồi đi, ngày mai khi tỉnh rượu thì Bích Nhu tiểu thư hết giận. Hy Bình cười sằng sặc nói,
hai người đồng bệnh tương lân, vì tình mà khổ, vì nữ nhân mà khổ, ha ha. Tức cười quá, uống, uống, uống nữa. Hắn như là đã quên cả mình cũng vì vấn đề nữ nhân mà đề nghị uống rượu. Ba nam nhân này chỉ vì ba nữ nhân mà uống đến thiên hôn địa ám, say như chết. Người của khách sạn phải thông chi cho Tiêu Cục, cho 10 đại hán tới khiêng ba tên tử quỷ về. Sáng hôm sau, Hy Bình vẫn còn chưa tỉnh rượu, hắn mơ mơ hồ hồ la lên, uống, uống vì đại nạn ngày mai. Uống, uống vì Lan Hoa khả ái. Tứ cẩu liên tiếp la lên, Lan Hoa nghe được, sắc mặt đỏ lên, chuyển thân chạy đi. U, ba nữ nhân đứng trước cửa nhìn chung quanh. Lôi Phượng bực bội, tên hỗn đản đó ngủ một giấc rồi vẫn chưa tỉnh rượu à? Sao chưa thấy tới đây? Lan Hoa nói, tiểu thư, để nô tỳ đi gọi hắn lần nữa. Bích Nhu nói, không cần đâu, hắn tới rồi kìa. Hy Bình quả nhiên đã tới, hai tay khiêng hai thùng nước lớn. Nước bắn ra trên từng bước đi, hắn bỏ hai thùng nước xuống trước mặt Lôi Phượng, cười cười, tiểu thư, cô dậy sớm quá. Lôi Phượng trừng mắt nói, đợi tên hỗn đản nhà ngươi đó, ô, mà ngươi đem hai thùng nước tới định làm trò gì đây? Hy Bình đạo mạo nói, nước để rửa chân. Hai nữ nhân kia lập tức khép nụ cười lại, len lén nhìn phản ứng của Lôi Phượng. Lôi Phượng dở khóc dở cười, nói ta kêu ngươi rửa chân à. Cô không kêu ta rửa chân, nhưng cô có kêu ta liếm ngón chân cô, bất quá ta rửa chân để liếm cho hợp vệ sinh. Hy Bình kéo từ bên hông ra hai vật, nói tôi có bàn chải và sữa, sẽ làm cho chân cô nương thơm và mềm. Hai nữ nhân kia không nhịn nổi, bật cười phá lên. Lôi Phượng lẽ ra theo bản tính thường ngày thì đã phát tác với Hy Bình, nhưng không hiểu sao vẫn chưa phát tác. Hy Bình nói, có gì đáng cười, bản nhân muốn liếm chân cho nhanh, cô còn không mau đưa bản chân ra thì ta đi đây. Lôi Phượng cố nín không để phát ra tiếng cười, kỳ lạ là đến bây giờ nàng vẫn chưa phát nộ, lại còn nói, ta biết ngươi muốn làm việc chu đáo, nhưng hiện tại ta không muốn dùng ngươi để liếm chân, ngươi hãy khiêng hai cái thùng nước lên rồi đứng cả ngày cho ta. Hy Bình la làng, cực lực phản đối, đây là vi phạm ước định. Lôi Phượng nói, vậy ư, nhưng thật ra ngươi làm được việc gì? Việc luyện công nhỏ nhoi như thế mà ngươi cũng kêu than, té ra ngươi là một nam nhân vô dụng rồi. Vẻ chế giễu hiện rõ lên trong mắt Lôi Phượng làm ra đầu Hy Bình nóng lên, lúc này hắn biết đã phạm sai lầm lớn, hắn đã lấy hai thùng nước quá lớn, lại còn đổ nước gần đầy thùng. Nhưng Hy Bình vẫn hiên ngang kéo hai thùng nước rồi đứng thẳng lên. Một lúc sau, Lôi công tử cùng Tứ Cẩu song hành đi tới trước mặt Hy Bình. Tứ Cẩu hỏi, Hy Bình, ngươi làm gì vậy? Hy Bình nói, ngươi không thấy sao? Dư thừa. Lôi công tử cười hề hề, bọn ta chỉ muốn biết thôi. Hy Bình nói, ta đang hoan hỉ tập luyện thân thể. Lôi công tử sờ cánh tay Hy Bình, cười hì hì, quả nhiên hảo phương pháp, đôi tay của ngươi cứng cáp thật hữu lực. Ồ, ta có chuyện quan trọng, không phiền ngươi nữa, cứ luyện tập vui vẻ. Hy Bình nổi cáu, chỉ cần thoi ngươi một quyền là ngươi biết sức mạnh của đôi tay này ngay. Lôi công tử chỉnh đốn lại trang phục, hướng vào phòng nói, tỷ tỷ, đệ đã đến. Lôi Phượng hỏi, ngươi đến làm gì? Lôi công tử muốn đẩy cánh cửa để vào thì cánh cửa đã bị Lôi Phượng kéo mở ra. Lôi Phượng cau mày bước ra, phía sau Bích Nhu và Lan Hoa lập tức bước theo. Tứ Cẩu lúc này bước tới, cặp mắt gian xảo không ngừng nhìn chằm chằm vào Lan Hoa đang bước tới. Chúng tôi muốn gặp Hy Bình, Tứ Cẩu khẩu thị tâm phi nói, trong lòng thầm nhủ, đương nhiên là ta muốn gặp Lan Hoa. Lôi công tử tán thưởng nhìn Tứ Cẩu, trong đầu nghĩ thầm tiểu tử này thật thông minh, thuận miệng nói ra mà lại có lý do tốt, thế là lập tức phụ họa, à đúng rồi. Đệ và Hy Bình rất hợp duyên, anh hùng trọng anh hùng, chỉ hận là không gặp nhau sớm hơn. Đệ đặc biệt qua đây xem hắn có bị tỷ tỷ ngược đãi hay không. Lôi Phượng cười hỏi lại, vậy bây giờ hai người có thấy ta ngược đãi hắn không? Lôi công tử và Tứ Cẩu đồng thanh quả quyết, không có. Hy Bình nghe thấy, rủa thầm, thấy sắc khinh bạn. Lôi Phượng nói, nếu quả là như thế, hai người có thể yên tâm mà đi. Ta còn phải đi luyện võ. Hoàng Hy Bình, người đừng có lười biếng a. Chúng tôi cũng muốn đi luyện võ. Lôi công tử và Tứ Cẩu tranh nhau đi theo phía sau Lôi Phượng. Lan Hoa quay đầu lại hỏi, Tứ Cẩu, không phải ngươi muốn gặp Hy Bình à? Tứ Cẩu tỉnh bơ nói, thì đã gặp qua rồi, hắn đã hiểu được tâm ý của ta rồi. Chuyện đó đã xong,
bây giờ ta phải chạy theo ái tình của Lan Hoa. Lôi công tử đột nhiên có ý hướng về tứ cẩu bái sư học nghệ, thầm phục hắn ta. Nghe cuộc đối thoại từ xa, Hy Bình chỉ muốn thoi tứ cẩu hai quyền. Hai tay ta tê hết rồi, Hy Bình cười khổ. Lôi công tử và tứ cẩu hai người chia ra đứng hai bên hắn, mỗi người giữ một tay rồi thoa bóp. Tứ cẩu nói, Hy Bình, người hãy xuất ra cái khả năng thả bị đánh chết chứ không nhận bại. Lôi công tử nói, đúng, kiên trì thì sẽ thắng lợi. Hy Bình mắng thầm hai gã bằng hữu không chút nghĩa khí này, nghĩ đến chuyện trong lúc hắn khổ sở thì hai tên này chạy bám theo mông đàn bà giống như hai con chó đực trung thành. Hắn chợt nhận ra là đã may áo cho người, bất mãn nói, hừ, hai người thì khư khư được lợi, còn ta thì phải nhất ý kiên trì thì đại nạn mới qua. Tứ cẩu vuốt ve, vì huynh đệ, dù có hy sinh tính mạng còn được, hà huống chỉ là hai cái thùng nước. Lôi công tử nịnh nọt nói theo, đúng rồi, hảo Hy Bình, hạnh phúc bọn ta toàn nhờ ngươi đó. Hy Bình nói, không có ta thì các ngươi không theo đuổi bọn họ được à? Lôi công tử nói, theo như ta biết, từ khi tỷ tỷ ta gặp được ngươi thì bỗng trở nên ôn nhu, nếu như tánh tình ngày trước thì sẽ tuyệt đối không cho bọn ta lại gần, hôm nay không một lần phản đối. Bất quá nếu ngươi kích nộ tỷ tỷ thì bọn ta sẽ gặp khó khăn. Tốt nhất là ngươi làm cho cô ta vui. Thì tiền đồ bọn ta sáng lạn. Lôi công tử nhìn Hy Bình, ra vẻ bi thảm nói lớn, bản công tử ta, vì ái tình của mình, không ngại bán luôn tỷ tỷ. Tứ cẩu thêm vào, người không thể thoái bước, ta khó khăn lắm mới có được một nụ cười của Lan Hoa, nếu người đắc tội với tiểu thư, sẽ lãng phí biết bao nhiêu công sức. Lôi công tử ngạc nhiên nói, Lan Hoa cười với ngươi lúc nào? Tứ cẩu nói, ồ, công tử sao chóng quên vậy, lúc ta vấp phải tảng đá. Không có ai cười, chỉ có Lan Hoa quay đầu lại nở một nụ cười, ôi, làm xương của ta mềm ra. Lôi công tử hòa vào nói, ta cũng đã nghe được Bích Nhu nói chuyện. Đã nhiều ngày rồi cô ta mới chịu nói với ta một tiếng. Ta như là được nghe âm thanh của thiên tiên. Tứ cẩu hỏi, công tử, Bích Nhu tiểu thư nói gì thế? Lôi công tử nhớ lại, cô ta nói là, người đi Quần Phương Lâu có vui không? Chính là câu nói đó. Quần Phương Lâu. Tứ cẩu thất kinh hỏi. Lôi công tử hỏi, người cũng đã đi qua. Tứ cẩu liền lắc đầu quầy quậy, không, làm gì có. Lôi công tử nói, mấy ngày trước ta nghe nói Quần Phương Lâu có một ca kỹ mới, nàng tên là Lãnh Như Băng, sắc nghệ song tuyệt. Hơn nữa theo lệ phải qua được, tam quan, thì mới được vào phòng the của nàng. Hy Bình lắng nghe đầy hứng thú, thốt tam quan. Lôi công tử nói, đệ nhất, phải biết ca hát. Hy Bình nói ngay, ca hát thì ta rất sành sỏi. Tứ cẩu cười sặc sụa, người mà hát thì chỉ có người điếc nghe. Người đúng là không biết thưởng thức cái hay cái đẹp mà. Hy Bình cảm giác lâng lâng, thập phần cao hứng, hát to lên, tay trái xuất quyền, tay phải xuất quyền. Lôi công tử cau mày nhăn nhó nói, ngừng, ngừng, ngừng. Ta lại ngươi nghe ta nói đã. Hy Bình khổ sở ngưng hát. Giọng ca của hắn đối với hai người thính giả bất đắc dĩ này là một loại âm thanh ghê rợn nghe không chịu nổi. Tứ cẩu sợ Hy Bình lại hát tiếp, vội nói, công tử kể tiếp đi. Lôi công tử thở phào, nói, đệ nhị quan, phải biết đánh đấm. Hy Bình chỉ muốn nói ta rất thích đánh đấm, tứ cẩu đã biết trước nên đưa bàn tay ra bịt miệng hắn lại lập tức. Lôi công tử kể tiếp, đệ tam quan, là tối trọng yếu, phải được nàng ta để mắt tới, nếu nàng ta không để mắt tới. Thì miễn bàn. Hy Bình kéo tay tứ cẩu xuống để thở, nhổ xuống đất một bãi nước bọt lớn, nói thối quá. Tứ cẩu hỏi, công tử có gặp được cô ta chưa? Lôi công tử than thở, còn chưa, đệ nhất quan đã trụ không được, lại còn bị Bích Nhu không lý tới ta nữa. Ai, miếng thịt béo còn chưa vào miệng thì đã bị một thân phiền não. Hy Bình và tứ cẩu cũng thở dài, cảm thấy nuối tiếc cho Lôi công tử. Hy Bình bỗng vỗ ngực nói, lần sau ta và ngươi đi chung, đại phá tam quan. Lôi công tử và tứ cẩu đồng thanh nói, ngươi. Không tin à, cứ nghe thử, Hy Bình ưỡn ngực, tằng hắng hai tiếng, thông cổ xong rồi, hát lớn, tay trái ta xuất quyền, tay phải ta xuất quyền, thêm nửa liên hoàn cước, khiến ngươi biến thành con heo mập. Là lá la. Lôi công tử và tứ cẩu bất chấp tất cả, cắm đầu bỏ chạy ra ngoài, chạy cho nhanh ra khỏi hiện trường ca sướng. Ngày thứ hai, Hy Bình tới chỗ hẹn, cố ý cầm theo một chiếc ghế dựa. Hắn nghĩ,
nếu Lôi Phượng Bảo canh cửa thì ta đã có chỗ ngồi thoải mái này rồi. Hóa ra ngược lại, hắn phải đội chiếc ghế đứng suốt một ngày, đỉnh đầu dường như đã bị ép đến phẳng lì. Ngày thứ ba, Hy Bình tới nơi tay không, Lôi Phượng sai hắn đi bắt bướm. Hắn thà chết chứ không chịu vì bắt bướm là trò chơi của lũ con gái, đường đường một trang hảo hán như hắn, lẽ nào lại nhảy nhót đuổi theo mấy con bướm. Vậy là, trang hảo hán lại trở về kiếp canh cửa. Hôm ấy, có một đôi nam nữ trung niên hình như là phu thê tới trước cửa nhà Lôi Phượng. Nhìn thấy Hy Bình, họ cười với nhau rồi bỏ đi. Hy Bình nghĩ đó chỉ là mấy người qua đường nên không chút để ý. Hai ngày vừa rồi, hắn đã quen với những người trong Viễn Dương Tiêu Cục tới nhòm ngó, đôi vợ chồng già này có cười hắn thì cũng thầm tháp gì. Sau khi Hy Bình dũng cảm đứng lên tranh giành cao thấp, Lôi Long Tứ Cẩu vẫn chạy miết theo ái tình của hai gã. Vướng vào tơ nhện của tình ái, Tứ Cẩu trở thành như kẻ mộng du, đi đường chỉ chuyên vấp đá, lúc không có đá thì chân nọ vướng chân kia, có khi nhìn thấy hòn đá trên đường còn cố tình chạy tới đá bay đi để sau đó hét lên một tiếng ái, rồi ngã sóng xoài xuống đất. Mấy lần đầu Lan Hoa còn ngoái lại lườm nguýt, nhưng sau đó nghe thấy tiếng ái thì thậm chí còn bỏ mặc gã chạy bay về phía trước, sợ rằng cái nữ quán quân gục ngã ở phía sau không cẩn thận lại ngã vào lưng nàng. Lôi Long thì khác, suốt cả ngày chỉ xin lỗi cầu khẩn. Bích Nhu, ta biết ta sai rồi, nàng hãy tha thứ cho ta một lần đi, từ nay về sau ta không dám nữa đâu. Bích Nhu, nàng hãy chửi ta đi, đánh ta đi nhưng mong nàng chớ có dửng dưng như vậy. Trời ạ! Nàng rốt cuộc còn muốn ta như thế nào nữa đây? Đại loại như vậy. Mỗi một ngày hắn lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Nói rồi lại nghỉ, nghỉ rồi lại nói, thỉnh thoảng lại buột miệng một câu. Bích Nhu, ta khát lắm rồi, cho ta đi uống nước đã. Sống chết cứ đan xen nhau như thế, một bên là Hy Bình đã đứng vững, một bên là Lôi Long và Tứ Cẩu đang chạy trốn thực tại. Thời gian vùn vụt trôi, thấm thoát đã nửa tháng trời. Hy Bình đứng trước cửa nhà Lôi Phượng tựa như cái cây trong bức tranh phong cảnh, người nhà Viễn Dương Tiêu Cục đã quen không thèm để ý đến hắn, chỉ Lũ A Hoàn mỗi khi ngang qua là còn liếc trộm khuôn mặt tuấn tú, khúc khích cười rồi mới bỏ đi. Vào buổi trưa, một lão già đầu tóc bạc trắng xuất hiện. Khi ông già tới trước mặt Hy Bình, hắn có chút chột dạ bởi vẻ uy nghiêm lộ trên khuôn mặt. Đôi mắt sáng quắc sục sạo một lúc lâu trên người Hy Bình, dần dần lộ nụ cười ưng ý. Hy Bình nghĩ, ông lão này có điên hay không vậy, đến đây chỉ để nhìn ta hay sao? Hắn thốt lời bất bình, này, lão già kia, ông định làm cái trò gì hử? Ông già cười khà khà, tiểu huynh đệ là Hoàng Hy Bình phải không? Thì ra người chỉ đấm một quả đánh khuỵu con ngựa của Lôi Phượng chính là ngươi đấy hả? Trong lòng Hy Bình tức thời kiêu hãnh tràn trề, giơ nắm đấm về phía trước mặt ông già, nói, ông nhìn đi. Lẽ nào lại không phải? Hoàng Hy Bình. Người định làm gì ra ra ta vậy? Hy Bình nghe câu nói biết là Lôi Phượng cùng cả bọn đang tới, lẩm bẩm, thì ra cái ông già này là Lôi Chiến, đúng là rắc rối. Lôi Chiến nhìn Lôi Phượng lại gần, mỉm cười từ hòa, Phượng Nhi, cháu đã về đấy ư. Chú nhóc này quả không tồi, lại còn muốn cho ta xem nắm đấm của mình. Đúng là rất cứng cỏi. Lôi Phượng gục đầu vào lòng lão, lẩm bẩm, ra ra à, kẻ hư đốn kia chưa làm điều gì thất lễ với ông chứ. Lôi Chiến cười hà hà, chưa làm gì cả, hắn rất có lễ. Ông thích cậu ta lắm, Phượng Nhi đi theo ông, có chuyện này ông muốn nói với cháu. Lôi Phượng ngoan ngoãn vâng dạ, đoạn đi theo Lôi Chiến vào nhà. Lôi Long và Tứ Cẩu thấy hai người đã khuất mới đến gần Hy Bình hỏi chuyện. Bích Nhu và Lan Hoa thừa cơ lẻn ngay vào phòng Lôi Phượng khóa trái cửa lại. Hai gã Lôi Long Tứ Cẩu chỉ còn biết tiếp tục tán chuyện với Hy Bình. Ba gã rằng có trước cửa nhà Lôi Phượng mãi đến bữa tối mới vào trong nhà. Tinh sương hôm sau, Lôi Phượng đề nghị đi săn, ai ai cũng tán thành, tiếng hô lớn nhất lại là của Hy Bình. Bắt bướm là việc có chết hắn cũng không làm, nhưng đối với đi săn thì hắn hào hứng hơn nhặt được của. Nào ngờ Lôi Phượng gạt phắt, bắt hắn ở nhà. Hy Bình buồn tủi cầu xin, chẳng còn chút nào tôn nghiêm của một đấng nam nhi. Ban đầu Lôi Phượng còn cứng rắn, Hy Bình cầu xin mãi. Giết rồi nàng cũng đồng ý với một điều kiện. Chưa đợi nói ra điều kiện là gì, hắn đồng ý ngay tắp lự. Sau khi Lôi Phượng mở miệng hắn mới hối hận, nhưng đã muộn mất rồi. Thì ra, Lôi Phượng không cho hắn cưỡi ngựa mà phải ôm một thùng tên chạy theo phía sau,
song lại không được tụt hậu bởi khi Lôi Phượng cần tên thì hắn phải có mặt ngay đưa tên vào tay nàng. Hy Bình không thể rút lời chỉ còn biết chấp nhận. Suốt cả một ngày, hắn hộc tốc đuổi theo 5 con ngựa. Tuy có lúc tụt mãi phía sau nhưng chỉ lát sau đã đuổi kịp theo, có điều là mũi mồm đua nhau thở. Cả 5 người đều rất đỗi ngạc nhiên với sự dẻo dai của đôi chân Hy Bình, chưa chút luyện tập khinh công mà đuổi kịp theo ngựa chạy, quả là chưa nghe ai nói tới. Và điều không ngờ hơn nữa là suốt cả ngày họ không hề bắn được một con vật nào. Lôi Long và Tứ Cẩu dốc lòng tiếp cận Ái Tình, không còn để tâm tới một hứng thú nào khác, còn ba thiếu nữ thì dường như chỉ muốn thả mình giữa thiên nhiên, nhìn cái gì cũng hoa tay múa chân bàn tán, cái này đẹp quá để lại hôm sau còn ngắm, cái kia không thích bắn chết nó đi không tha. Cuối cùng cả Bích Nhu và Lan Hoa đều cảm thấy cung tên vướng nặng nên dồn hết cho Lôi Long Tứ Cẩu. Hy Bình từ phía sau đuổi lên, Lôi Phượng cũng học theo hai nàng kia, quẳng cung tên cho Hy Bình không bắn nữa. Thế là Hy Bình như vớ được vàng, suốt đường đi thấy gì bắn nấy, bắn hết tên trong tay mà chẳng trúng nổi vật gì. Hắn vui như mở cờ trong bụng, lấy cả tên của Lôi Long Tứ Cẩu bắn tiếp mà trượt mãi vẫn hoàn trượt, tức quá kéo cung buông bừa một mũi, nào ngờ trúng ngay con sóc đang ngủ trên cây thông. Ngày hôm sau, Hy Bình vừa ngủ dậy định tới chỗ Lôi Phượng thì bị Lôi Long gọi giật lại, bảo ra ra gã muốn gặp mặt. Hy Bình theo Lôi Long đi vào mật thất tiêu cục gặp Lôi Chiến. Lôi Chiến xua Lôi Long ra ngoài, đoạn đóng chặt cửa mật thất cười với Hy Bình, cậu nhỏ, có biết lão đây gọi cậu đến làm gì không? Hy Bình nghĩ bụng, đồ rắc rối. Ta có phải là con giun trong bụng ông đâu mà biết ông nghĩ cái quái gì? Rõ là lắm lời, nghĩ như vậy, nhưng mồm hắn lại nói khác, lão Tiêu đầu à, có việc gì cần tôi giúp phải không? Lôi Chiến cười khà, chớ gọi ta là lão Tiêu đầu, hãy như Phương Nhi và Long Nhi gọi ta là Gia Gia đi được không? Hy Bình đáp ngay, vâng, Gia Gia. Lôi Chiến đắc ý cười đến nhắm tít mắt, Bình Nhi à, Gia Gia cho cháu xem một vật. Đoạn lão lôi từ giá binh khí xuống một thanh đao còn để trong vỏ, dài chừng 1 thước 3 trao cho Hy Bình. Hy Bình đưa hai tay đỡ, suýt nữa đánh rơi xuống đất. Thanh đao phải nặng cỡ 70-80 cân. Lôi Chiến ra lệnh, rút đao ra xem. Hy Bình nghe lời rút đao khỏi vỏ, thân đao màu đỏ sẫm rất dày, lưỡi đao có chỗ đã cùn. Toàn bộ thanh đao khiến người ta có cảm giác, ngoài vẻ chân phương của nó ra thì chẳng có gì kỳ lạ. Hắn không hiểu Lôi Chiến cho hắn xem thanh đao nặng nề cũ kỹ này với dụng ý gì. Lôi Chiến đoán được ý Hy Bình mới kể như nhớ lại. Sau khi thanh đao này ra đời hơn 80 năm trước, lập tức trở thành độc bá võ lâm. Cha ta Lôi Liệt đã dựa vào nó sáng tạo ra Lôi Kiếp Thần đao dựng nên cơ nghiệp Viễn Dương Tiêu Cục. Cha ta mang đao chu du thiên hạ, không một kẻ nào dám so tài. Ai, uy danh xưa nay còn đâu? Sau khi cha ta mất, cái tên Viễn Dương Tiêu Cục nổi tiếng giang hồ cứ mai một dần. Ngoài cha ta ra, không một ai trong Lôi gia có thể luyện được Lôi Kiếp Thần đao, không ai sử dụng được thanh đao này cả. Cháu biết vì sao không? Hy Bình lắc đầu, Lôi Chiến tiếp tục kể. Thanh đao này dài 1 thước 35, thân đao dài 1 thước 05, chuôi đao dài 3 tấc, chỗ rộng nhất lưỡi đao là 2 tấc 3, đao nặng 87 cân. Người thường cầm bằng một tay cũng là quá khó khăn rồi, chưa nói gì tới sử gia chiêu thức. Cho dù là kẻ sức vóc trời ban cũng khó lòng dùng nó trong vài chục hiệp. Lão thở dài một hơi, đoạn ho khe khẽ lấy giọng, muốn phát huy được uy lực của thanh đao này, cần phải học cho được hỏa diệm chân không, tiếp đó bồi thêm Lôi Kiếp Thần đao và thiểm điện chi túc thì mới có thể đại công cáo thành. Đã 80 năm nay, ngoài cha ta Lôi Kiệt, không một ai khác có thể dùng nó thi triển được Lôi Kiếp Thần đao cả. Lão hạ giọng nói tiếp, người tập luyện được hỏa diệm chân không nhất định phải là người công lực thuần dương. Không những thế còn cần đôi chân hết sức dẻo dai mới có thể dùng thiểm điện chi túc sử ra Lôi Kiếp Thần đao mạnh tựa sấm sét. Hy Bình con một quả đấm đánh ngã con ngựa của Phượng Nhi, đúng là người sinh ra để luyện đao này. Hôm qua Phượng Nhi bắt con chạy theo ngựa suốt cả một ngày chính là vì ta muốn xem cước lực con dẻo dai đến mức nào. Hy Bình nói to, ra ra, như vậy chuyện đi săn là chủ ý của ông. Lôi Chiến hơi đỏ mặt, gật đầu. Phụ thân ta bảo, đao pháp này là tổng thể của 4 loại võ công hỏa diệm chân không, Lôi Kiếp Thần đao, thiểm điện chi túc và liệt dương chân đao, không thể thiếu bất kỳ một loại nào. Lôi Kiếp Thần đao là đao pháp nhất khứ vô hồi, sức mạnh không gì sánh nổi, mỗi khi ra tay chỉ có đánh đến cùng, cho nên đao này chỉ có chiêu công, tấn công liên tục không ngừng. Thiểm điện chi túc là bộ pháp khi sử đao, đương nhiên cũng có thể được coi là phép khinh công.
Thay mặt Lôi gia, ta trao thanh đao cùng với đao pháp cho cháu, mong cháu lấy lại thần uy cho Lôi Kiếp thần đẹp. Hy Bình tươi tỉnh, ra ra, ông định truyền lại võ công này cho cháu ư? Lôi Chiến cười khà, khi cháu vừa tới tiêu cục ta đã chú ý đến cháu rồi. Cha mẹ của Phượng Nhi và Long Nhi đều rất vừa ý, xem cháu là rể tốt. Bình Nhi, cái phúc của cháu rõ là lớn quá. Hy Bình nhớ lại, chợt hiểu ra cha mẹ Lôi Phượng và Lôi Long chính là hai người tới nhìn mặt hắn vào ngày thứ ba, chính là Lôi Dũng và Hoàng Tử Hà. Lôi Chiến lại nói, đao pháp này tuy ta không luyện được nhưng mọi chiêu thức đều đã thuộc lòng. Bình Nhi, hãy trả lại đao cho ông. Lôi Chiến lấy lại thanh đao từ tay Hy Bình, hai chân mở ngang vai, tay trái nắm vỏ đao để ngang sườn, tay phải nắm đao, lưỡi đao hướng ra sau, mũi đao kiên định chĩa về phía xa, nghiêm giọng. Đây chính là hồn của đao. Đoạn lão đặt vỏ đao xuống đất, hai tay nắm chặt chuôi đao, lưỡi sắc hướng xuống, mũi đao chĩa lên trời, nói. Đây là phách của đao. Hy Bình tựa như bị kích động, hét to. Cái gì, đây là đao pháp vô địch, ra ra, không phải ông đang đùa cháu đấy chứ. Lôi Chiến lắc đầu. Cháu ngốc ơi, ta già đã 70-80 rồi lẽ nào lại đùa với cháu. Đừng nói là cháu kinh ngạc, chính ta cũng chẳng hiểu là gì nữa. Phụ thân dạy ta như thế, ta chỉ biết truyền nguyên văn lại cho cháu thôi. Bây giờ đến các bài quyết hỏa diệm chân kinh và thiểm điện chi túc. Đợi khi Hy Bình đã học thuộc kinh quyết, Lôi Chiến mới cho nghỉ tí chút. Lão nhún vai, nhiệm vụ của ta đã xong, sau này sẽ là tự cháu phần đấu. Từ nay cháu chính thức gia nhập võ lâm, là nhân tài trong giang hồ, nhất định phải đem uy danh thần đao viễn dương tiêu cục làm cho rạng rỡ. Hy Bình trợn mắt, tức là dựa vào đao pháp nát bét này. Lôi Chiến nổi giận, thằng nhỏ thúi kia, cái gì là đao pháp nát bét hử? Đây là đao pháp vô địch, cấm không được lười biếng. Hy Bình thở dài, được rồi ra ra, vô địch thì vô địch. Lôi Chiến vui vẻ, như thế còn được, đời này chúng ta đem võ công tiêu cục viễn dương gửi gắm cả vào Phượng Nhi. Con bé đã luyện được kiếm pháp cuồng phong bạo vũ mẹ nó truyền lại. Còn Long Nhi thì đã luyện được kiếm pháp du long ngang ngửa với chị nó. Bạn cháu là tứ cẩu vẫn còn kém đôi chút, ngày mai gọi nó tới ta truyền cho hai bài bá vương thương và oanh thiên trường. Để các cháu tạo nên đội quân chủ lực của viễn dương tiêu cục thanh thế lừng lẫy. Lôi Chiến phấn khích nói một hồi, tiếng oang oang tựa chuông đồng. Thời gian còn lại trong ngày, Hy Bình thoát khỏi móng vuốt của Lôi Phượng, cùng Lôi Long, tứ cẩu cặp kè bên nhau tập luyện. Thời giờ trôi nhanh theo những thế võ, chẳng mấy chốc lại nửa tháng nữa qua đi. Một hôm, Hy Bình đang say sưa giấc mộng thì tứ cẩu vào phòng gọi toáng lên. Này, Hy Bình, đi luyện công đi. Hy Bình trở mình, trùm kín chăn lên đầu ngủ tiếp. Tứ cẩu tiếp tục gọi. Mau lên, dậy đi. Hy Bình hé vội chăn ra, lầu bầu. Ăn phải cái gì mà mới sáng ra đã quang quác lên thế? Hôm nay dù Ngọc Hoàng lão tử xuống đây ta cũng không luyện nữa. Con bà nó, luyện đi luyện lại chẳng thấy khá hơn chút nào, thế mà cứ luôn mồm đao pháp vô địch. Vô địch cái con khỉ, suốt ngày cầm cây đao nát đứng im chẳng khác nào thằng ngố. Người có thích thì đi mà luyện, hôm nay ta phải ngủ bù. Tứ cẩu chẳng còn cách nào khác, lau bầu mấy câu rồi bỏ đi, một lát sau lại cùng Lôi Long trở vào. Lôi Long lay vai Hy Bình, huynh không luyện công cũng được, muốn cùng chúng ta đi tìm chỗ vui chơi không? Hai mắt Hy Bình sáng rực lên nhưng miệng vẫn cằn nhằn, các ngươi tính hại ta chắc. Không đi. Tứ cẩu dỗ dành, đại huynh, nếu không thì cùng di dạo phố vậy. Chúng ta cũng đã lâu rồi chưa ra phố. Hy Bình vươn vai ngồi dậy, vừa mặc áo vừa nói, phải lắm, đi dạo phố thôi. Chẳng phải đệ bảo ở quần phương lâu có một mỹ nhân mới tới là gì. Chúng ta tới đó kiếm cô nàng xem thử, thế nào? Lôi Long và tứ cẩu đều tỏ vẻ khó xử. Tứ cẩu ngắc ngứ nói, nếu Lan Hoa mà biết được thì đệ đây xong đời rồi. Lôi Long thậm chí còn tái mét mặt, lần trước Bích Nhu đã không thèm nhìn mặt đệ. Hy Bình gắt toáng lên. Các ngươi lẩm bẩm cái quái gì vậy? Đã bảo rồi, đấng trượng phu hảo hán sợ gì phận nữ nhi. Có chuyện gì Hoàng Hy Bình ta khắc chịu hết, cứ bảo là ta kéo đi, các đệ chỉ theo xem được rồi, xong chưa? Đi thôi, chớ có bàn lùi. Hôm nay đã nói là làm, ai không đi thì từ nay khỏi huynh đệ đệ gì hết. Thế là Lôi Long và tứ cẩu bị ép đến khu Lương Sơn, tháp tùng gã đại huynh đi tầm hoa. Quần phương lâu đã ở ngay trước mặt, Hy Bình chố mắt nhìn,
không ngớt trầm trồ, con bà nó, con gái nơi này đẹp quá. Ba gã xuất hiện cũng làm cho cả kỹ viện xôn xao, các nàng kỹ nữ suốt ngày phải tiếp mấy lão đầu hói bụng phệ, nay thấy ba chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú chẳng khác nào nắng hạn gặp mưa. Mấy nàng không phải kỹ nữ cũng xô cả lại, vài ca kỹ đã có khách ở bên cũng gầm ánh mắt vào ba gã, để các vị khách kia nhăn nhó như uống phải giấm. Tứ cậu đi đầu hùng hùng hổ hổ gầm lên. Đi, 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 hôm nay thiếu gia nhất định phải gặp được lãnh như băng tiểu thư. Một kỹ nữ mắt xanh mỏ đỏ ngúng nguẩy đi về phía hắn. Ôi dào, tứ cậu thì ra là người có mới nới cũ, tới đây rồi mà chẳng hỏi han gì tới nô gia. Vậy mà người ta còn nhớ mãi không quên được hắn đấy, hôm trước hắn làm cho người ta cả đêm như đang ở trên thiên đường. Nô gia muốn đêm nay miễn phí cho hắn một trận, ưng không nào. Từ cầu nhìn sang, giật bắn mình nói nhanh tiểu hồng. Hy Bình và Lôi Long dồn mắt về phía tứ cầu, đồng thanh, đệ chẳng bảo là chưa từng đến đây kia mà. Lấy đâu ra nàng tiểu hồng này? Tứ cầu đỏ mặt tía tai, xua tay, vì thế nên đệ mới sợ đến đây. Chỉ có một đêm mà ba ngày sau đệ đứng còn run chân. Tiểu hồng ngoe nguẩy đến bên, giơ hai tay túm chặt cánh tay tứ cẩu, dựa vào vai gã nũng nịu. Hôm trước hắn bảo đấy mới là lần đầu mà sao thành thạo thế. Lần này phải hoành tráng hơn nữa chứ phải không? Nào, đi vào phòng với thiếp đi. Hy Bình nhìn gương mặt ỉu xìu của tứ cẩu, bật cười khà khà thế nào. Con gà giò người bị người ta thiến mất rồi sao? Tứ cẩu thở dài không nói. Tiểu hồng chanh chua, này soái ca, huynh có phải cũng là con gà giò đang trở thiến nữa không vậy? Hy Bình giơ thanh liệt dương chân đao lên trước mặt tiểu hồng, quát. Thiến cái đầu nhà ngươi à, lại còn không buông tứ cẩu ra mau. Bọn ta đến đây là có chuyện lớn, không vô công rồi nghề trò chuyện với lũ ó nghẹo các ngươi. Biến, biến mau. Tiểu hồng bị dọa lạnh buốt sống lưng, vội vã buông tay lặng lẽ đi lên lầu. Hy Bình quay nhìn hai gã kia đắc chí. Đường thông rồi, bây giờ chúng ta đi tìm cô ả lãnh như băng. Lôi Long lắc đầu, vẫn chưa được, trước hết phải thông báo cho ma ma cái đã, sau đó phải trùng đột qua ba cửa ải liên tiếp mới có thể gặp mặt cô nàng. Hy Bình hừ nhạt, làm gì phải phiền phức thế, cứ để ta. Từ phía sau lưng ba gã chợt vọng tới một thanh âm nhã nhặn. Này cô nương, xin hãy vào trong báo cho một tiếng, rằng thi trúc sinh thiếu môn chủ địa ngục môn cầu kiến lãnh như băng tiểu thư. Cả bọn Hy Bình vội ngoái đầu lại, một thanh niên chừng 27-28 tuổi đã đến sau lưng họ tự bao giờ, hình dong tuấn tú khôi ngô, khí phách xung thiên chẳng kém gì ba gã. Hy Bình nhìn gã thanh niên không chút thiện cảm, tứ cẩu với Lôi Long cũng tỏ vẻ khó chịu không kém. Lôi Long báo cho quy công của kỹ viện ý định của ba gã. Quy công đi về căn phòng bên trái, nơi treo một tấm rèm lộng lẫy, một lúc sau đi ra nói với Lôi Long, tiểu thư như băng muốn biết ba vị từ đâu tới đây. Và tới làm gì? Hy Bình nổi nóng quát lên, làm nhảm cái gì đấy? Ba chúng ta là một, bọn ta đến đây, không phải là để nhìn xem cô nàng hình dáng thế nào ư? Vào ngay, báo là bọn ta sắp tới. Quy công xám mặt vội vã chạy vào, Hy Bình vẫy tay ra hiệu hai gã kia bám theo ngay. Trên chiếc ghế giữa phòng có một nữ nhân đang ngồi, mạng che kín mít không thể nhận ra tuổi tác dung mạo, nhưng nhìn thân hình có thể đoán nàng là một thiếu nữ còn rất trẻ. Phía sau nàng là bảy cô gái đứng thành hàng ngang, có vẻ như ca kỹ phụ họa. Người giàu kinh nghiệm có thể nhìn thấy ngay chiếc rèm tao nhã ở cửa hóa ra được thiết kế rất đặc biệt, bên trong có thể quan sát được bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể thấy gì bên trong. Thiếu nữ đeo mạng vì thế đã nhìn nghe thấy hết những lời của Hy Bình, mới bực dọc hỏi nữ nhân đứng cạnh, Vân Điệp, kẻ kia lai lịch thế nào. Bảy ca nữ sớm đã nhận ra Hy Bình và tứ cẩu, có điều tình thế hiện tại không tiện ra mặt mà thôi. Nếu không thì cả bảy cô đã sớm chạy ra tay bắt mặt mừng nhận nhau rồi. Vân Điệp nói, bẩm công chúa, ba người đó đều đến từ Viễn Dương Tiêu Cục. Người đứng giữa tên gọi là Hy Bình, gã bên trái là Tứ Cẩu, bên phải là thiếu gia Lôi Long của Tiêu Cục. Theo tin tức của bọn muội thì Hy Bình không biết tí võ công nào, Tứ Cẩu võ công cũng chỉ làng nhàng, Lôi Long cũng chẳng khá hơn. Muội chỉ biết đến thế thôi. Lúc này Quy Công mới bước đến trước thiếu nữ gọi là công chúa đó. Bẩm báo tiểu thư. Bọn chúng. Công chúa không đợi Quy Công nói hết đã khoát tay, cho phép bọn chúng. Nào, ra đi. Quy Công dõng dạc tuyên bố. Cửa ải thứ nhất, xin mời các vị khách quan hát một bài tình ca cho tiểu thư như băng nghe. Nếu tiểu thư thích thì mới được đi tiếp.
Thi công tử, xin mời người bắt đầu trước. Hy Bình ngược lại cho rằng mình nên thử trước, đang toan kiến nghị thì tứ cậu chặn lại nói, muốn mất mặt thì cũng không cần phải vội vã, huynh làm gì biết hát. Thi Trúc Sinh nói với ba hầu cận sau lưng, Tam Kiệt, Tấu Nhạc. Ba tên hầu cận kẻ tỉ bà, người thổi tiêu, kẻ thập lục cùng Tấu Nhạc lên. Thi Trúc Sinh theo điệu nhạc bắt đầu cất tiếng hát, giai điệu du dương, ngọt ngào đượm chất thê lương. Y hát xong, rất nhiều ca kỹ nhìn y tỏ vẻ si mê, khóe mắt long lanh rướm lệ. Thi Trúc Sinh vòng tay về phía căn phòng bên trái, nhẹ nhàng nói, lãnh cô nương, tại hạ may không nhục mệnh. Những chàng pháo tay không ngớt vang lên, chỉ có Hy Bình là sầm mặt xuống, quay sang hỏi tứ cẩu, hắn ta hát cái quái gì vậy? Tứ cẩu lắc đầu quầy quậy. Lôi Long thay hắn trả lời, đó là bài Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Chúng ta về thôi chứ. Hy Bình trừng mắt, về là về thế nào? Lão tử là quyền vương kiêm ca thần ở làng, sợ gì lũ ngựa con háu đá. Nào hãy nghe bài ca muội muội của ta. Tứ cẩu, nổi nhạc lên. Tứ cẩu nhún vai giang hai tay, làm gì có nhạc cụ. Hy Bình gõ cồm cộp vào đầu tứ cẩu, ngốc lắm, không có thì đi mượn. Thi Trúc Sinh nhìn hắn cười giễu, có cần ta đi mượn hộ ngươi không? Hy Bình bực tức thóa mạ, mượn hộ cái đầu ngươi ấy. Cút vào chuồng xí cho ta, đồ đáng ghét. Tứ cẩu nói với Quy Công, làm phiền ngươi cho ta mượn một thùng sắt, một mâm sắt và cả đôi đũa to nữa. Mọi người quanh đó, chỉ trừ Hy Bình và tứ cẩu, tất thảy đều trố mắt nhìn nhau, tại sao hát lại cần những thứ đó. Bên trong phòng công chúa cũng hỏi, bọn chúng tính làm trò gì vậy? Vân Điệp trả lời, dạ cái đó muội cũng không rõ, bọn họ quả thực rất kỳ quặc, đặc biệt là Hoàng Hy Bình, thật khiến người ta khó hiểu. Công chúa nhìn Vân Điệp, xem ra muội rất hiểu bọn chúng. Vân Điệp đáp, thưa vâng, trước đây không lâu bọn muội có qua lại với họ một lần. Công chúa ngỡ ngàng, tất cả các muội và hai người bọn họ. Nàng không ngờ Hoàng Hy Bình và tứ cẩu lại có thể lấy 2 chống 7, cùng đám ca nữ của mình vui thú ái ân. Vân Điệp trả lời, Hy Bình sau khi khiến 6 người bọn muội mệt lử mà vẫn còn mạnh như hùm như hổ, không đuối sức chút nào. Lúc vui thú với hắn bọn muội đã ngầm kiểm tra kinh mạch, không mảy may phát hiện hắn có võ công. Hắn quả là một nam tử mạnh mẽ trời ban. Công chúa lắc đầu, chả trách mấy hôm rồi các muội lại thẫn thờ như thế, thì ra là đã động chân tình. Hừ, chả biết trên giường hắn thế nào nhưng vẻ ngoài trông cũng được. Có điều hắn cư xử ngông nghênh quá. Thật là đáng ghét. Thất Hồ Điệp nghĩ thầm, công chúa thì đàn ông nào chẳng ghét, cứ thử một lần rồi xem. 8 nữ nhân lại chăm chú nhìn ra ngoài, tứ cẩu đang mang về mấy thứ hắn cần, bèn ngồi lên một chiếc bàn trống, úp mâm lên bàn, dựng ngược thùng trên đất, hai tay mỗi bên cầm một chiếc đũa gõ vào đáy mâm, chân trái dẫm xuống sàn, chân phải nhấc lên gõ nhịp đáy thùng, sau đó nhìn Hy Bình nói. Thế này cũng tuyệt lắm rồi. Cả kỹ viện rộ lên một trận cười, cả công chúa cũng không nén nổi bưng miệng thốt lên, trò hề. Thất Hồ Điệp bưng bụng cười ngặt nghẽo, Lôi Long nhìn tứ cẩu nói. Này tứ cẩu, huynh học được trò này từ bao giờ vậy? Tứ cẩu cười gượng. Mỗi khi hắn thắng trận đều ép bọn ta phải tấu nhạc kiểu này, còn hắn thì ca hát ăn mừng thắng lợi. Dần ra cả làng ta không có tên nào là không biết trò này cả. Hy Bình gào lên ngắt lời. Tất cả yên lặng. Bản nhân vô cùng cảm kích thịnh tình của các vị, nhưng xin trước hết đừng kích động, chờ sau khi bản nhân hát xong các vị sẽ tha hồ được vỗ tay tán thưởng. Tứ cẩu, nổi nhạc. Tứ cẩu làu bào, bài nào trước? Hy Bình khoát tay, bước lên một bước, dõng dạc, bài Hồ Điệp bay, tấu đi. Tứ cẩu tay gõ chân dập hết sức thành thạo, làm cho mâm sắt, thùng sắt và chiếc bàn phát ra những âm thanh nhịp nhàng vui tai, quả thật rất có phong độ nhạc công. Khuôn mặt tất cả chúng nhân trong kỹ viện đều tỏ vẻ kinh ngạc. Hy Bình rất đỗi đắc ý, bởi xưa nay chưa lúc nào hắn có đội ngũ thính giả đông như lúc này, mà lại còn là tự nguyện đến xem hắn biểu diễn. Hắn bèn nhất quyết trổ hết tài năng âm nhạc để đáp lại tấm lòng bạn tri âm. Hy Bình ưỡn ngực, e hèm 2 lần lấy giọng đoạn cất cao lời ca. Hồ Điệp, gió thổi, Hồ Điệp bay, bay khỏi lùm cây hoa, bay lên trời cao. Bay vào trong giấc mộng muội muội của ta. Muội muội, muội muội, xấu hổ đáp lời, muội đẹp quá, như hoa mùa xuân nở, đẹp khiến người ta yêu, đẹp tựa đứa bé trong lòng mẹ. Mama, mama, mama à, mama à, mama cười, cười chảy nước mắt nhung nhớ, cười cho ngàn vạn năm tình yêu,
cười để cho muội muội mong ca ca về. Mong ca ca về, mong ca ca về, muội muội à, muội là tình yêu đầu tiên, dù hôm nay hay mãi mãi về sau, ca ca muội muội sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp, chúng ta không thể chia lìa, không thể xa rời. Hy Bình hát xong, tứ cẩu gõ mạnh mấy nhịp, đoạn ném đũa lên bàn, vỗ tay hoan hô lia lịa. Hy Bình cũng hưng phần vỗ tay, không quên đảo mắt tứ phía, dõng dạc, xin hãy hoan hô mạnh lên. Mọi người trong phòng đều há hốc mồm ngỡ ngàng, có người lấy nắp cốc rượu bịt lỗ tai, điều này Hy Bình quả thực không ngờ tới. Cả một phòng khách lớn duy chỉ có Hy Bình và tứ cẩu vỗ tay lia lịa mà thôi. Lôi Long chau mày, tứ cẩu, thế mà huynh cũng có thể vỗ tay khen hay sao? Tứ cẩu vừa vỗ tay vừa nói. Đây là bị ép mà làm thôi, năm xưa huynh ấy không chỉ bắt bọn ta tấu nhạc mà sau khi hát xong còn bắt bọn ta phải vỗ tay, không ngờ bây giờ lại trở thành thói quen không bỏ được. Thế nhưng giờ nhớ lại chuyện những ngày đó sao lại cảm thấy rất hay ho. Ta tấu nhạc, huynh hát vang, có gì còn tuyệt vời hơn thế không chứ? Đây đâu thể gọi là mèo khen mèo dài đuôi. Nào, huynh cũng vỗ tay đi. Lôi Long thầm nghĩ, hai người này tâm tính giống y như nhau, da mặt dày cũng không thể so hơn kém. Ôi, thật là hết thuốc chữa rồi. Chẳng lẽ bất cứ người quê nào cũng có tâm tính giống hệt hai người bọn họ sao, thật là đau đầu. Hy Bình vừa vỗ tay vừa nói to, các vị, hãy tỉnh lại đi. Xin đừng quá ngất ngây bởi lời ca tuyệt vời của ta. Hãy chứng tỏ thịnh tình, đứng ngồi ngây ra nữa, vỗ tay mạnh lên nào. Nói mãi mà cả phòng khách rộng lớn vẫn chỉ có hai gã vỗ tay mà thôi, tựa như tiếng xì hơi vừa thối vừa dài khiến người ta phải vội vàng bịt mũi. Trong phòng, công chúa lạnh lùng nói, hai kẻ kia có phải là bị bệnh không vậy? Hồ Điệp Thất Cơ vẫn ngồi trên nền nhà cười ngặt nghẽo không dứt. Quy công đi vào, công chúa phẩy tay nói với hắn. Kẻ kia hát quả thực là khó nghe, nhưng trong lời bài ca lại có từ Hồ Điệp, coi như hòa. Ngươi hãy để cho hai bên tỉ thí võ công, để cho Thi Trúc Sinh dạy cho hai gã mặt dày kia một bài học. Vân Điệp hốt hoảng, xin công chúa đừng làm vậy. Họ đều không biết võ nghệ, e rằng sẽ bị Thi Trúc Sinh đánh chết mất. Công chúa cười nhạt, thứ đồ vô lại bọn chúng chết đi chẳng phải là tốt hơn sao? Quy công lĩnh ý, ra ngoài hô to. Cửa thứ nhất, hai bên đều vượt qua. Giờ đến cửa thứ hai, lý ra bọn ta cử một người ra tỉ thí với các ngươi. Nhưng do hôm nay có hai bên đến ứng thí, vậy mời hai bên tỉ thí với nhau phân thắng bại. Ai thắng mới có tư cách vượt cửa thứ ba. Hy Bình đắc ý nói với Lôi Long, đã nhìn thấy gì chưa? Lời ca của ta đã đánh động được con tim mỹ nhân. Đợi ta đánh gãy giò tên mặt trắng kia là ta sẽ sở hữu được người đẹp. Trong phòng, công chúa tức giận hừng một tiếng, hai hàng lông mày trao tít lại khi nghe những lời vô lại của gã. Hồ Điệp Thất Cơ không ngớt thở dài, oan gia ơi. Thi Trúc Sinh cũng tức giận trừng mắt, chớ vội nằm mộng giữa ban ngày. Trước hết hãy qua được cửa của ta rồi hắng về ôm mộng đẹp xuân thu. Hy Bình cười khẩy, muốn đánh nhau hử, tiểu tử nhà ngươi đừng có hối hận đấy. Nói đoạn, toàn xông lên ngay sống mái với Thi Trúc Sinh một phen, nhưng tứ cẩu vội giơ tay ngăn lại, huynh hãy để công tử tiên phong đi. Thế là Lôi Long với Thi Trúc Sinh bắt đầu tỉ thí với nhau trong đại sảnh. Trong phòng, công chúa thầm nhủ. May cho Hy Bình tiểu tử không phải đánh nhau với gã họ Thi, còn Hồ Điệp Thất Cơ thì trong lòng như chút được gánh nặng, vui sướng khi tiểu oan gia không phải tham chiến. Hai người ngoài sảnh lúc đó đang thủ thế gầm ghè, Lôi Long dáng người cao lớn, đứng sừng sững giữa phòng, tay phải cầm kiếm, tà áo tung bay, dáng vẻ phong lưu tự tại, miệng mỉm cười nhìn đối thủ. Khuôn mặt Thi Trúc Sinh lại đen như sắt, hai mắt sâu hóm, toàn thân phát ra lãnh khí khiến gian phòng dường như đông cứng lại. Bỗng nhiên, Lôi Long như một con rồng lao vút lên không, hai chân Thi Trúc Sinh cũng rời mặt đất đuổi theo công kích. Hai đối thủ trên không giao kích, ánh kiếm loang loáng ngập trời. Một tiếng ầm mạnh, hai người lại cùng xà xuống đất, cây kiếm trong tay Lôi Long chỉ còn lại một nửa. Gã tiêu nghỉu, ta thua mất rồi. Công chúa gật gù, không ngờ luyện ngục kiếm pháp của Thi Trúc Sinh lại đạt đến trình độ đó. Thật không hổ là một trong võ lâm thất công tử. Vân Điệp bào chữa, thật ra Lôi Long cũng chẳng vừa. Nếu trong tay hắn mà có bảo kiếm thì thắng bại có khi vẫn còn chưa biết. Công chúa mặt lạnh như tiền, các ngươi không biết thì đừng có lắm lời. Hy Bình thấy dáng vẻ thiểu não của Lôi Long, tức quá chửi ầm lên, đã bảo đừng có tranh. Ta nói rồi, đánh nhau với ca hát là nghề của ta,
ta mà ra tay thì thằng tiểu tử kia gặm đất con bà nó rồi. Tứ cẩu làu bào, công tử đã thua thì huynh hãy ra tay đi. Hy Bình vênh mặt, được, để đó cho ta. Trận vừa rồi không tính, ta sẽ đấu với hắn trận mới. Tứ cẩu nhìn quanh, làm thế có được không vậy? Hy Bình trợn mắt, sao lại không được? Vừa lúc đó, Quy Công lớn tiếng tuyên bố, người thắng cuộc là Thi. Hy Bình lập tức ngắt lời, không được, hắn đã đấu với ta đâu. Quy Công tức giận nhìn Hy Bình rồi sầm mặt lui xuống. Hy Bình chỉ vào mặt Thi Trúc Sinh, tiểu tử, ra đây đấu một trận với ta. Trong phòng, công chúa lắc đầu, thiên đường có lối không thèm đến, địa ngục vô nẻo lại đâm vào, tiểu tử này chết chắc rồi. Hồ Điệp Thất Cơ tái xanh mặt mày, lẩm bẩm, oan gia, sao ngươi lại cố chấp như vậy? Quy Công vào phòng có ý thỉnh thị, chưa kịp nói thì công chúa đã khoát tay, cứ để hai người bọn chúng tỉ thí. Quy Công vâng mệnh lui ra tuyên bố, tiểu thư như băng đồng ý để hai vị so tài. Nếu hoàng công tử thắng, tiểu thư sẽ xem xét cho người vào cửa ải thứ ba. Hy Bình đắc ý chỉ tay, Thi tiểu tử, mau đến đây chịu đòn. Thi Trúc Sinh đưa mắt ra hiệu cho một trong ba tên hầu cận, Nhân Kiệt, dạy cho hắn một bài học. Hy Bình ngắm Nhân Kiệt từ đầu đến chân, ném Thanh Liệt Dương chân đao cho tứ cẩu, đoạn xắn tay áo lên, nào, ra tay đi. Chúng ta tay không đấu với nhau một trận. Chúng nhân trong sảnh tưởng tượng ra ngay cảnh trẻ con đánh nhau ở nhà quê, đều cười ầm lên. Hy Bình nhằm ngay lúc ấy, tiến lên phía trước nhanh như cắt đấm vào mặt Nhân Kiệt. Nào ngờ Nhân Kiệt không phải tay vừa, bình tĩnh tránh một quyền, song trưởng cùng xuất kích thẳng vào mạn sườn hắn. Hy Bình không kịp tránh, bị Nhân Kiệt đẩy một cái bay tuốt ra xa. Lôi Long, tứ cẩu đồng thanh kêu lên kinh hãi, lao về phía Hy Bình rơi xuống. Trong phòng, công chúa lắc đầu. Chúng hợp thần trưởng của Nhân Kiệt, hoàng tiểu tử không chết cũng chỉ còn nửa mạng. Hồ Điệp Thất Cơ nước mắt giàn giụa, công chúa quay sang cười lạnh lùng, các ngươi cũng nặng tình gớm nhỉ. Hy Bình nằm sóng xoài trên đất, miệng đầy máu tươi, hai bên mạn sườn đau nhức nhối. Mắt thấy hai gương mặt bi thương cúi xuống nhìn, hắn cố chịu đau, cười méo sạch, đỡ ta dậy, chờ xem ta đánh lại hắn. Tứ cẩu thở dài, chúng ta đương nhiên phải bắt hắn trả món nợ này rồi, nhưng lần này để đệ đánh thay huynh. Hy Bình sầm mặt, đừng có bàn lùi, nếu ta không đánh gục hắn thì còn gì là mặt mũi hoàng Hy Bình này nữa. Tứ cẩu lo lắng, nhưng mà huynh. Hy Bình vỗ vỗ vai hắn, chỉ cần ta còn sức là ta không để đệ phải đánh, suy cho cùng mệnh của ta lớn hơn mệnh đệ rất nhiều. Ba huynh đệ chúng ta đã đến đây rồi, không thể không nhìn thấy người đẹp. Lại càng không thể cúp đuôi méo mặt chạy về. Ta nhất định thắng, đệ đã bao giờ thấy ta từng bại qua chưa? Đem đao cho ta. Lôi Long bảo, Hy Bình, hay là để đệ đánh hắn cho? Hy Bình nhăn mặt nói, đệ đã là bại tướng rồi, không thể đánh tiếp được, tốt nhất hãy sang bảo bọn chúng lấy binh khí ra. Ta không muốn đánh kẻ tay không tấc sắt. Lôi Long hoảng hồn, tức là huynh định dùng bộ đao pháp nát bét đó. Hy Bình hừ một tiếng, sao lại gọi là đao pháp nát bét? Thần công tổ truyền của nhà đệ mà đệ lại không hiểu được diệu chỉ trong đó à? Thôi khỏi dài dòng, mau nghe lời ta, để ta nghỉ ngơi một lát. Lôi Long đành tiến về phía bọn Thi Trúc Sinh, cất tiếng, Thi công tử hãy cử một người mang theo binh khí, đại huynh của ta không muốn đánh kẻ tay không tấc sắt. Nhân Kiệt cười mỉa mai, ta tay không đã khiến cho hắn nằm một đống, bây giờ dùng binh khí, hắn định đi tìm chết à? Thi Trúc Sinh bình thản quay sang gã tùy tùng cao kiều, Địa Kiệt, người lĩnh giáo hoàng công tử đi. Địa Kiệt rút thanh thiết trường côn cây côn dài bằng sắt sau lưng tiến về phía trước, đôi mắt ẩn sau hàng lông mày rậm rạp lạnh lùng liếc xuống Hy Bình đang nhắm nghiền mắt nằm dài trên đất như một xác chết. Công chúa trong phòng khẽ gật gù, tiểu tử này cũng không đến nỗi, chịu một chiêu hợp thần trưởng toàn lực mà không chết, lại vẫn còn muốn khiêu chiến với hợp thần côn của Địa Kiệt. Lần này xem hắn ta có gượng dậy nổi không? Thất Cơ đang gạt nước mắt cười khi thấy Hy Bình chưa chết, nghe chủ nhân nói vậy lại tu lên khóc. Đúng là không thể hiểu nổi nữ nhân, phút trước vừa khóc, giây sau lại cười, cười chưa xong đã lại khóc rưng rức. Công chúa ngạc nhiên liếc qua đám Thất Cơ, lắc đầu ngán ngẩm rồi nhìn ra đại sảnh, khuôn mặt thoát trở nên kinh ngạc. Thì ra Hy Bình đã chống tay gượng dậy đối mặt với Địa Kiệt. Địa Kiệt vẫn lạnh lùng nhìn đối thủ, cây côn sắt trong tay trông nhẹ như đồ chơi. Hy Bình đón Liệt Dương chân đao từ tay tứ cẩu, tay trái cầm vỏ đao ốp vào mạn sườn, tay phải cầm đao, chuôi đao chếch về phía sau.
Tứ cẩu nhìn động tác này đã hàng trăm lần, chẳng thấy có gì khác lạ, đang định lắc đầu thất vọng, chợt há miệng kinh ngạc. Nguyên lai, một nụ cười mỉm kỳ quái bỗng nở trên môi Hy Bình. Trong ký ức của Tứ cẩu, mỗi khi Hy Bình mỉm cười như vậy, tuyệt không bao giờ hắn thua trận. Tứ cẩu biết điều này từ lâu nhưng không giải thích nổi, nụ cười đó quả thực có chút gì đó ma quỷ, khiến người ta không rét mà run. Địa Kiệt chợt cảm giác có một sức mạnh lạ lùng đè xuống ngực, tim giật thót, thần sắc cứng lại, cây côn trong tay cũng chĩu xuống một ít. Vóc người vạm vỡ cao lớn của Hy Bình đã đứng thẳng sừng sững giữa đại sảnh, khuôn mặt tuấn tú tỏa ra hào quang kỳ dị khiến cả tám nữ nhân trong phòng đều cảm thấy, đang đối mặt với Địa Kiệt đây không phải là gã thiếu niên rũ rượi lúc nãy, mà là một con quỷ trong bộ lốt Hy Bình. Liệt Dương chân đao chợt lập lòe tỏa sáng, ánh sáng đỏ sẫm như ngọn hỏa diệm sơn ánh lên bập bùng. Đúng lúc đó, Hy Bình quát lên một tiếng vang trời, nhanh như điện ập tới trước mặt Địa Kiệt, đao quang trong tay lóe lên như ánh chớp khiến tất cả mọi người bất giác đưa tay lên che mắt, đao phong ầm ào như sấm nổ vang vọng cả đại sảnh. Tiếng sấm bỗng im bặt, đột y như lúc nổi lên. Chỉ thấy Địa Kiệt mặt cắt không còn giọt máu nằm sóng xoài trên đất, cây côn sắt như đậu phụ bị cắt ra làm 7-8 khúc rơi vương vãi khắp sàn. Bên phía Hy Bình, Liệt Dương chân đao đã hồi vỏ từ lúc nào. Đại sảnh im lặng như tờ. Trong phòng, công chúa đứng phát dậy rồi lại chậm chậm ngồi về chỗ cũ, thở ra một hơi, nói, chẳng phải các ngươi bảo rằng hắn không biết võ công ư. Thất Cơ đang đờ người vì sơn sướng, trong lòng chỉ biết Hy Bình vô sự, còn hắn có biết võ công hay không cũng mặc xác. Vân Điệp hớn hở nói, bọn muội có biết gì đâu, có khi sau khi chia tay với bọn muội hắn đã gặp được kỳ duyên nào đó thì sao? Công chúa nhăn mặt lẩm bẩm. Lúc đấu với Nhân Kiệt, động tác của hắn đúng là người chưa một lần luyện võ, làm sao trong phút chốc lại trở nên lợi hại như vậy? Ta phải đánh giá lại hắn mới được, có điều bộ dạng của hắn quả thực là đáng ghét. Thi Trúc Sinh và hai tên thuộc hạ còn đứng đờ ra như bị ai điểm huyệt, không nói nổi câu nào, cũng quên cả đỡ Địa Kiệt đứng lên. Lòng Thi Trúc Sinh chỉ luẩn quẩn một ý nghĩ, con người này không thể dò được nông sâu, cả ta cũng suýt nữa bị hắn qua mặt. Võ công như thế tại sao trên giang hồ lại chưa nghe tên? Nhất thiết ta phải tìm cơ hội trừ bỏ hắn, bằng không kế hoạch của ta khó mà thực hiện rồi. Hy Bình lui lại đưa đao cho Tứ Cẩu, hể hả ta đã bảo rằng ta không thể bại được, thế mà các đệ không tin. Giờ thì biết bản lĩnh của Hy Bình này rồi chứ? Tứ Cẩu gật đầu lia lịa, đệ cũng biết là huynh sẽ thắng mà. Lôi Long nhìn Hy Bình từ đầu đến chân, thắc mắc. Huynh làm thế nào mà lúc nãy như biến hẳn thành người khác, khiến huynh đệ không rét mà run, chẳng trách ra ra lại bất chấp máu mủ mà truyền cho huynh thần đao, thì ra là vậy. Ha ha, rốt cuộc đệ cũng biết đao pháp gia truyền nhà đệ là như thế nào rồi. Chẳng qua lúc luyện huynh cứ như vẽ cái hồ lô trên mặt đất, vẽ rồi lại thổi, thổi rồi lại vẽ. Làm sao huynh lại bất ngờ phát huy được oai lực bá đạo như vậy? Hy Bình cười nhăn nhó, thật khỉ gió, ta cũng chẳng hiểu ra làm sao nữa. Tứ Cẩu cười hề hề, không lý sự nữa, chỉ biết cuối cùng chúng ta sẽ được nhìn thấy mặt mỹ nhân như băng. Các huynh có thấy đúng không? Hy Bình trả lời, đúng thế, đúng thế. Chúng ta vất vả cả một ngày, chẳng phải là để nhìn thấy người đẹp tự cho mình là thanh cao đó sao? Cho dù nàng ta bày ra ba cửa ải, nào on à hát, nào là tỷ võ, rốt lại chúng ta cũng chiến thắng. Tứ Cẩu phụ họa, phải rồi, phải rồi. Lôi Long thấy hai gã bắt đầu bệnh cũ tái phát, bèn chặn lại, còn cửa ải thứ ba nữa. Hy Bình gạt phát. Không chừng người đẹp nhìn thấy chúng ta đã thèm rỏ rãi ra rồi. Chẳng đặt cửa thứ ba làm gì cho nhọc xác. Bộp một tiếng, công chúa đập tay vào thành ghế giận dữ, cuồng đồ vô tri ăn nói lung tung, không cho hắn biết tay ta không phải là người. Hồ Điệp Thất Cơ giật mình tái mặt, lúc này Quy Công lại đi vào, công chúa hít một hơi dài trấn tĩnh. Đoạn dặn dò, gọi Lôi Long và Thi Trúc Sinh vào, những người còn lại đuổi hết. Quy Công lĩnh ý lui ra, công chúa lạnh lùng, Thất Cơ các ngươi cũng biến mau. Tứ Cẩu sau khi nghe Quy Công tuyên bố, lớn tiếng phản đối, tại sao hai chúng ta lại không được vào gặp Như Băng tiểu thư? Quy Công trả lời, bởi vì mỗi bên chỉ được một người vào. Hơn nữa tiểu thư ta chỉ thích mỗi công tử Lôi Long trong ba người các ngươi. Hy Bình ngắt lời Quy Công, thôi khỏi dài dòng. Tiểu thư ngươi không gặp bọn ta thì cô ta chỉ thiệt. Cô ta chẳng qua cũng chỉ là kỹ nữ, có cóc khô gì mà lắm chuyện thế. Công chúa trong phòng nghe mà nghiến răng ken két, Tứ Cẩu bên ngoài lại gào lên. Đúng, đúng,
chí lớn tương đồng, đệ cũng nghĩ y như huynh vậy. Lôi Long vào thì Trúc Sinh theo chân Quy Công đi vào. Hy Bình ở ngoài rảnh rỗi, hất hàm bảo Tứ Cẩu, nào Tứ Cẩu, bọn ta lại hát đi. Tứ Cẩu vội vàng lắc đầu, không được, không được đâu. Hy Bình trợn mắt, sao lại không được, vừa nãy sống chết cùng nhau còn được, xá gì mấy bài hát. Phải cho cô ả đó tiếc rẻ một phen rồi hãy về chứ. Tứ Cẩu vẫn không chịu, Hy Bình phải dỗ dành mãi hắn mới nhăn nhó nghe lời. Mâm nồi cùng tiếng hát bắt đầu quyện vào nhau không ngớt. Lại nói Lôi Long và Thi Trúc Sinh cùng đi vào phòng, rồi ngẩn người ra kinh ngạc, tiểu thư ngồi giữa phòng kia chẳng phải là lãnh như băng sao? Sao lại che kín chân diện mục vậy? Công chúa ra hiệu cho Quy Công lui ra, đoạn nói. Hai vị chắc đã đoán ra nguyên do vì sao ta lại che mặt. Vốn dĩ ta đến Quần Phương lâu bày ra cái trò ba cửa ải này đã hơn một tháng, người ứng thí tuy nhiều nhưng chẳng ai qua nổi vòng hai. Ta đợi ngày một tuyệt thế anh hùng có thể tự tay vén mạng che mặt của ta, không ngờ đến ngày cuối cùng lại có thể cùng lúc xuất hiện hai người. Trong hai người, ai sẽ tranh tiên đây? Lôi Long và Thi Trúc Sinh nhìn nhau im lặng, trong sảnh đột nhiên ầm ầm huyên náo, Quy Công từ ngoài vội vã chạy vào, hổn hển, Lôi Long công tử, xin công tử can ngăn hai vị bằng hữu của công tử lại, kẻo không thì khách khứa bỏ đi hết mất. Chưa dứt lời, tiếng đũa gõ lên mâm sắt cùng giọng của Hy Bình vang lên. Thưa quý vị, để đáp tạ tấm thịnh tình của quý vị, ca thần ta xin biểu diễn tiếp một bài khác, có tên là Mây Bay. Mặt Lôi Long thoát đỏ như mặt quan công, vội vã vòng tay, tiểu thư, ta xin cáo lui trước. Nói đoạn quay đầu phóng ra cửa. Công chúa nhìn theo, lắc đầu rồi nói với Thi Trúc Sinh. Bị hai kẻ thối tha ngoài kia phá đám, ta phải xin lỗi Thi công tử, hôm nay có lẽ đến đây thôi. Nếu công tử còn có ý... Mời sáng mai đến tự mình vén tấm mạng này lên vậy, ta đợi. Lôi Long hối hả lao khỏi phòng, kéo tay Hy Bình ra cửa. Hy Bình tức tối làu bào, việc gì phải gấp thế? Ta hát còn chưa đã. Lôi Long lắc đầu, đợi huynh hát cho đã thì Quần Phương lâu chắc phải dỡ chiêu bài xuống rồi. Tứ Cẩu nôn nóng hỏi, công tử à, cái cô như băng ấy có đẹp không? Lôi Long nhăn mặt khó chịu, nói chỉ thêm bực mình, nhìn xong có khác gì chưa nhìn. Tứ Cẩu ngạc nhiên, nghĩa là làm sao? Hy Bình cười khẩy, nghĩa là cô ta che mặt chứ gì? Đệ không biết bỏ mạng ra mà nhìn à? Lôi Long nghĩ thầm, ta có phải là huynh đâu? Nhưng miệng lại nói, đệ đang định kéo mạng che mặt cô ta ra thì bỗng dưng các huynh hát hò ầm ĩ bên ngoài. Huynh nghĩ xem, lẽ nào đệ lại ở yên trong phòng được? Tứ Cẩu xấu hổ ấp úng, thế thì. Vừa nói vừa liếc trộm Hy Bình, bắt gặp cái trừng mắt của hắn. Gã sợ hãi im bặt luôn. Ngay đêm hôm đó, Lôi Chiến gọi Lôi Long đến phòng riêng. Lão đóng chặt cửa lại, quát to, ba thằng trời đánh các ngươi đi gây rối ở Quần Phương lâu phải không? Lôi Long giật bắn mình, cúi gầm mặt run sợ, vâng. À không, Hy Bình huynh ấy. Lôi Chiến nhìn vẻ lóng ngóng của thằng cháu đích tôn, chợt cười, ta không phải là Bích Nhu mà đi quản chuyện phong lưu của các ngươi. Ta chỉ muốn biết Hy Bình đánh bại Địa Kiệt thế nào, kể cho tường tận. Lôi Long thở phào, gật đầu lia lịa, vâng, vâng ạ. Ra ra à, huynh ấy dùng Lôi Kiếp Thần Đao, loáng cái đã chặt côn sắt của Địa Kiệt ra 7 đoạn, đúng là uy dũng vô song. Lôi Chiến sáng mắt lên, gật gù, thế nó ra chiêu thế nào? Lôi Long được đà kể tía lia, thú thực Điệt Nhi cũng không rõ nữa. Huynh ấy vẫn khởi thức như thường ngày, chẳng có gì khác lạ. Thế mà đột nhiên từ người huynh ấy như bốc ra lửa, cây đao cũng đỏ rực lên. Xông tới Địa Kiệt như tia chớp, băm côn sắt của hắn ta thành 7 đoạn. Hắn khoa chân múa tay như thể chính mình đang xử đẹp Địa Kiệt vậy. Lôi Chiến đợi Lôi Long kể hết mới khoát tay, được rồi, về phòng đi. Về vắt tay lên trán mà nghĩ xem ngày mai đối phó với mẹ ngươi thế nào. Hoàng Hy Bình, Hoàng Hy Bình. Hy Bình nghe mơ hồ có người gọi tên mình, úp mặt xuống gối làu bầu, chuyện quái gì thế? Lão ra đây đang ngủ. Tứ Cẩu trái lại vội vã bật dậy mặc áo, hân hoan, huynh dậy đi. Là Lan Hoa của đệ gọi đấy. Đúng là Lan Hoa đang gọi ầm lên bên ngoài, Hoàng Hy Bình. Tiểu thư cho gọi ngươi. Hy Bình chậm chạm ngồi dậy mặc áo. Tứ Cẩu thì đã nhanh chóng lẻn ra khỏi phòng ngủ, xun xoe, Lan Hoa, muội tìm ta ư. Lan Hoa lườm Tứ Cẩu một cái, đoạn bỏ đi thẳng. Còn lại một mình Tứ Cẩu thẫn thờ.
Hy Bình đi ra nhìn thấy bộ dạng của gã liền cười cười, Lan Hoa không cho đệ hôn một cái à? Tứ cẩu xịu mặt, thảm rồi. Lan Hoa trước đây lúc nào cũng e thẹn nhút nhát, thế mà hôm nay mặt cứ lạnh như tiền. Chắc chắn là vì chuyện hôm qua mà. Hy Bình cười khẩy, đệ mới gặp hổ con thôi, còn con hổ mẹ đang chờ ta trong phòng kia kìa. Đi, đi cho nó xé xác ta ra. Hai người cùng đi, từ xa đã nhìn thấy ba nữ nhân phía trước và Lôi Long đang đứng ngay cạnh Lôi Phượng. Hy Bình cố nặn một nụ cười cầu tài. Lôi tiểu thư tìm ta có việc gì vậy? Lôi Phượng lạnh mặt. Chuyện gì à, chuyện gì tự ngươi hiểu lấy. Hy Bình ra bộ ngỡ ngàng. Tự ta hiểu được chuyện gì ư, tiểu thư chớ nói đùa. Ta nào biết tiểu thư muốn sai khiến ta làm gì, hay là lại phạt đứng vậy? Lôi Phượng nghiến răng rít lên, đừng có giả vờ. Hôm qua ngươi đi đâu? Hy Bình đoán trước sau gì Lôi Phượng cũng hỏi câu này, nhưng nhìn vẻ đằng đằng của nàng vẫn giật bắn người, ngập ngừng một lúc mới trả lời. Hôm qua ư, bọn ta nghe lời Gia Gia, dốc sức luyện võ. Lôi Phượng cười mỉa, Gia Gia bảo các ngươi đến kỹ viện tập võ hả? Ngươi luyện võ gì ở đó vậy? Hy Bình nhe răng cười, hóa ra tiểu thư đã biết cả rồi, biết thế còn hỏi làm gì nữa. Bất ngờ Lôi Phượng lu loa lên, hóa ra là ngươi đi thật. Đồ vô lương tâm, đồ bỏ đi, đồ rác rưởi. Đồ, đồ, ta giết ngươi, vừa nói vừa lôi thanh kiếm trong tay áo chĩa thẳng vào yết hầu Hy Bình. Hy Bình hé mắt nhìn lưỡi kiếm sắc nhọn đang chĩa vào cổ, lại ngắm nhìn khuôn mặt giận đến phát run lên của Lôi Phượng, cuối cùng cũng đã hiểu rõ nguồn cơn. Thì ra người đẹp kiêu ngạo đã yêu hắn, đang ăn phải giấm chua của hắn. Tự trong lòng, Hy Bình chỉ muốn phá ra cười, có điều lưỡi kiếm lạnh ngắt lại có vẻ không đáng cười chút nào. Nữ nhân ăn phải giấm thì chuyện gì cũng có thể làm cả. Hắn đành cười gượng gạo. Muội muốn giết ta cũng được, nhưng phải nói rõ lý do đã. Lôi Phượng điên tiết gầm lên, không lý do lý chấu gì cả. Ta nhìn không nổi cái mặt của ngươi nữa, được chưa? Giết cho biến cái mặt vô lại nhà ngươi đi, thế thôi. Hy Bình thở dài, nếu phải thế thì cứ xuống tay đi. Tiểu thư vừa ý là ta vui rồi. Nói xong ngửa cổ nhắm nghiền hai mắt, rõ là xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng trong lòng lại âm thầm cầu khấn. Bà cô chẳng ơi, chớ làm theo lời con. Lôi Phượng tái mặt thét lên, ngươi. Xòe một cái, thanh kiếm rơi xuống đất, Hy Bình ti hí mở mắt, Lôi Phượng đang đi như chạy vào phòng, hai nữ nhân kia vội vã chạy theo. Hắn thở phào hít sâu một hơi, Lôi Long tứ cẩu cũng mỗi người hít một hơi rõ dài. Tứ cẩu đi lại loanh quanh, trước sau chỉ suýt xoa mỗi một câu, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hy Bình và Lôi Long nằm sóng xoài trên giường, người này nhìn sang người kia nhìn lại người này, chờ cho bên kia lên tiếng. Cuối cùng Lôi Long thở dài, Hy Bình à, huynh xem giờ phải làm gì. Đệ đã nói là không đi quần phương lâu mà, huynh thì khỏe rồi, hôm nay mà bọn họ ra tay làm nát thố đàn thì chỉ khổ bọn đệ thôi. Hy Bình gượng cười chống chế, ai bảo là ta không làm sao chứ. Lôi Long ngạc nhiên. Sao, thì ra huynh đang nghĩ đến Phượng tỷ, huynh yêu chị ấy rồi sao? Hy Bình cười gượng gạo. Lại còn phải hỏi. Lòng ta đang rối bời lên đây này. Lôi Long cười hì hì, Hoàng thiếu hiệp à, chớ có lừa đệ. Hy Bình lườm Lôi Long một cái, cau nhau, lừa cái gì? Ta thương yêu tiểu thư thật lòng. Ôi chao, lần này thì đúng là thảm thật rồi. Có dễ gì được tiểu thư yêu đâu, thế mà ta lại làm nàng tức mới chết chứ. Lôi Long nhìn Hy Bình một lúc mới lên tiếng. Đừng có vở vĩnh si tình tỉ tỉ, chẳng phải huynh đã có tiểu hồng đó ư? Hy Bình nói to, còn Vân Điệp, còn Ngọc Điệp nữa, thế thì sao? Ai bảo ta không yêu thêm được tiểu thư? Tứ cẩu xua tay nhăn nhó, thôi đi, các huynh chẳng hiểu gì nỗi khổ của đệ cả. Ái a, Hoa Lan, vì nàng ta thể sẽ hiến dâng cả đời trai trong sáng này. Hy Bình Lôi Long cùng thốt, làm sao mà ta không hiểu? Lòng ta còn khổ sở hơn nhiều mà. Tứ cẩu thiểu não dài mặt ra, vậy thì các huynh hãy nghĩ cách dẹp bỏ cái chuyện này đi. Hy Bình Lôi Long cùng chui đầu vào gối, tứ cẩu đi lại loanh quanh trong phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm, làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Lan Hoa không thèm đếm xỉa gì đến ta nữa. Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Mối tình đầu trong trắng của ta, lẽ nào bây giờ lại mất hết cả? Hy Bình ngừng đầu lên, chau mày, này,
lúc 15 tuổi chẳng phải đệ đã yêu đạo thảo trong thôn đấy ư? Cái gì là mối tình đầu trong trắng hả? Đừng làm ồn, yên lặng để bọn ta nghĩ cách đi. Tứ cậu chảy xị mặt ra, đệ với đạo thảo chỉ có thể gọi là mên mến nhau thôi. Đệ với cô ta chỉ mới cầm được tay, đến hôn một cái cũng chưa có. Mà cô ta đã con bồng con bế rồi còn gì, có đánh chết thì đệ vẫn không thể bảo đó là mối tình đầu trong sáng được. Mối tình đầu của đệ chỉ có một Lan Hoa thôi. Ôi Lan Hoa ơi, ta phải làm gì bây giờ? Lôi Long trợn mắt kinh ngạc nhìn Tứ Cẩu, lại cùng Hy Bình chúi mặt vào gối mạnh hơn cả lần trước đó. Gian phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng đôi chân Tứ Cẩu thất thểu lê trên nền nhà. Bỗng Hy Bình ngẩng đầu lên tươi tỉnh. Có cách rồi. Tứ Cẩu nhảy vọt đến bên cạnh Hy Bình, Lôi Long cũng cùng bật dậy, cả hai reo lên, cách gì vậy? Nói nhanh lên. Hy Bình từ từ, chuyện đã đến mức này thì phải mạo hiểm một chút. Nào lại đây, ta truyền cho các đệ một tuyệt chiêu. Hy Bình ghé tai Tứ Cẩu thì thầm một lúc, đoạn lại ghé tai Lôi Long thì thào điều gì khác nữa. Không hiểu cả bọn đang có âm mưu gì đây. Thời tiết thay đổi cũng chẳng khác gì lòng người đổi thay. Ban ngày còn trời xanh mây trắng mà đến tối gió mưa đã đan xen mù mịt. Cái gọi là tuyệt chiêu của Hy Bình rốt cuộc cũng chỉ tóm lại trong bốn chữ mặt dày ăn vạ, nhân lúc trời mưa ba gã lại nghĩ ra thêm trước khổ nhục kế. Tứ Cẩu đến trước cửa phòng Lan Hoa thốt lên thống thiết. Lan Hoa ơi, là huynh đây. Trong phòng, Lan Hoa do dự một lát mới trả lời. Ta không gặp đâu, huynh đi đi. Tứ Cẩu vội vã lên tiếng. Lan Hoa à, ngoài này mưa to lắm, lại còn sấm sét nữa. Muội để ta vào, nói một câu rồi đi cũng được. Cánh cửa két lên một tiếng rồi mở ra, Tứ Cẩu len ngay vào. Lan Hoa nhìn bộ dạng Tứ Cẩu ướt như chuột lột, muốn cười mà phải nghiêm mặt cố nhịn. Tứ Cẩu xịu mặt thiểu não, Lan Hoa, ta. Lan Hoa lạnh lùng, huynh bảo nói một câu rồi đi. Nói nhanh, được nửa câu rồi đấy. Tứ Cẩu thỏ thẻ, ta muốn nói rằng, điều duy nhất bây giờ ta muốn làm là. Nói đến đó gã bỗng nhiên im bặt, quay đi không dám nhìn Lan Hoa. Lan Hoa ngạc nhiên hỏi dồn, là cái gì? Tứ Cẩu gãi gãi đầu làm nước bắn cả lên mặt Lan Hoa. Nàng nhăn mặt vì lạnh nhưng vẫn dáng chờ đợi. Gã chợt hạ giọng thủ thỉ. Muội có thể nhắm mắt lại được không? Muội cứ nhìn chằm chằm vào ta không thể nói nổi. Lan Hoa chẳng hiểu mô tê gì nhưng nghe lời Tứ Cẩu cũng nhắm nghiền mắt lại. Tứ Cẩu nhìn bộ dạng Lan Hoa nhắm mắt thật đáng yêu, khoái chí cười, Lan Hoa à, ta giờ đây chỉ muốn làm một điều là. Lan Hoa không bao giờ nghe thấy đoạn sau, bởi đôi môi nàng đã bị cặp môi dày của Tứ Cẩu bịt kín, cả người cũng lập tức lọt thỏm trong đôi cánh tay lực lưỡng của gã. Thoạt tiên nàng còn vùng vẫy giãy giụa, thế nhưng tay chân lại cứ mềm ra không thèm nghe theo lý trí. Mơ mơ hồ hồ chốc lát, nàng cảm thấy như đã bị Tứ Cẩu ôm lên giường, váy áo bị cởi hết ra từ lúc nào. Thôi thế cũng tốt, còn đỡ hơn ôm nhau mà mặc đồ ướt. Lôi Long lần mò đến trước phòng Bích Nhu, giơ tay gõ nhẹ vào cửa, lòng vẫn ngại ngùng nghĩ thầm, không khéo nàng ngủ mất rồi, thế lại hóa hay, nhỡ nàng còn thức mà đuổi ta đi thì còn đâu mặt mũi. Tiếng Bích Nhu trong phòng vọng ra, ai đấy? Lôi Long giật thót mình, vội vã lắp bắp, Nhu Nhi à, là ta. Bích Nhu hừ một tiếng, nhấm nhằn, ai là Nhu Nhi? Còn đến đây làm gì? Lôi Long phân trần, ta, muốn giải thích một chút. Bích Nhu nhạt giọng, thôi khỏi, có chuyện gì mai hắn nói, muội đi ngủ đây. Mưa vẫn rơi như chút lên người Lôi Long, gã bắt đầu lạnh run lên, nhưng nhớ đến lời Hy Bình lại cắn răng cố đứng thêm chút nữa. Quả nhiên Bích Nhu chợt hỏi, sao vẫn còn đứng đấy? Lôi Long thầm reo một tiếng đắc thắng, im ặng vờ như không nghe thấy. Cửa bỗng bật mở, Bích Nhu ló ra. Nhìn Lôi Long lướt thướt đứng bên ngoài, nàng nhỏ giọng, đồ ngốc, còn định đứng ướt đến bao giờ nữa. Lôi Long ngây ngô, muội không để ta vào, ta cứ đứng ngoài này chờ cho đến sáng. Bích Nhu nhăn mặt né sang một bên, sợ huynh rồi, lại còn không mau vào. Huynh! Lôi Long nhanh chóng tiến lên một bước, một tay quàng lấy vòng eo của nàng, tay kia khóa trái cửa lại. Bích Nhu giật mình hét, thả ra, huynh làm ướt hết quần áo muội rồi. Bỏ tay ra! Huynh định làm cái trò gì đấy? Lôi Long thả Bích Nhu, tự cởi hết áo ra, hùng hồn, Nhu Nhi, đêm nay ta nhất định chứng minh cho muội ta vẫn còn trong trắng. Thân hình cân đối cường tráng của Lôi Long hiện ra dưới ánh đèn.
Mích Nhu xấu hổ lấy hai tay che mặt, Lý Nhí, muội có bao giờ nói huynh không trong trắng đâu. Lôi Long, huynh cứ như thế muội sẽ kêu lên đấy. Lôi Long làm bộ bất cần nói toáng lên, nào thì hãy kêu to cho cả thế giới này nghe. Để người ta biết rằng Lôi Long này không tiếc điều gì với muội. Mích Nhu hốt hoảng rúm người lại, ây a, Văn huynh, chớ có như thế mà. Lôi Long gỡ đôi bàn tay đang che mặt của Bích Nhu, dùng bàn tay hộ pháp của mình vuốt ve khuôn mặt nõn nà của nàng, trìu mến nói, Nhu Nhi, muội có tin không? Cả đời Lôi Long ta, ngoài muội ra chưa từng yêu bất cứ một nữ nhân nào khác, muội mãi mãi là tình yêu duy nhất của ta. Lời lẽ Lôi Long rất đỗi chân thành khiến ai nghe cũng không thể không tin. Bích Nhu cúi thấp đầu thỏ thẻ, muội tin huynh. Lôi Long nâng khuôn mặt nàng lên, từ từ ghé sát đầu xuống. Hai cặp môi dần chạm vào nhau, mới đầu còn lúng túng rồi mỗi lúc một cuống nhiệt. Mích Nhu quên mất mới vừa rồi còn đẩy hắn ra vị ướt, tự động vòng tay lên quàng chặt lấy cổ Lôi Long. Cứ như vậy một lúc lâu hai đôi môi mới tiếc rẻ rời khỏi nhau. Lôi Long dịu dàng thì thầm. Nhu Nhi, quần áo của ta ướt lạnh hết rồi, cả người ta lại đang nóng rực lên. Vừa lạnh vừa nóng thế này mắc bệnh thì khổ. Muội hãy giúp ta cởi chiếc quần ướt này đi được không? Muội xem đấy, hai tay của ta đang bận. Hai tay của gã đang ở đâu mà lại không rỗi? Ôi chao, không cần phải nói thì ai cũng biết. Hi Bình đứng im một lúc lâu trước cửa phòng Lôi Phượng. Nửa tháng trước hắn cũng từng đứng ở đây như vậy, có điều lúc đó là ban ngày. Hắn chưa bao giờ đến trước phòng này vào buổi tối, có cho kẹo hắn cũng không dám. Thế mà bây giờ hắn lại đang đứng đây, thì đã sao? Nam nhi chí lớn, cùng lắm là đội ghế đứng thêm mấy ngày chứ gì. Hắn thở một hơi dài, cuối cùng hạ quyết tâm, e hèm to lên một tiếng. Không ngờ Lôi Phượng trong phòng nói vọng ra, ai đấy? Hi Bình lúng túng, huynh, à không, ta. Bên trong phòng im lặng như tờ. Hi Bình thở dài một tiếng não nuột, ta biết muội đang giận ta lắm. Ta cũng biết ta không còn tư cách nào đến tìm muội, thế nhưng ta vẫn cứ phải đến. Ta muốn đến để nói rõ sự tình, kể từ lần gặp đầu tiên, ta đã biết lòng ta hướng về muội, vì thế ta không dám làm gì trái lời muội. Muội bảo ta mặt trời mọc đằng tây, ta không dám nói nó mọc đằng đông. Bởi vì ta muốn muội là nữ hoàng kiêu ngạo, lúc nào cũng kiêu sa cao quý. Còn ta nguyện làm nô bộc, nhưng là nô bộc duy nhất của muội. Muội không muốn nhìn mặt ta nữa, thế cũng được, muội và ta chấm dứt ở đây, ngày mai ta sẽ đi. Ta đi để khỏi làm phiền lòng muội. Thôi nhé, ta đi đây, chúc muội có một giấc mơ đẹp. Nói xong hắn quay người bỏ đi, chưa được mấy bước, phía sau vang lên tiếng gọi giật giọng, đứng lại đó cho ta. Hi Bình đúng là ngoan ngoãn, vừa nghe liền dừng phát ngay lại. Vòng tay thiếu nữ nóng bỏng ôm choàng lấy hắn từ phía sau, Lôi Phượng chúi mặt vào vai hắn, mái đầu rung rung như đang khóc lên nhẹ nhẹ. Con tim Hi Bình chợt nhói đau, gỡ đôi tay nàng ra. Chậm chậm quay lại, âu yếm, trời đang mưa lớn, nàng hãy quay vào đi. Lôi Phượng nép chặt vào lòng hắn, tấm thân kiều diễm không ngừng run lên thổn thức, không, muội không. Hi Bình ôm ghì lấy nàng, hỏi nhỏ, để ta bế nàng vào, được không? Giọng Lôi Phượng Lý Nhí, được. Hi Bình nhấc bổng Lôi Phượng bế vào phòng rồi cài chặt cửa. Quay người lại thấy Lôi Phượng đang nhìn mình chằm chằm, hắn cười bảo, muội không ngại tối nay ta trú mưa ở đây chứ. Lôi Phượng không nói gì, chỉ cắn nhẹ làn môi. Lúc chạy ra nàng chỉ mặc một chiếc váy ngủ phong phanh, giờ đây váy đã ướt sũng, thân hình uốn lượn ẩn hiện dưới ánh đèn khiến Hi Bình nóng rực cả người như muốn phát điên. Thế nhưng hắn cố ghim lại, biết rằng muốn chinh phục cô nương cao ngạo này ắt phải chịu đựng đến giây phút cuối cùng, để nàng tự nguyện hiến thân. Nghĩ như vậy hắn mới cười xòa, cho dù muội muốn, ta cũng xin cáo từ. Lôi Phượng dậm chân làu bào, huynh là đồ tồi. Đã biết rõ người ta muốn gì, biết rõ người ta không muốn huynh đi, thế mà cứ chọc tức người ta. Chẳng lẽ phải đợi ta nói ra thì huynh mới thỏa mãn? Hi Bình tiến lại ôm ghì lấy nàng, âu yếm, phải phải, ta là đồ tồi, ta đã làm hại Phượng Nhi của ta. Lôi Phượng ngắt lời Hi Bình, ai là Phượng Nhi của huynh? Hi Bình ra bộ ngạc nhiên, không phải là muội ư. Thế mà ta vẫn nghĩ là muội đấy, ta đang muốn cùng Phượng Nhi của ta nếm thử ngọt ngào. Vậy mà muội bảo là không phải, hóa ra ta nhầm mất rồi. À, ta có phải buông tay ra khỏi nàng không? Lôi Phượng sầm mặt quát khẽ, huynh dám. Nói xong cắn một miếng vào vai hắn, Hi Bình kêu oái lên một tiếng,
suýt xoa, muội không thể nhẹ nhàng một chút ư? Lôi Phượng trừng mắt, nói, còn muốn rút đôi tay thối khỏi người ta nữa không? Hy Bình sợ sệt, tiểu nhân biết tội rồi, tiểu nhân không dám. Tiểu nhân còn muốn dùng đôi tay thối mày lột bỏ quần áo ướt trên người tiểu thư, để nàng khỏi cảm lạnh sẽ làm cho ta đau lòng. Lôi Phượng hư lên một tiếng nhỏ rồi từ từ nhắm mắt lại. Bàn tay Hy Bình gượng nhẹ cởi từng chiếc cúc trên người nàng. Lần đầu tiên trong đời hắn cởi y phục nữ nhân, những động tác của Hy Bình hết sức cẩn thận nhẹ nhàng như sợ nàng đau, cũng dường như muốn dò xét ý tứ Lôi Phượng, sợ nàng đổi ý cự tuyệt giữa chừng. Lôi Phượng ngoan ngoãn để Hy Bình cởi hết y phục trên người, thân hình kiều diễm trắng muốt của nàng khoe ra lổ lộ trước mắt hắn. Đôi vai thon mảnh, bộ ngực thanh tân căng tròn, vòng yêu nhỏ nhắn và vùng con gái bí hiểm kia, mỗi phần cơ thể đều có sức quyến rũ mãnh liệt làm máu trong người Hy Bình bốc lên dần dật. Hắc vội chút bỏ quần áo, bế thốc nàng đặt lên giường, tỉ tê. Còn nhớ hôm đó muội bảo ta chỉ đáng liếm gót cho muội không? Huynh không những muốn liếm gót mà còn muốn liếm lên mọi chỗ trên người muội. Nữ hoàng của ta, để ta phục dịch giấc ngủ cho nàng. Cũng đêm hôm đó, thì Trúc Sinh mặc cho mưa gió, y hẹn tìm đến quần phương lầu. Công chúa vẫn đang che mạng chờ hắn tới, có điều không ngồi trên ghế mà là trên giường, đáp lại lời chào của hắn, công tử quả không làm cho ta thất vọng. Thi Trúc Sinh vòng tay, cổ nhân có câu, chết dưới đóa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, thì mỗ không dám tự nhận phong lưu nhưng cũng biết thưởng thức cái đẹp. Hôm nay đã tới đây rồi, chỉ muốn được chiêm ngưỡng nhan sắc tiểu thư. Xin hãy tha thứ cho tại hạ cái tội đường đột với giai nhân. Công chúa khẽ gật đầu, thiếp đang đợi thi công tử đây. Thi Trúc Sinh cẩn trọng vén tấm mạng che mặt công chúa, lức thời ngây ra sững sờ. Người con gái này quả thật đúng như tên, đẹp tựa hoa đào, lại lạnh lùng như băng giá. Có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi, khuôn mặt lạnh băng ấy lại quyến rũ đến thế, đúng là vì nàng quá đẹp mà thôi. Trong giây lát ấy, Thi Trúc Sinh cảm thấy công sức bỏ ra hôm qua quả thật khôn hề uổng. Công chúa lại ngước nhìn hắn mỉm cười. Nụ cười tươi tắn nở trên khuôn dung lạnh lẽo chẳng khác nắng rọi tuyết tan, làm cho Thi Trúc Sinh lâng lâng như con chim nhỏ rạp rờn bay giữa trời xuân tươi đẹp. Chiếc miệng ngọc khẽ thốt, Thi công tử, có phải là thiếp rất xấu không? Thi Trúc Sinh sực tỉnh, cố nặn nụ cười của một trang nam tử. Như tiểu thư mà xấu thì trên đời không còn ai đẹp nữa. Thi mỗ dám nói rằng, trong bao nhiêu mỹ nữ Thi Trúc Sinh từng biết thì tiểu thư có thể gọi là người đẹp thứ hai. Công chúa nghe vậy cũng hơi ngẩn ra, thắc mắc ta là người thứ hai. Thế người đẹp thứ nhất là ai vậy? Thi Trúc Sinh đáp, ta chỉ biết mà chưa từng gặp người đó, nhưng có thể khẳng định được rằng nàng là người đẹp nhất trong giới võ lâm, chính là Nguyệt Nữ Mộng Hương trên đỉnh Minh Nguyệt. Công chúa nói nhẹ tên, đỉnh Minh Nguyệt ư, chốn đó như thế nào? Nơi đó còn có một mỹ nữ đẹp hơn ta ư, ta không quan tâm. Chỉ cần đêm nay công tử sủng ái nô gia thì nô gia cũng cảm thấy mình là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ rồi. Nói đoạn nàng tự chút bỏ xiêm y, như đã không thể cưỡng nổi trước vẻ khôi ngô tuấn tú của Thi Trúc Sinh. Từng mảnh vải trên người nàng chậm chạp theo nhau rơi xuống. Thi Trúc Sinh ngẩn mặt, tận hưởng vẻ đẹp mê hồn qua những động tác vừa thanh tao vừa phong tình đến lạ kỳ của lãnh như băng. Dưới ánh sáng tọa đăng, thân hình ngọc ngà của nàng dần lộ ra từng chút một. Trước vẻ đẹp nõn nà đó, bất cứ nam nhân nào cũng không thể ngăn nổi ý muốn lao tới ôm vào lòng, thỏa sức vuốt ve chiếm hữu. Thực ra vẻ đẹp thân xác bất kỳ nữ nhân nào cũng đều khiến cho đàn ông xốn sang, huống chi là cơ thể mỹ miều tuyệt luân của công chúa. Thi Trúc Sinh ngây ngẩn ngắm nhìn từng đường nét trên thân hình mỹ nhân. Chợt nhận ra viên cấm cung bảo thạch đeo trên cánh tay nàng, hắn dùng mình sực tỉnh, miệng hé một nụ cười thâm hiểm. Công chúa tiến tới, nhẹ nhàng gục vào lòng hắn. Mặc cho đôi bàn tay hắn lần mò ve vuốt khắp nơi trên người mình. Đến lúc nàng dường như không chịu nổi bắt đầu rên lên khe khẽ thì Thi Trúc Sinh vội đẩy nàng ra, lôi từ trong bọc một bình nhỏ màu trắng, đổ ra một viên thuốc bằng hạt nhãn đoạn vứt chiếc bình vào góc nhà, đưa viên thuốc đặt vào lòng bàn tay giơ ra trước mặt công chúa cười nói. Nếu tiểu thư không ngại, xin hãy uống viên thuốc này đi. Đây là viên thuốc thần tổ tông nhà ta lưu lại để giữ sắc đẹp cho con gái trong nhà. Ta tặng nó cho nàng để báo đáp sự mến mộ của nàng đối với thi mẫu này, mong tiểu thư sinh tươi mãi mãi. Công chúa đón lấy viên thuốc, mỉm cười, cảm ơn thịnh tình của công tử. Thiếp nếu không nhận âu sẽ làm mất lòng chàng. Nàng không chút do dự cầm viên thuốc cho vào miệng nuốt.
Thi Trúc Sinh ngửa mặt cười lớn, hay lắm, ta sẽ hầu hạ nàng suốt đêm nay. Đoạn Bế Thốc thân hình lõa lồ của công chúa đặt lên giường. Lúc đó hắn mới cởi y phục, đắc ý liếc nhìn cơ thể cường tráng của mình trong gương rồi nhào lên người công chúa. Đang trong lúc ý loạn tình mê, Thi Trúc Sinh bỗng cảm thấy tay chân cứng ngắc, không còn cử động được nữa. Gã thiếu môn chủ thất sắc gào lên, như băng, nàng vừa làm gì vậy? Công chúa tỉnh bơ gạt Thi Trúc Sinh sang một bên, đoạn xuống giường mặc lại xiêm áo, xong đâu đấy nàng mới thản nhiên. Ngươi không chỉ dám nhìn thân thể ta mà còn dùng cả đôi bàn tay thối tha sờ mó khắp người ta. Lẽ ra ta đã giết ngươi, nhưng vì ngươi có địa táng hoàn nên ta phá lệ giữ lại cái mệnh chó cho nhà ngươi. Thi Trúc Sinh khôi phục ngay vẻ bình tĩnh, cười khẩy. Nàng tưởng ta không biết nàng là ai ư, hồ điệp công chúa lãnh như băng. Nàng nghĩ rằng địa táng hoàn của nhà ta dễ nuốt như thế chắc. Cho nàng biết, nó là viên cuối cùng của địa ngục môn chúng ta, ta đâu có khinh suất cho đi như thế được. Dừng một lát hắn nói tiếp, nàng chỉ biết được một điều, địa táng hoàn là vật chí âm chí hàn, đối với hàn lãnh thiền mà nàng luyện có ích lợi rất lớn. Nhưng nàng lại không biết rằng người luyện tuyệt học bản môn, địa táng chi khí, cần phải có một, chí âm chi nữ, sau khi uống địa táng hoàn cùng hợp thể, hóa giải hấp thu âm nhu chi khí của phía nữ, kết hợp với âm hàn của địa táng hoàn thì mới có thể luyện thành. Bởi nàng chính là chí âm chi nữ bấy lâu ta tìm kiếm, ta mới đem viên thuốc này cho nàng uống, định dùng nàng làm lò đỉnh để luyện thành địa táng chi khí của ta. Ta cứ tưởng sau khi phục địa táng hoàn, nàng sẽ hợp thể hút hết nội lực của ta để luyện công, ta sẽ nhân cơ hội mượn thân thể nàng để luyện địa táng thần công. Không ngờ nàng chỉ muốn có địa táng hoàn mà không cần đến nội lực của ta. Hắn thở dài nuối tiếc, có điều nàng chớ đắc ý quá sớm. Nếu như không có ta hóa giải, địa táng hoàn sẽ kích thích âm khí trong cơ thể nàng, sẽ làm nàng ngày một lạnh giá, cùng lắm là 3 tháng sau nàng sẽ bị lạnh cứng mà chết. Trên thế gian này, chỉ có 2 loại người cứu được nàng, một là ta, 2 là người mang cửu dương trọng thể, hơn nữa loại người này còn phải biết cách kết hợp âm dương chi khí mới có thể giúp nàng. Ha ha, như băng, muốn sống nàng chỉ có cách lại đây ngủ với ta đêm nay, may ra ngày mai ta còn nể mặt nàng. Thi Trúc Sinh thao thao nói như đã quên bẵng đi hắn đang còn phụ thuộc vào người khác, dường như hắn nghi chỉ cần mấy câu dọa nạt là lãnh như băng phải nức nở cầu xin được hiến thân cho hắn để giữ mạng. Hồ điệp công chúa lãnh như băng cười khẩy, người nói đúng, nói trắng ra với ngươi là ta đã biết ta sẽ chết. Nhưng có chết ta cũng không thể để lũ đàn ông thối tha các ngươi chiếm đoạt. Khôn hồn thì nằm yên đấy. Thi Trúc Sinh cười thâm hiểm. Công chúa đi không khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Từ đây tới Hồ Điệp Cốc cách xa cả mấy ngàn dặm, công chúa làm sao trốn khỏi sự truy đuổi của địa ngục môn chúng ta. Nàng là niềm hy vọng cuối cùng của ta, không bắt được nàng ta thể không làm người. Lãnh như băng tỉnh bơ quay người ra khỏi phòng, chỉ còn lại mỗi Thi Trúc Sinh trần như nhộng nằm thẳng cẳng trên giường. Hồ Điệp Thất Cơ đã đứng ngoài đợi nàng. Vân Điệp hỏi, bẩm công chúa, sao lại không giết hắn đi? Lãnh như băng lắc đầu. Giết chết hắn thì lão tử Thi Viễn sẽ ra lệnh truy sát Hồ Điệp Cốc, như thế thì chúng ta chỉ có chết cả đám. Ta không muốn Hồ Điệp Cốc gây thù chuốc oán với địa ngục môn, chỉ cần lấy được địa táng hoàn của họ thôi. Hà tất phải giết chóc cho bẩn tay. Vân Điệp vẫn chưa thôi thắc mắc, thế nhưng công chúa, những lời hắn ta vừa nói ban nãy. Lãng như băng trầm ngâm giây lát, khỏi cần nói nữa, ta sẽ có cách. Các ngươi lập tức trở về bên phu nhân, chú ý cẩn thận với địa ngục môn. Những chuyện khác cứ mặc ta định liệu. Đi đi, đây không còn việc cho các ngươi nữa. Hồ Điệp Thất Cơ do dự một lúc rồi mới cáo từ lui ra, nháy mắt biến mất giữa đêm mưa nặng hạt. Viễn Dương Tiêu Cục. Một khách nhân đang đội mưa đứng trước đại môn. Người khách này là Lãnh Như Băng kỹ nữ ở Quần Phương Lầu, cũng chính là Hồ Điệp Công Chúa. Lãnh Như Băng cầm vòng thép dùng sức đập vào cánh cửa mấy lần. Một đại hán ra mở cửa. Nhìn thấy nàng mới hỏi vẻ ngạc nhiên, cô nương tìm ai? Lãnh như băng gấp gáp trả lời, ta tìm Lôi Dũng, tổng thiêu đầu của các ngươi. Đại hán trần trừ vẻ khó xử, tối muộn thế này rồi, e là tổng thiêu đầu đã đi ngủ. Cô nương, hay để mai vậy? Lãnh như băng lắc đầu, người hãy báo cho ông ta, có một cô nương họ Lãnh đến tìm. Đại hán nghĩ ngợi giây lát rồi trả lời, thôi được, cô nương cứ đợi ở đây. Lãnh như băng không phải đợi lâu. Cửa lớn lại mở, một nam nhân trạc ngoài 40 cùng đại hán lúc nãy đi ra. Nam nhân này cao lớn từng trải, phong độ đường đường, chính là Lôi Dũng.
Lôi Dũng nhìn thấy Lãnh Như Băng, sững sờ giây lát mới thốt lên, Tinh Doanh. Được hai chữ y lại im bặt, Tinh Doanh của y đâu có lạnh băng như thế, càng không thể trẻ trung như cô nương này. Lãnh Như Băng nhẹ nhẹ gật đầu. Tiểu nữ là Lãnh Như Băng, Lãnh Tinh Doanh là gia mẫu. Trước khi đến đây người nói có chuyện gì thì tìm tới ông. Xem ra các vị là chỗ quen biết từ lâu. Lôi Dũng đỏ mặt, cô nương mời vào. Có chuyện gì vào trong hãy nói. Lôi Dũng dẫn Lãnh Như Băng vào phòng. Thê tử của y là Hoàng Tử Hà đã khoác áo ngoài ngồi cạnh giường. Lôi Dũng nói. Tử Hà à, cô nương này là con gái một người bạn ta, đêm khuya đội mưa tới tìm. Mình hãy lấy y phục cho cô nương thay đi kẻo lạnh, ta chờ bên ngoài. Lôi Dũng vừa ra khỏi, Hoàng Tử Hà cũng theo ra luôn. Lôi Dũng kinh ngạc, đã thay xong y phục rồi sao? Nhanh thế. Tử Hà lắc đầu, ây a, thật là một cô nương đoan trang, phải đợi thiếp ra mới thay được y phục. Đều là nữ cả, có gì sợ cơ chứ? Thế cô nương đó là con gái nhà nào? So với Phượng Nhi nhà ta còn đẹp hơn. Lôi Dũng lại đỏ mặt, mình còn nhớ chuyện Lãnh Tinh Doanh không? Hoàng Tử Hà chột dạ, mối tình đầu của chàng. Lôi Dũng cười gượng, phải rồi, cô nương này là Lãnh Như Băng con gái Lãnh Tinh Doanh đó. Ta thích Tinh Doanh, còn Tinh Doanh thì lại thích sư huynh Thủy Thiên Trường của nàng ta. Thủy Thiên Trường và Tinh Doanh kết hôn nhưng cô nương này lại mang họ mẹ, chẳng biết là con của ai nữa. Hoàng Tử Hà cười cười, chỉ cần không phải là con của chàng là được rồi. Lôi Dũng giơ hai tay thề thốt, ta nào dám. Ấy, xem ra hai cha con họ Lôi đều là học trò ngoan của thúc sinh cả. Lãnh Như Băng thay xong xiêm áo, mở cửa lên tiếng, thưa nhị vị, có thể vào cho Như Băng nói mấy lời không? Phu thê Lôi Dũng trở vào, Lôi Dũng hỏi, cô nương tìm ta có việc gấp gì vậy? Như Băng đáp, tiểu nữ muốn nhờ các vị một chuyến áp tiêu, có được không? Lôi Dũng nghiêm mặt, chúng ta mở tiêu cục, có lợi ắt làm. Nói đi, cô nương muốn chuyển tiêu gì? Lãnh Như Băng đáp gọn, tiêu là một người. Lôi Dũng kinh ngạc, ai? Lãnh Như Băng thản nhiên, tiểu nữ muốn nhờ các vị đưa đến Trường Xuân Đường. Thêm nữa, Hoàng Hy Bình nhất thiết phải đi theo. Tiền bối có thể giúp được không? Lôi Dũng trầm ngâm nhìn vợ, lại nhìn Lãnh Như Băng với khuôn mặt mỹ miều nhưng lạnh lẽo, thận trọng nói. Ngày mai chúng ta lên đường. Tử Hà, mình đưa Như Băng đi nghỉ. Ta đến chỗ phụ thân một lúc. Đến lượt phu thê Lôi Chiến bị Lôi Dũng đánh thức. Lý Vân mẹ y hỏi, Dũng Nhi. Có chuyện gì mà đêm hôm tới tìm chúng ta? Lôi Dũng thưa, ra, mẫu. Hôm nay con trai to gan vừa nhận một chuyến tiêu. Lý Vân cười, chuyện này có gì to tát đâu, sao con lại có vẻ nghiêm trọng vậy? Lôi Dũng bẩm báo, tiêu chính là con gái Tinh Doanh. Cô nương đó nhờ chúng ta hộ tống tới Trường Xuân Đường. Lý Vân ngạc nhiên, hả? Lôi Dũng thưa tiếp, con cảm thấy chuyện này không đơn giản chút nào. Nhưng cô nương đó đúng là nhi tử của Tinh Doanh, con không thể thoái thác được. Lý Vân nhìn con trai, thở dài, con à, con không thể quên tình cũ với Tinh Doanh sao? Lôi Dũng im lặng, Lôi Chiến xem vào, địa ngục môn gần đây đến hoạt động ở trong thành này, có lẽ cô ta có chuyện với địa ngục môn cũng nên. Được rồi, con hộ tống cô ta đi một chuyến cũng tốt. Lôi Dũng lắc đầu, nhưng cô nương đó lại chỉ muốn Hy Bình đi thôi. Lôi Chiến cười hà hà, thế lại càng tốt, ta chính đang muốn mấy đứa chúng nó ra giang hồ một lần, gặp chuyến tiêu này đúng là được dịp còn gì. Vũ đấu môn chẳng phải cùng tỉnh với Trường Xuân Đường đó sao? Hai tháng nữa là lễ thọ 70 của trưởng môn vũ đấu cô lão tiểu tử, mấy đứa chúng nó áp tiêu xong sẽ thay chúng ta đi chúc thọ một chuyến. Ngày mai con cho thuộc hạ chia thành hai ngả, Lôi Long tứ câu cùng bốn tiêu đầu theo đường cái quan, danh nghĩa áp tiêu, thực ra là đi chúc thọ. Để một mình Hy Bình hộ tống cô nương ấy thẳng đến Trường Xuân Đường. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì đến vũ đấu môn nhập bọn với Lôi Long. Lôi Dũng lo lắng, cha à, liệu như thế có mạo hiểm quá không? Lôi Chiến cười hà hà, không mạo hiểm đâu. Cô nương đó đã nói gì về địa ngục môn chưa? Cứ cho đối thủ của cô ta là địa ngục môn đi thì tứ đại tiêu đầu và hai chúng nó cũng đâu có phải là bị thịt. Đó là chưa kể mấy chục võ sư đi theo nữa, như thế thì có gì mà mạo hiểm? Lôi Dũng lắc đầu, con không lo cho bọn Lôi Long. Lũ chúng nó đông người lại đi đường cái quan, sẽ chẳng có ai dám đối mặt cản đường. Con chỉ sợ cho Hy Bình, nếu có chuyện gì xảy ra với nó, biết ăn nói sao với Phượng Nhi đây. Lôi Chiến phẩy tay, chuyện này thì con cứ yên tâm đi.
không phải là cha bốc đồng, thằng nhỏ đó cả cha và con cũng không phải là đối thủ. Và lại Hy Bình cũng tinh minh đáo để, đánh không được ắt biết đường chạy. Lý Vân cào nhau, ông già, nếu có chuyện gì xảy ra, không chỉ Phượng Nhi mà bà già này cũng hỏi tội ông đấy. Mấy đời Lôi gia chưa có được tiểu soái như vậy, ông mà nướng nó là không xong với tôi đâu. Lôi Dũng không cớ gì để lưu lại nữa, bèn vòng tay, ra, mẫu, nếu đã như vậy con xin cáo lui. Tinh Sương, Bích Nhu và Lan Hoa đã đến trước phòng Lôi Phượng, không ngờ cả Lôi Long và Tứ Cẩu cũng đang đi tới. Cả hai cô nương mặt cùng đỏ lên như gấc chín. Tứ Cẩu hỏi Lan Hoa, muội à, tiểu thư chưa dậy ư? Lan Hoa lý nhí, chẳng phải huynh cũng vừa về đấy thôi. Còn lại đây làm gì? Nhận ra câu nói của mình có vấn đề, nàng càng đỏ mặt hơn. Tứ Cẩu nhìn vẻ lúng túng đáng yêu của Lan Hoa, cứ nghệt mặt ra. Lôi Long đành giải thích thay gã, chúng ta không thấy Hy Bình trong phòng nên đến chỗ tỷ tỷ xem huynh ấy có đây không. Bích Nhu gọi vào phía trong phòng, Phượng tỷ à. Trong phòng một giọng nam nhân bực bội vọng ra, lão tử cả đêm không được ngủ, vừa chợp mắt cái đã bị quấy dày. Ai ở bên ngoài làm ỏm tỏi lên vậy? Bốn người nghe ra tiếng Hy Bình, đều hết sức kinh ngạc. Lôi Long hét toáng lên, Hoàng Hy Bình, cớ sao huynh lại ở trong phòng tỷ tỷ? Nhanh ra đây cho ta xem, bằng không ta sẽ sộc vào đấy. Hy Bình ở trong lại nói vọng ra, chớ có vào vội, ta còn phải mặc quần áo đã. Bốn người bắt đầu sốt ruột, Hy Bình mới chậm rãi mở cửa, nhìn cả bốn cười cười, chào các vị, đêm qua mưa gió to quá, ngủ ngon chứ. Hai cô nương xấu hổ cúi đầu, Tứ Cẩu bảo còn mưa tiếp đấy. Không chừng đệ còn phải mượn phòng của Lan Hoa. Lan Hoa vùng vằng lườm Tứ Cẩu, lau bao, đồ chết dẫm, lại còn kể ra. Lôi Long tiến lên mấy bước, hầm hè, tiểu tử huynh làm gì chị ta rồi. Hy Bình vinh mặt, ái à, nói thế mà nghe được à, cái gì gọi là ta làm gì chị đệ, đấy là chị đệ cứ níu ta ở lại. Đêm qua sấm chớp ầm ầm ai cũng sợ, tiểu tử đệ chạy đi hú hí với người nào đấy, để mặc chị đệ một mình. Ta chỉ đến để an ủi chị đệ thôi. Lôi Long nghĩ thầm. Người này đã làm chuyện tày trời như thế mà lời lẽ vẫn cứ hùng hồn, bèn hỏi thế có làm như thế không? Gã phác một cử chỉ nhìn qua ai cũng hiểu được, Hy Bình đắc ý cười to, cô nam quả nữ, đệ nói xem còn làm gì khác nữa. Lôi Long hoảng sợ, cái gì? Huynh đã thật sự cùng với tỷ tỷ, như thế thì ta phải gọi huynh là tỷ phu rồi à? Hy Bình vỗ vỗ vai Lôi Long, chớ có bi thương, chuyện chỉ là sớm muộn mà thôi. Đệ cũng khỏi cần gọi ta là tỷ phu, cứ gọi Hy Bình được rồi. Không rõ Lôi Long bi thương đến mức nào mà đã vui vẻ được ngay, còn cười hỏi, tỷ tỷ bây giờ thế nào? Hy Bình ngoái đầu nhìn vào trong, đoạn quay đầu lại nói. Đang ngủ say, tối qua nàng cùng ta, ấy ấy đến tận tảng sáng, mệt lắm rồi, không nghỉ vài ba ngày e không đi lại được. Bích Nhu Lan Hoa, các muội về trước đi, đợi tiểu thư dậy rồi hẵng đến. Tứ Cẩu à! Các cậu tìm ta có việc gì vậy? Lôi Long trả lời, Gia Gia triệu các huynh đến gặp. Hy Bình khoát tay, nào thì đi, đừng để Gia Gia phải chờ. Cả bọn Hy Bình đi đến đại sảnh. Phu thê Lôi Chiến đã ngồi ở trung đường, bên phải là vợ chồng Lôi Dũng, hai vị phó tổng tiêu đầu Lương Tiêu, Vương Mạnh, bên trái là tứ đại tiêu đầu Thạch Trung Sinh, Tăng Đại Vi, Triệu An và Tôn Văn. Ba gã tiểu tốt nhìn mà tim như ngừng đập, thầm nghĩ có chuyện lớn rồi. Đang lóng ngóng thì Lôi Chiến ra hiệu ngồi xuống, đoạn bắt đầu. Đêm qua có một cô nương tự đến nhờ chúng ta hộ tống tới Trường Xuân Đường, ta quyết định giao cho ba thiếu niên nhận lãnh chuyến tiêu này, ý kiến các vị thế nào? Tất cả im lặng, Lôi Chiến lại nói. Nếu không ai phản đối thì ta sắp xếp thế này, hôm nay Hy Bình và cô nương ấy hãy xuất phát theo đường tắt. Sáng sớm mai Long Nhi và Tứ Cẩu chỉ huy tứ đại tiêu đầu áp tải ba xe ngựa theo đường cái quan thẳng đến Vũ Đấu Môn. Mục đích của Long Nhi là thu hút chú ý để cho Hy Bình và cô nương đó đến Trường Xuân Đường an toàn. Hy Bình cháu sau khi đến Trường Xuân Đường rồi hãy lập tức tới Vũ Đấu Môn gặp cánh Long Nhi. Các ngươi hiểu rõ chưa? Ba gã đồng thanh, rõ, ra ra. Lôi Chiến khoát tay, hãy đi chuẩn bị. Lương Tiêu và Vương Mạnh ra hiệu Tứ Cẩu đứng lại, hỏi, những thứ chúng ta dạy con học thuộc cả rồi chứ? Tứ Cẩu hùng hồn, nhị vị sư phụ, trò đã thuộc lòng rồi. Nhất quyết không để làm mất mặt nhị vị sư phụ. Hai người cùng cười hài lòng, được, con đi đi. Nói là chuẩn bị lên đường,
thực ra chỉ có tứ đại tiêu đầu chuẩn bị, còn ba gã Hy Bình mỗi người chạy ngay đi gặp cô nương của mình. Hy Bình đến trước giường Lôi Phượng, thấy nàng còn ngủ. Không muốn đánh thức nàng nhưng hắn sắp phải đi rồi, cứ đi mà không nói một lời e rằng sẽ không còn đường về với bà Trần này nữa. Hy Bình cúi thấp đầu, hôn lên đôi má Bổ Quân, khe khẽ nói, Phượng Nhi à, tỉnh giấc đi. Lôi Phượng trở mình một cái rồi ngủ tiếp, Hy Bình đành phải gọi to mấy lần, nàng mới hư, lên một tiếng rồi mở mắt ra. Vừa nhìn thấy Hy Bình, nàng đã vươn vai làm nũng, giờ là lúc nào rồi? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nàng muốn ngồi dậy nhưng cảm giác mỏi như cứ dán nàng lại vào giường. Nhìn thấy Hy Bình đang lén cười, Lôi Phượng bực bội, tại huynh cả đấy. Đồ xấu xa, làm hại người ta không ngồi dậy được. Hy Bình chỉ cười, lẽ nào là lỗi của ta? Chẳng phải đêm qua nàng cứ bắt ta làm mãi là gì, bây giờ lại còn. Mặt Lôi Phượng đỏ dậy, giữ nắm đấm về phía Hy Bình, huynh. Hy Bình ngăn không cho Lôi Phượng nói tiếp, nghiêm giọng, thôi được, nói thế đủ rồi. Huynh đến để cáo biệt muội đây. Lôi Phượng kinh hoàng thất sắc khóc tướng lên, muội đã cho huynh hết rồi, huynh lại còn đi ư? Đồ tồi, muội không thèm sống nữa. Hy Bình ôm ghì Lôi Phượng, kéo nàng vào lòng, an ủi. Đừng khóc, huynh có muốn rời xa muội đâu, có điều gia gia giao cho nhiệm vụ bắt ta phải làm, ta lẽ nào lại dám phản đối? Gia gia Phật lòng lại không gả cháu gái cho ta, vậy có phải là còn thảm hơn không? Lôi Phượng dựa vào lồng ngực vạm vỡ của Hy Bình, ngước khuôn mặt xinh đẹp nhìn hắn, nước mắt lã chã, nhiệm vụ gì vậy? Hy Bình âu yếm hôn vào đôi mắt sớm lệ của nàng, trả lời, ta phải tiễn một cô gái đến chỗ gọi là Trường Xuân Đường. Lôi Phượng động ngay lòng hiếu kỳ, một cô gái, có đẹp không? Hy Bình châm chọc, muội ăn phải dấm ư? Ta đã nhìn thấy cô ta đâu mà biết đẹp hay xấu. Lôi Phượng chui gọn vào trong lòng Hy Bình, giãy chân nũng nịu, muội không thèm ghen, còn phải tìm thêm mấy cô nương nữa để đối phó với huynh. Huynh thật là tệ, một mình muội nuốt không nổi. Nói rồi ghé sát vào thái dương Hy Bình, thè lưỡi liếm vào tai hắn, thủ thỉ, nếu cô nương ấy rất đẹp, muội sẽ không để cho người đó hất tay trên đâu, trừ phi đồ chứng thối là huynh lại đứng núi này trông núi nọ. Trong lòng huynh chỉ được có duy nhất một người là muội. Hy Bình cảm động ôm ghì lấy nàng, nói cha ta bảo ta phải lấy mấy vợ, có thể từ nay về sau ta sẽ có rất nhiều nữ nhân, nhưng dù thế nào thì trong lòng ta muội vẫn là thứ nhất. Muội là người duy nhất mà ta thật lòng yêu mến. Lôi Phượng cười ngọt ngào, thế bao giờ huynh đi? Hy Bình ngán ngẩm, phải đi ngay bây giờ. Thôi muội lại nằm nghỉ đi, có khi ngày mai ta đã trở về bên muội rồi. Lúc đó chúng ta lại làm như đêm qua nhé, được không? Lôi Phượng nhìn theo Hy Bình cho đến khi khuất bóng, lúc này nàng mới cảm thấy sao mà trống trải. Đúng thế, gã trai ấy đang mang theo cả tâm tư nàng ra đi. Hy Bình về phòng thấy Lôi Long Tứ Cẩu đang ngồi chờ. Tứ Cẩu liến thoáng, hai bọn đệ quyết định vì bằng hữu mà hy sinh chút tình riêng, trước hết đến tiễn huynh đã, sau đó mới về dỗ dành các muội muội. Hy Bình ôm lấy hai vai Tứ Cẩu. Nhẹ giọng, đa tạ các đệ, thật là cảm động. Lôi Long xen vào, Hy Bình à, đến Trường Xuân Đường ít nhất cũng phải một tháng, huynh phải chú ý bảo trọng. Nhiệm vụ của huynh là đánh xe, trong xe chính là cô nương đó. Huynh nhất quyết phải đưa được cô ta về đến Trường Xuân Đường. Mẫu thân nói cô nương đó là con gái của bằng hữu phụ thân. Huynh đừng để xảy ra chuyện gì, đừng để Gia Gia thất vọng vì huynh. Hy Bình ưỡn ngực dõng dạc, yên tâm đi. Ta là quyền vương kiêm ca thần, tìm ta nghe hát còn được, chứ tìm ta mà đánh nhau thì chỉ có mất mạng. Kẻ nào dám đụng đến một sợi tóc của cô nương đó, ta sẽ gọt chọc cái đầu nó. Tứ Cẩu Lôi Long cùng nghĩ thầm, chắc sẽ có kẻ tìm huynh đánh nhau, còn nghe huynh hát ấy à? Xin lỗi đi. Cuối cùng, Đoàn Bảo Tiêu cũng lên đường. Hy Bình đánh xe chạy chậm chậm ra khỏi thành, lãnh như băng trong xe vẫn trùm mạng kín mặt. Hy Bình nhất nhất làm theo chỉ dẫn của lãnh như băng. Có điều nếu hắn biết cô nương đang chỉ tay năm ngón trong xe kia chính là kỹ nữ lãnh như băng ở quần phương lầu thì không biết hắn sẽ nổi đoá đến thế nào. Lãnh như băng thì ngược lại, biết rõ người đánh xe chính là Hoàng Hy Bình, kẻ hôm qua đã làm nàng tức chết. Nàng đòi đúng hắn đưa nàng đi, chính là muốn hành hạ Hy Bình cho bõ tức, không ngờ Lôi Dũng lại phái có mỗi mình hắn hộ tống nàng, quả đúng là trò cười cho thiên hạ. Lẽ nào họ Lôi lại nghĩ tên nhãi nhép này có thể đối phó bằng ấy cao thủ của địa ngục môn?
Lôi Dũng có lẽ đã đánh giá quá cao tiểu tử này rồi. Nghĩ đến đây Lãnh Như Băng bắt đầu hối hận, chuyện liên quan đến sinh tử bản thân, nàng không nên hiếu thắng tranh cường mấy thứ lặt vặt này mới phải. Vừa ra khỏi thành chưa bao xa, gã thối tha ấy đã như chim sổ lồng, luôn mồm nghêu ngao mấy bài ca ngang như cua bò. Như Băng đã bao nhiêu lần bảo Hy Bình không hát nữa mà hắn không chịu nghe, lại còn dương dương đắc ý tự cho mình là ca thần tái thế. Suốt dọc đường, tiếng hát cứ ầm vang ngay bên tai Như Băng. Nàng bắt đầu hận bà mụ tại sao lại nặn mình ra có đôi tai làm gì. Nhưng rốt cuộc sức lực kẻ thối tha kia hóa ra cũng có hạn, hắn ngoái đầu lại vẻ áy náy, bảo hôm nay không thể trổ tài thêm được nữa, ngày mai nhất định sẽ hát bài hay nhất cho cô nương nghe. Tối đó họ đến một thôn nhỏ có tên là Thạch Đầu Trấn, Hy Bình nói phải nghỉ qua đêm. Lãnh Như Băng lại nghĩ mới cách thành Phượng Tiên chưa bao xa, người của địa ngục môn khéo lại đuổi kịp nên nhất quyết bắt Hy Bình đi tiếp. Cả đêm trước quần nhau với Lôi Phượng, giờ đây Hy Bình chỉ muốn lăn ra ngủ vùi, nhưng vì không thắng nổi sự ngang ngạnh của Như Băng nên đành vừa ngáp vừa đánh xe đi dưới trăng. Ban đầu còn nghe hắn húng hắng vài cơn ho rồi mọi âm thanh bỗng im bặt, ngựa cũng dừng lại giữa đường không chịu đi nữa. Như Băng cảm thấy kỳ quặc, gọi tên hắn mấy lần nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại. Nàng đành phải ra khỏi thùng xe xem xét, thì ra kẻ thối tha đang ngồi dựa thành xe ngủ ngon lành. Như Băng hét to mấy tiếng bên tai Hy Bình làm hắn giật mình choàng tỉnh. Mở mắt thấy cô nương trùm mạng đang đứng ngay bên cạnh, bèn vội vã, ây a, cô nương là ai? Gọi cái quỷ gì vậy? Lãnh Như Băng hầm hầm, ta bảo ngươi đánh xe ngươi lại lăn ra ngủ, thế là nghĩa gì vậy? Hy Bình nghe đúng là tiếng cô nương trong xe, nhìn từ đầu đến chân thấy cũng có dáng lắm, chỉ thấp hơn Lôi Phượng một chút. Có việc gì mà cứ phải trùm mạng nhỉ? Phải rồi, khuôn mặt cô ta chắc là rất khó coi. Lãnh Như Băng trông bộ dạng soi mói của Hy Bình mới chột dạ nhìn lại mình, không thấy gì khác thường, nàng nổi cáu, ngươi câm à? Hy Bình cười hề hề. Cô nương đã biết lại còn hỏi, ta đã vì cô nương hát suốt cả ngày đến khản hết cổ. Đêm nay nghỉ lấy sức, ngày mai và sẽ cống hiến miễn phí cho cô nương tuyệt tác đắc ý nhất của ta, thế mà cô nương lại ép ta phải đi suốt đêm. Ôi chao, mấy hôm trước suy nghĩ đao pháp không ngủ được, hôm qua cùng Lôi Phượng tỉ thí cả đêm, hôm nay lại một ngày vừa đánh xe vừa ca hát. Cô nương xem, sao ta lại không buồn ngủ chứ? Lãnh Như Băng nghe mà dở khóc dở cười, tức quá đến không tức nổi nữa, chỉ còn biết tự trách mình đã quyết định nông nổi. Nói đến mặt dày. Làm sao nàng đấu lại hắn ta? Cuối cùng nàng cũng phải đưa ra quyết định, được rồi, Điền Đông Trấn phía trước kia có khách trạm. Đến đó hắn nghỉ. Hy Bình cho xe dừng lại trước khách điếm Phúc Lai, không đợi Như Băng phân phó đã gõ cửa gọi ầm lên. Chủ quán, khách đến, mau mở cửa. Tất cả mọi người trong nhà đều phải thức dậy bởi tiếng gọi như vỡ tai của hắn. Một tiểu nhị nhỏ con ra mở cửa, nhìn thấy gã đàn ông oai phong tay cầm đại đao liền run bắn lên. Ngỡ là kẻ cướp đâu đến, hắn lẩy bẩy, khách quan, người cần gì? Tay không cầm đao của Hy Bình gõ lên đầu tiểu nhị một cái, đến khách điếm đương nhiên là ngủ trọ, hỏi gì rốt thế? Tiểu nhị vâng dạ lia lịa, hỏi tiếp, xin hỏi quan khách cần mấy phòng? Hy Bình trả lời, hai phòng. Tiểu nhị nghi hoặc, hai phòng. Hy Bình né người, tiểu nhị nhìn thấy một nữ nhân trùm mạng đằng sau mới hiểu ra, vâng, vâng. Xin mời hai quan khách vào. Cứ để ngựa đó sẽ có người chăm sóc. Hy Bình lấy hai phòng trọ liền sát nhau. Trước khi vào phòng hắn nói với Lãnh Như Băng. Nếu có chuyện gì thì kêu lên một tiếng, ta khác tới giúp. Còn nếu không có chuyện gì thì tốt nhất chớ gọi, ta phải ngủ một giấc để mai còn hát cho cô nương nghe. À còn điều này, ta muốn hỏi một câu, cô nương khi ngủ có đội mạng không vậy? Lãnh Như Băng lạnh nhạt, chuyện đó khỏi cần ngươi lo. Hy Bình cười khà khà mấy tiếng. Vào phòng cài cửa lại, ném mình lên giường ngủ luôn. Phòng bên cạnh, Lãnh Như Băng không tài nào ngủ được. Nàng vì muốn đoạt được địa táng hoàn của đạo ngục môn mà đến Phượng Thiên Thành, kết hợp vũ lực với Kim Lượng chế ngự quần phương lâu chủ để mụ ta tung tin nàng là ca kỹ thượng thẳng đến quần phương lâu tầm khách, còn bày ra trò ba cửa ải nhằm thu hút sự chú ý của thí trúc sinh. Mẫu thân nàng đã dặn, cốt lõi của võ học địa ngục môn là hai chữ tuyệt tình. Có điều muốn luyện thành địa táng chi khí lại cần phải giao hoan với chi âm chi nữ nên thi trúc sinh nhất định sẽ cắn câu. Nào ngờ thi trúc sinh cũng đã sớm dò la biết trước ngọn ngành, kẻ cắp bà già, cả hai bên cùng chịu thiệt. Nàng đã lấy được địa táng hoàn nhưng thân phận lại bại lộ, khó.
khó lòng trốn khỏi Phượng Tiên Thành nên phải nhờ tới Lôi Dũng. Ấy vậy mà Lôi Dũng lại chỉ cử có mỗi một Hy Bình hộ tống nàng đi khiến như băng lâm vào cảnh khóc dở mếu dở. Tức nhất là kẻ thối tha kia không mảy may ý thức được nguy hiểm, suốt ngày chỉ nghêu ngao mấy bài hát chết bằng của hắn, giọng lại khê đến mức không thể nào chịu nổi. Lại còn Dương Dương bảo ngày mai vẫn tiếp tục hát để phục vụ nàng nữa mới điên tiết. Nghĩ tới đây Lãnh Như Băng lại càng không ngủ được, bằng mọi giá phải ngăn không để ngày mai hắn ta lại hát. Với nàng bây giờ, Hy Bình còn đáng sợ hơn cả địa ngục môn. Nhưng hối hận thì đã muộn mất rồi. Hoàng Hy Bình. Lãnh Như Băng đến trước cửa phòng Hy Bình gọi lên mấy lần nhưng bên trong chẳng có một âm thanh nào vọng ra. Kẻ thối tha này ngủ chẳng khác nào con heo chết. Đêm qua còn bảo có chuyện gì thì gọi, gọi ắt sẽ tỉnh. Thế mà sáng nay nàng đã gọi to đến mức phát xấu hổ mà hắn vẫn mặc xác nàng ngoài cửa. Mấy lần Như Băng đã định bỏ hắn lại một mình lên đường, nhưng lại lo không tìm được ai đánh xe. Hoàng Hy Bình, Lãnh Như Băng lại gọi to lên. Tiếng Hy Bình ngái ngủ vọng ra, nghe rồi nghe rồi. Cô nương không thể để ta ngủ thêm một lúc nữa ư. Như Băng đanh giọng, không được. Cửa bỗng vụt mở. Hy Bình mình trần ló ra, những bắp thịt rắn chắc khiến người ta phải vị nể, không có lấy một chút mỡ thừa. Như Băng không thể không thừa nhận thể hình cùng tướng mạo kẻ thối tha này thật là tuấn tú đẹp đẽ. Vật mà tại sao hắn lại có cái tính cách buồn cười đến vậy? Lãnh Như Băng vốn đã tự nhủ bản thân không bao giờ được động lòng trước nam nhân, nhưng giây lát ấy tâm hồn băng giá của nàng bỗng trùng lại. Kẻ thối tha trước mặt nàng chẳng phải là một tuyệt tác của tạo hóa đó ư? Nàng cố trấn tĩnh. Nói với vẻ lạnh lùng cố hữu, mặc áo vào, chớ có bê tha như vậy. Hy Bình dụi cặp mắt còn ngáy ngủ, hề hề thế ư. Thế mà ta lại nghĩ, nếu ta cứ cởi trần thế này dạo phố ắt nữ nhân sẽ xô đến cả đống đấy. Rốt cuộc Lãnh Như Băng đành chịu thua, gã trai này tuyệt không phải là kẻ thối tha bình thường mà là tuyệt đỉnh thối tha trong thiên hạ. Nhớ đến tuyệt chiêu nghĩ ra đêm qua, Như Băng cố nén phẫn nộ đi vào phòng Hy Bình. Đợi hắn đóng cửa lại. Nàng mới nói, để khỏi lộ hành tung, ta sẽ cải trang cho ngươi. Thế là Lãnh Như Băng cải trang cho Hy Bình, xong rồi đem gương để trước mặt hắn. Hy Bình vừa nhìn vào đã nhảy dựng lên, trong gương là một khuôn mặt trung niên, xấu đến mức không thể xấu hơn được nữa. Hy Bình cáu kỉnh, ả chết bằng kia, làm khuôn mặt anh Tuấn của ta thành ra thế này ư. Khôn hồn thì xóa ngay đi, mau lên, kẻo không lão tử sẽ cắt cái mũi của ngươi xuống. Trong cơn tức giận. Hy Bình nắm chặt hai vai Lãnh Như Băng, nhấc nàng lên cao lắc mạnh. Lãnh Như Băng thản nhiên, thả ta ra, nếu không suốt đời ngươi cũng không lấy lại được khuôn mặt của ngươi đâu. Đây là tuyệt kỹ độc môn của nhà ta, ta mà không đích thân ra tay thì không ai xóa nổi. Hy Bình đành phải thả Lãnh Như Băng xuống đất, nàng không ngừng phải dùng tay xoa nắn hai vai, kẻ thối tha này không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy. Hy Bình đổi giọng từ dọa nạt sang cầu khẩn. Bảo nếu nàng khôi phục lại khuôn mặt ban đầu thì bảo làm gì hắn cũng làm. Lãnh Như Băng đã có kinh nghiệm, biết chỉ tin được chừng 1/10 lời hắn mà thôi, còn 9/9 kia hắn sẵn sàng quên ngay. Bởi vậy nàng mới ra điều kiện, phải đưa nàng đến được Trường Xuân Đường thì nàng mới xóa dịch dung cho hắn, trên dọc đường đi còn phải nhất nhất nghe theo lời nàng, lệnh đầu tiên là cấm không được hát. Hy Bình chỉ còn biết thiểu não mà tuân lời, mồm miệng đang tự do thật khó mà thay đổi. Thỉnh thoảng lại quên khuấy bất giác hát lên một câu, chợt nghĩ đến lời cảnh cáo của Lãnh Như Băng lập tức lại im bặt cố nuốt câu hát vào trong họng, cảm giác anh ếch còn tức hơn bò đá. Lãnh Như Băng thì ngược lại, hết sức tự hào về thành quả của mình. Suốt đêm qua không ngủ nàng đã nghĩ ra tuyệt chiêu này, cuối cùng cũng bắt được Hy Bình ngoan ngoãn nghe theo, cũng để dân chúng bên đường khỏi tò mò vì hai người. Thân hình to cao lực lưỡng của kẻ thối tha này dọc đường đi rất dễ gây chú ý. Lại thêm khuôn mặt tuấn tú trời ban, đừng nói con gái mà nam nhân thấy cũng muốn ngắm, vậy thì còn gọi gì là che giấu hành tung. Để cho an toàn, không những mặt mà tên cũng phải đổi, thế là Lãnh Như Băng đổi ngay tên Hoàng Hy Bình thành Hoàng Nghiêu. Đầu tiên Hy Bình chống lại quyết liệt, nhưng rồi cũng không thắng nổi Như Băng. Chống đối không hiệu quả, Lãnh Như Băng cứ nhơn nhơn gọi hắn là Hoàng Nghiêu, đã vậy còn khen tên ấy thích hợp bởi đầu hắn trông đúng như đầu bò. Nàng thậm chí còn định gọi hắn là Thủy Ngưu Châu Nước, nhưng hắn chết cũng không để nàng đổi họ Hoàng thành họ Thủy. Kết quả Hy Bình chấp nhận biến thành Hoàng Ngưu con bò vàng. Lãnh Như Băng muốn hắn thêm xấu xí, dứt khoát bảo hắn là Ngưu Lang. Đầu tiên hắn điên tiết lên, nhưng rồi lại cười ha hả bảo rằng ta là Ngưu Lang,
vậy thì nàng là chức nữ, hai ta trời sinh một đôi, thế thì đêm nay ngủ với nhau quách. Lãnh Như Băng nghe mấy lời bẩn thỉu đó của Hy Bình, tím mặt trồm lên bắt hắn phải ngậm miệng lại, bằng không nàng sẽ không xóa dịch dung cho hắn. Hy Bình đành dùng tay bịt chặt miệng, sợ rằng quen thói lại tuôn ra những lời bẩn thỉu khiến cô nương không chịu nổi. Cuối cùng Lãnh Như Băng không gọi hắn là Hoàng Ngưu, cũng không gọi là Ngưu Lang mà gọi tắt là A Ngưu. Hy Bình không tỏ ra bực tức hay phản đối, từ đó trở đi Lãnh Như Băng luôn gọi hắn là A Ngưu. Hy Bình nghe hai chữ giản đơn như vậy dần cũng quen, thậm chí dường như đã quên hẳn mình là ai, cái tên A Ngưu dân dã rốt cuộc cũng khoác được lên tấm thân đại soái. Hắn cũng không thèm soi gương nữa, vẻ ngoài của hắn giờ đây thế nào cũng được. Hy Bình làm phu xe cho Lãnh Như Băng đến nửa tháng, suốt chặng đường đi thỉnh thoảng lại ngủ gật, để cho ngựa chạy loạn lên hoặc đứng ỉ ven đường không đi. Nhưng lần nào cũng vậy, mộng đẹp vừa tới thì bị Lãnh Như Băng lôi dậy, đôi mắt còn đỏ đòng đọc đã phải tiếp tục đánh xe. Đến tối hai người lại thuê mỗi người một phòng qua đêm, hôm sau lại tiếp tục hành trình. Suốt trong thời gian ấy, Hy Bình chẳng hiểu gì thêm về cô nương mình phải hộ tống, chỉ biết cô ta có một cặp mắt diễm lệ đáng yêu và một tấm mạng trùm đáng ghét khiến hắn không tài nào nhìn thấy khuôn dung phía sau. Đầu tiên hắn có chút hiếu kỳ nhưng lòng hiếu kỳ dần cũng qua đi, chỉ có nỗi thèm được hát là ngày càng mãnh liệt. Ngày hôm đó, họ đến con đường qua Hỏa Vân Sơn. Đường núi vừa đủ cho hai xe ngựa tránh nhau, hai bên đường cây cối rậm rạp. Lãnh Như Băng cảm thấy có điều khác lạ, nói với Hy Bình, cẩn thận, hình như có người theo dõi. Hy Bình chu du đã hơn 10 ngày, nhìn thấy vô số những điều mới lạ nhưng vẫn không thấy ai chặn đường nên cũng ngứa ngáy tay chân. Nghe cô nương trong xe nói vậy, lại thấy cô ta không dám gặp người nên phấn khởi nghĩ thầm, đến đi. Đến nhanh mà cướp bà trần này, để lão tử đây múa may một trận. Con bà nó, hát không được, lại chẳng có ai để đánh nhau, cả ngày chỉ có mỗi con ngựa và tảng đá trong xe, chán chết đi được. Thế nhưng mãi chẳng thấy kẻ cóp nào xuất hiện, Hy Bình thất vọng. Cô nương chẳng bảo có người đang theo dõi chúng ta là gì. Sao lâu thế, có thấy quái ai đâu, hay là bọn chúng bỏ còn chậm hơn ốc sên. Nói rồi ngoái đầu nhìn vào trong xe cười hì hì. Vừa quay lại định dục ngựa đi bỗng thấy phía trước đã có đến hơn chục đại hán cầm kiếm chắn lối, bèn dừng ngựa lại, quát lớn, này, các ngươi là ai vậy? Có phải là muốn cướp cô nương trên xe không hử? Cả bọn không ngờ thằng cha đánh xe lại thẳng thắn như thế, cả Lãnh Như Băng cũng không hiểu ý tứ Hy Bình là gì, tại sao vừa mở miệng đã hỏi người ta có muốn cướp người trong xe của mình hay không? Đám người phía tách ra, một đại hán có vẻ đầu lĩnh chắp tay nói với Hy Bình, chào huynh. Chúng ta quả thực vì cô nương trên xe mà tìm tới, muốn mời cô nương đến gặp thiếu môn chủ chúng tôi một lát. Hy Bình đoán thiếu môn chủ của đám người này quen biết cô nương, bèn hiếu kỳ hét lên, thiếu môn chủ các ngươi là ai? Đại hán đầu lĩnh trả lời, là địa ngục môn thi trúc sinh. Hy Bình không đợi hắn ta nói hết, phẩy tay hét lớn. Đi, đi, người khác còn có thể thương lượng, hắn thì đừng hòng. Cái gì là thi trúc sinh tử trúc sinh? Lão đây đã định tính sổ với nó ở quần phương lầu, còn dám đến cướp cô nương của ta. Gọi hắn tới đây, để ta sống chết với nó một phen. Lãnh Như Băng nghe Hy Bình nói lái thi trúc sinh thành thi xúc sinh mà suýt bật cười, đến khi nghe hắn gọi nàng bằng cô nương của ta thì lại bừng bừng nộ hỏa, suýt nữa thì vọt ra dáng cho mấy cái bạt tai. Nàng đã thành cô nương của hắn từ bao giờ? Tốp người kia nghe vậy lại không hề giận dữ. Đại hán đầu lĩnh vẫn bình tĩnh nói, công tử chúng ta có việc không đến được. Chúng ta vâng mệnh mời lãnh cô nương về. Hy Bình tức tối quát, vậy thì xuống ngựa tới đây, nếu không thì xê ra nhường đường, đừng có đứng đó mà lải nhải. Đại hán đầu lĩnh cười cười, cung kính không bằng tuân lệnh. Các anh em, chúng ta mời lãnh cô nương đến địa ngục phủ làm khách vậy. Hy Bình rút phát liệt dương chân đao, nhảy xuống xe đón đầu kẻ địch. Cây đao của hắn chặt chém tới tấp. Tiếng gió vun vút nhưng không có sức sát thương, chém vào kiếm đối thủ cũng không để lại đến một vết mẻ, đã vậy còn bị gã đầu lĩnh đá cho một cú vào bụng bắn tung sang một gốc cây bên đường. Hy Bình lồm cồm bò dậy, thấy cỗ xe đã bị phá tan tành, con ngựa kinh hãi bỏ chạy đi đâu mất, còn Lãnh Như Băng đang giao đấu kịch liệt với 17 đại hán nọ. Hắn ngồi dựa vào gốc cây quan sát trận giao tranh, thản nhiên như mấy người kia không liên quan gì tới mình. Lãnh Như Băng sử Lạc Hoa Vô Tình kiếm. Chỉ thấy nàng bay từ trên cao xuống, thanh kiếm trong tay tỏa ra muôn vàn đóa hoa chụp lên đầu đối phương. Sau mấy âm thanh chát chúa,
đã thấy mấy đại hán nằm sóng xoài trên đất, còn lãnh như băng vẫn giống như cánh hoa nhẹ tênh, không thấy bóng dáng đâu cả. Bỗng nhiên nàng lại xuất hiện đỉnh đầu đám người, phía trước, sau lưng, bên cạnh, vô tình kiếm xuất làm mười mấy kẻ còn lại tối tăm mặt mũi, giơ kiếm đâm chém loạn xạ nhưng chỉ trúng vào khoảng không. Chưa đầy khoảnh khắc, 17 đại hán đã gục ngã tới 7-8 người. Gã đầu lĩnh bỗng nhằm hướng lãnh như băng xông tới đánh thốc một kiếm, đoạn lùi lại hô to các anh em, rút. Nhanh như lúc đến, cả toán lùi vào rừng cây nháy mắt đã không thấy bóng dáng, chỉ còn gần chục cái xác ngổn ngang trên mặt đất. Hy Bình vỗ tay đôm đốc khen ngợi. Tuyệt, tuyệt quá, sớm biết cô nương võ công như thế thì khỏi cần cao thủ ta ra tay nữa. Ha, bọn chúng đều sợ cả nên chẳng thằng nào lại đánh với ta, đến nỗi ta chỉ còn biết ngồi xem cô nương ra tay. Có điều cô nương cũng hơi quá đấy, đánh nhau là đánh nhau, việc gì phải giết người. Lãnh như băng nhìn Hy Bình an nhàn ngồi dưới gốc cây, trong lòng nghĩ không biết kẻ kia là cái giống gì. Vốn nàng thuê hắn đi bảo vệ mình, không ngờ lúc có chuyện lại thành ra mình bảo vệ hắn, còn hắn thì ngồi một bên quan sát, đã vậy lại còn ra vẻ chính nghĩa oán nàng sao lại giết người. Lúc đầu nàng còn cho rằng hắn là một đại cao thủ. Nhớ lại cảnh Hy Bình đánh gục nhân kiệt trong quần phương lâu. Nàng phải cho mày nhớ lại xem mình có nhìn nhầm hay không. Một luồng khí lạnh bỗng dâng lên xâm chiếm toàn thân, lãnh như băng dùng mình, nghĩ ngay đến địa táng hoàn đã bắt đầu phát tác. Nàng phải làm thế nào đây? Giá như kẻ thối tha này có võ công để nàng không phải ra tay thì còn có thể gắng chịu về Trường Xuân Đường cứu chữa, nhưng hắn ta chỉ có mấy tên nhãi nhép mà cũng không đối phó nổi. Xem ra nàng nếu không chết thì cũng bị Thi Trúc Sinh chiếm đoạt mất rồi. Lãnh như băng thầm nghiến răng, nàng thà cho kẻ thối tha trước mặt trà đạp, quyết không để Thi Trúc Sinh dùng thân thể nàng để luyện địa táng chi khí. Nghĩ tới đó, như băng bỗng dùng mình, thế là thế nào, cớ sao nàng lại nhụt chí như vậy? Không, bất cứ nam nhân nào cũng không sở hữu thân thể nàng được. Bất quá nàng thà chịu chết. Lãnh như băng nghiêm giọng, đừng lại nhảy nữa, cẩn thận ta giết cả ngươi bây giờ. Thi Bình tiến lên phía trước mặt như băng. Ra vẻ sợ sệt, cô nương quả thật là thủ đoạn, không còn xe ngựa thì muốn giết cả ta bịt miệng. Thấy như băng không nói gì, hắn lại tiếp, được rồi, không làm phu xe nữa thì ta làm vệ sĩ cho cô nương vậy. Lãnh như băng chằm chằm nhìn hắn rồi cười khẩy, ngươi. Vệ sĩ, vừa nãy ngươi bảo vệ ta như vậy à? Thi Bình gãi đầu, ngắm nhìn hai đầu con đường, cả hai phía đều không có người. Hắn quay đầu nhìn lãnh như băng, hai tay nắm vào nhau cười hề hề. Ta nhìn cô nương đánh đến là ngon nên không muốn hất tay trên, để cho cô nương uy phong lẫm liệt một phen. Vậy mà cô nương lại trách ta. Giọng hắn cứ thản nhiên như không, lãnh như băng càng tức tối, nghĩ thầm có con trâu nào da dày như da mặt hắn không biết. Thi Bình vô tư hỏi, không còn xe ngựa thì làm thế nào? Lãnh như băng chán nản, qua khu rừng kia là Trúc Sơn Trấn, đến đó hãy mua xe ngựa khác. Nhà ngươi trở lại làm phu xe. Còn chuyện bảo vệ thì ta vái cả nón. Đi mau, A Ngưu. Thi Bình đi sau lưng lãnh như băng, lén giơ lên một nắm đấm rồi lại đá mạnh một chân, trong lòng tức tối, ả thối tha kia, dám gọi ta là A Ngưu. Sẽ có ngày ngươi biết sự lợi hại của ta, ta phải bắt ngươi gọi ta là ca ca. Thi Bình và lãnh như băng lại tiếp tục lên đường. Trước trời tối hai người đã đến Trúc Sơn Trấn, thuê hai phòng kề nhau trong Hữu Duyên khách điếm rồi xuống sảnh gọi cơm. Ngồi đợi cơm, mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ. Lãnh như băng than thầm hành tung của nàng đã bị địa ngục môn phát hiện, có trốn cũng khó lòng thoát được, chỉ còn biết đến đâu hay đến đấy mà thôi. Sau trận đánh chiều nay nàng bỗng dưng ớn lạnh toàn thân, dù bây giờ cơn lạnh đã lui đi nhưng cũng đã chứng minh được lời gã họ Thi nói là sự thật. Từ nay trở đi cơ thể nàng chắc sẽ liên tục bị hàn khí công phạt, đến lúc lạnh cứng toàn thân có lẽ sẽ rơi vào tay hắn không chừng. Nếu có lúc ấy, thà để kẻ thối tha kia một đao kết liễu cuộc đời còn hơn lọt vào tay Thi Trúc Sinh, còn đâu là danh tiết của Hồ Điệp công chúa. Đến Trường Xuân Đường phải hơn một tháng nữa, đường xa ngàn dặm, nguy hiểm khôn lường, vậy mà gã chết tiệt kia lại cứ làm như đang đi du ngoạn, suốt ngày nhìn đông ngó tây, dao kề lên cổ mà hắn vẫn cười hì hì, xem ra số mạng nàng lành ít dữ nhiều rồi. Thi Bình thì chân chân cặp mắt ốc cố nhìn qua tấm mạng che. Cô nương này cớ sao lại liên quan đến Thi Trúc Sinh nhỉ? Tên thuộc hạ vừa nãy gọi cô ta là lãnh cô nương, lại đeo mạng che mặt như thế, có phải là ả kỹ nữ lắm chuyện lãnh như băng ở quần phương lầu?
Hôm đó Lôi Long vội ra khỏi phòng chưa nhìn được mặt lãnh như băng, thế thì Thi Trúc Sinh và cô ta ở lại đã xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm. Phải rồi, cô ta nhất định là ả kỹ nữ lãnh như băng chết tiệt ấy. Nghĩ tới đó, Hy Bình liền nở nụ cười đắc ý, nói oang oang. Ta biết rồi, ha ha, cô chính là lãnh như băng kỹ nữ quần phương lầu hôm đó, chúng phóc chứ hả? Tất thảy chúng nhân trong sảnh đều trố mắt nhìn sang hai người, Hy Bình đầy một miệng cơm ngó lãnh như băng, đôi mắt hiện rõ hai chữ kỹ nữ. Chợt nhận ra khách điếm đang im phăng phắc, hắn cầm dao đứng lên quát lớn. Nhìn cái gì mà nhìn, kỹ nữ cũng không có phần các ngươi, cô nương là kỹ nữ của một mình ta, hiểu chưa? Bộ mặt xấu xí và thân hình lực lưỡng khiến thực khách sợ hãi quay ngay đi. Mắt lãnh như băng lóe sáng, nhổm lên dáng cho Hy Bình một bạt tai nảy đom đóm, giận dữ, đố vô lại. Cẩn thận không ta bắt ngươi mang cái mặt này suốt đời. Nói rồi đùng đùng bỏ lên lầu. Lúc này Hy Bình mới thấy má rát bỏng, tức tối nhìn theo lãnh như băng hét to, ả thối tha kia, bỏ cơm hả. Lãnh như băng đóng chặt cửa phòng, vùi đầu xuống gối, lòng run lên vì cảm giác bị tổn thương. Nàng bởi quyết tâm chiếm được địa ngục hoàn đã bất chấp tự tôn đóng giả kỹ nữ ở quần phương lầu, lại để cho Thi Trúc Sinh nhìn khắp lượt tấm thân lõa lồ, thế đã là quá sức chịu đựng. Đã vậy kẻ vô lại kia còn nhắc lại chuyện cũ, còn lớn tiếng tuyên bố nàng là kỹ nữ của một mình hắn ta. Không biết thế nào, ai nói nàng là kỹ nữ đều được, chứ tên vô lại ấy bảo nàng là kỹ nữ thì nàng không sao chịu nổi. Đồ chết tiệt, quân chứng thối chết bầm. Chẳng lẽ nàng phải chứng tỏ với hắn nàng vẫn là cô nương trong trắng, chỉ có mấy ngày mượn phòng ở quần phương lầu đóng giả. Hy Bình thấy lãnh như băng về phòng mới nghĩ ra, mấy hôm trước ả ta toàn ăn trong phòng hoặc trong xe, chưa từng ngồi bàn ăn bao giờ. Ngồi bàn mà cứ sùm sụp cái mạng thì làm sao ăn được nhỉ? Chỉ có về phòng cởi mạng ra mới có thể nhét cơm vào miệng thôi. Thế là hắn bảo tiểu nhị mang cơm vào phòng cho cô nương. Lúc nào xong hãy gọi hắn sang ăn, đoạn cũng lên lầu về phòng. Hy Bình ngã mình xuống giường, thấy mình cũng có hơi quá đáng. Người ta phải làm kỹ nữ chắc cũng chẳng có gì vui vẻ, vậy mà mình lại bô bô nói giữa bàn dân thiên hạ, bị ăn cái tát là đáng đời lắm. Ý nghĩ của hắn quay về với Phượng Nhi, lúc đầu nàng chẳng đã hành hạ hắn hết nước hết cái đó sao. Nhưng khi đã chịu rồi thì lại dịu dàng hết mức, còn tự nguyện để hắn cởi hết váy áo mà vuốt ve. Nhớ lại cái đêm điên cuồng đó, tâm can Hy Bình bất chợt nóng lên bừng bừng. Hy Bình lơ mơ thiếp đi, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười sung sướng. Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi A Ngưu, thì ra lãnh như băng gọi hắn sang ăn cơm. Phòng lãnh như băng chỉ khép hờ, khẽ đẩy cửa đã bật mở. Lãnh như băng vẫn đeo mạng kín mít, cúi đầu vẻ không thèm nhìn hắn. Trong đầu Hy Bình thoáng ý định xin lỗi xong lại phẩy tay bỏ qua. Nhìn cơm canh trên bàn hầu như chưa đụng tới. Hắn ngồi ngay xuống ăn ngấu nghiến, bộ dạng còn xấu hơn cả khuôn mặt xấu xí hắn đang phải mang. Hy Bình đang nhồm nhòm nhai nuốt ngon lành, lãnh như băng chợt hét có độc. Đoạn ngã vật xuống giường, hắn kinh hoàng lao vội đến, lật ngửa nàng ra, cởi bỏ mạng che. Khuôn mặt tuyệt thế của lãnh như băng tái nhợt như sáp, Hy Bình ra sức lay gọi nhưng nàng như đã chết, không hề có chút phản ứng nào. Cuối cùng hắn cũng phải đầu hàng, ngồi thừ ra nghĩ thế là hết rồi. Cơm canh ấy ta cũng đã ăn phải, không biết bao lâu nữa cũng sẽ chết như cô ta. Hắn nghĩ ngay tới Phượng Nhi, đến cha mẹ và bạn bè ở Hoàng Sơn Thôn, còn Lôi Long và Tứ Cẩu hai huynh đệ cũng đang rong ruổi trên đường như hắn, sau cùng là đệ đệ và tiểu muội nhiều năm qua chưa gặp, lòng tràn ngập bi thương. Mình mới 18 tuổi đầu, sao lão trời kia lại bắt chết sớm vậy? Thế rồi qua một lúc lâu vẫn không thấy có vẻ gì là trúng độc, dần dần hắn vui sướng đến muốn nhảy cẫng lên. Cớ làm sao ta lại không bị độc, mà chúng độc nghĩa là thế nào, nghĩ mà chẳng hiểu là gì. Hình như cha đã nói rằng ta không sợ độc vì có gì đó trong máu, có lẽ là đúng như vậy. Hà, con người thiên tài như ta thì làm sao phải sợ mấy thứ độc dược lẻ tẻ. Giả dụ như ta cắt thịt, hừ, có đau không nhỉ, liệu có giải được độc không? Cũng chẳng biết là nhớ đến trách nhiệm bảo tiêu. Tự nhiên nổi máu yên hùng hay đột ngột thương hoa tiếc ngọc mà Hy Bình nghĩ ngay đến chuyện trích máu giải độc cho như băng. Hắn nghiến răng rút liệt dương chân đao nhưng lại nghĩ cây đao này quá cùn, phải cắt đi cắt lại mới rách được thịt, thế thì đau chết mất. Chợt này một ý, hắn rút cây kiếm trong người lãnh như băng ra. Ngắm nhìn cây kiếm sáng loa, hắn chau mày, nhắm nghiền hai mắt lại rồi siết lên cổ tay một đường. Đau một chút, máu bắt đầu chảy,
nhưng chỉ mấy giây sau lại đông cứng không chảy tiếp nữa. Mẹ ơi, khi cần nó chảy thì nó không chảy, khi không cần nó chảy thì chỉ một quả đấm nhẹ cũng hộc đầy một mồm máu. Hy Bình bực dọc, lại cầm kiếm cắt sâu thêm một ít, đoạn ném kiếm xuống đất, lấy một chiếc bát sạch hứng vào, dùng hai ngón tay nặn vào vết cắt cho máu chảy nhanh thêm. Đến khi nặn ra được chừng nửa bát máu hắn mới hít dài một hơi, cạy đôi môi đang mím chặt của lãnh như băng ra đổ hết vào, đoạn lầm rầm thành tâm cầu nguyện, cầu cho cô nương vì đại nghĩa xả thân của ta mà cảm động sống lại. Đôi mắt hắn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt khả ái nghiêng nước nghiêng thành của lãnh như băng, quả nhiên hai má nàng dần hồng lên. Lòng rộ lên niềm vui, Hy Bình reo to, tự đắc ta là thiên tài bậc nhất. Lãnh như băng rên khẽ một tiếng, mở mắt, đôi con người diễm lệ ngơ ngác nhìn Hy Bình. Hắn vui sướng như mở cờ trong bụng, cúi đầu hôn chụt một cái lên môi nàng, cảm ơn trời đất, cô nương đã tỉnh rồi. Lãnh như băng chưa hết ngạc nhiên vì không còn mạng trên mặt, lại bị kẻ vô lại kia hôn ngay vào môi, nàng giật mình ngồi ngay dậy, lạnh lùng, ngươi đã làm gì ta vậy? Hy Bình hiểu điều nàng muốn hỏi là có phải sau khi nàng bị hôn mê bất tỉnh hắn đã làm việc gì bị ổi không? Tuy nhiên niềm vui khi thấy lãnh như băng phục hồi đã làm hắn trở nên rộng lượng, Hy Bình vui vẻ. Ta có làm gì đâu, thấy cô nương chúng độc lăn ra đó nên đã cho cô uống một nửa bát máu thôi mà. Lãnh như băng lúc này mới thấy vị tanh trong miệng, kinh hoàng đến quên cả hỏi han đầu đuôi, chỉ trừng mắt lên, ngươi cho ta uống máu của ai? Hy Bình giơ cánh tay trái của mình lên, đắc ý, máu của ta, ngạc nhiên chưa? Lãnh như băng không hề cảm động. Chỉ ôm bụng như muốn uệ ra ngay, nhưng rốt cuộc không thể uệ nổi. Nàng chằm chằm Hy Bình hồi lâu mới nói, máu của ngươi có thể giải độc. Hy Bình vênh mặt, chuyện nhỏ, ta là, nhìn ánh mắt đầy Phật ý của lãnh như băng hắn mới đổi giọng, ta cũng không rõ nữa, ta thấy mình không bị trúng độc mới thử cho cô uống máu của ta, không ngờ lại có hiệu nghiệm. Hắn nói thế cũng chẳng có gì sai, Hy Bình đâu có biết mấy năm trước hắn đã tình cờ được uống máu rắn nghìn năm tuổi. Toàn bộ cơ thể đã trở nên vạn độc bất xâm, bởi vậy máu sinh ra trong người hắn cũng có công hiệu giải độc. Nhưng thứ máu này người khác uống vào thì chỉ công hiệu được có một lần, nếu lãnh như băng trúng độc lần nữa, hắn lại phải cắt cổ tay một lần, thế thì quá thảm thương rồi. Thấy đôi mắt Hy Bình lim dim ngắm nhìn, lãnh như băng chợt nổi điên, gằn giọng, ngươi ngắm đủ chưa? Hy Bình nhảy xuống giường, đi mấy bước lại ngoái đầu nhìn về phía sau. Cúi khom người nhìn lom lom vào mặt lãnh như băng đến khi cả khuôn mặt nàng đỏ lên mới mỉm cười, còn chưa đủ. Lãnh như băng hết cách đành lạnh lùng, ngươi nhìn lắm thế, không sợ bẩn mắt à?